Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 191. Thân là thiên đạo, lúc này Tống Thư Hàng có thể tiếp thu được một chút cùng hắn tương quan vạn giới bày tỏ chư thiên vạn giới, phàm là tụng hắn tên người, đều có thể bị hắn cảm ứng. Nhưng là, hắn không dám làm như thế. Hoàng Sơn Mụ Mụ ở trong mắt hắn có được phi thường cao địa vị, là đáng giá tôn kính đại tiền bối. Ngẫu nhiên để Hoàng Sơn tiền bối lá gan thống hạ không quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể quá tuyến đây là hắn, Tam Lãng tiền bối, Đồng Quái tiền bối, Đậu Đậu, Diệt Phượng các loại quần bên trong một hệ liệt thành viên ăn ý. Chính là loại này ăn ý, để bọn hắn có thể lãng mà bất tử, sống đến bây giờ. Bên này, Hoàng Sơn tiền bối tiếp thu được vĩnh viễn quần chủ xưng hào lúc, mặt tối sầm. Phải biết hắn tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong quần tên là Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, hắn sớm nghĩ lấy bồi dưỡng một vị quần chủ số 2, tốt đem quần chủ quyền hạn chuyển giao ra ngoài. Hiện tại, Tống Thư Hàng cho hắn ấn lên vĩnh viễn quần chủ xưng hào, chẳng phải là muốn để hắn tại cái này lá gan đau vị trí bên trên, một mực vĩnh viễn ngồi xuống. Như vậy sao được? Chờ, Hoàng Sơn tôn giả nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị từ nhân tiền hiển thánh khâu chuyển di ra ngoài, ý chí trở về hiện thế. Ngay sau đó, Vũ Nhu Tử thân ảnh, thay thế Hoàng Sơn tiền bối, xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Trừ quần chủ Hoàng Sơn tiền bối muốn đặc thù đối đãi, tiếp xuống trình tự, Tống Thư Hàng tại dựa theo chính mình kim đan cấu đồ tinh lộ đồ trình tự từng cái tới. Tinh lộ đồ trình tự, cũng là Tống Thư Hàng tiếp xúc tu chân thế giới lúc, tiếp xúc đến một vị lại một vị Cửu Châu nhất hào quần thành viên. Vũ Nhu Tử là hắn hiện thế bên trong cái thứ nhất tiếp xúc đến quần thành viên, là tinh lộ đồ đầu tiên thân ảnh, cũng là Tống Thư Hàng tu chân người dẫn đường một trong. À, đây không phải ngàn năm đệ cửu thánh Linh Điệp Tử Cổ Thánh sao? Linh Điệp Tử Cổ Thánh. Liền Linh Điệp Tử Cổ Thánh, cũng là cái này quần một thành viên. Cái này quần, ngọa hổ tàng long, còn ẩn giấu đi nhiều ít đại lão cấp nhân vật. Tống tiền bối, chúc mừng ngươi trở thành thiên đạo. Vũ Nhu Tử hai mắt tựa hồ có chút đỏ lên, nhưng nàng trạng thái rất tốt, tâm tình nhìn qua cũng rất không tệ dáng vẻ. Người khóc qua, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Vũ Nhu Tử liên tiếp khoát tay nói, không tính là khóc, chỉ là vài ngày trước, không hiểu thấu tại chảy nước mắt. Nhưng ta cũng không gặp gỡ chuyện thương tâm, mà lại hôm trước triệu chứng này cũng khôi phục, Tống tiền bối cùng Bạch tiền bối các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng tâm tư khẽ động. Liền đoán được Vũ Nhu Tử đột nhiên rơi lệ nguyên nhân. Chỉ sợ là tương lai tử lưu lại ảnh hưởng. Bất quá đã không quan hệ rồi, bởi vì hắn cùng Bạch tiền bối đã đồng thời chứng đạo. Bước tiếp theo, chính là siêu thoát. Tống Thư Hàng lộ ra đáng tin nụ cười nói, Vũ Nhu Tử, người cùng Bạch tiền bối đồng dạng, là không long văn kim đan thiếp đồ ngươi không dùng được. Cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi một cái bồi thường pháp thuật. Dứt lời. Tống Thư Hàng đưa tay tại Vũ Nhu Tử cái chán một điểm, tại mi tâm lưu lại hoa điền. Đây là hắn cùng Bạch tiền bối dùng thiên đạo quyền hạn diễn toán, cải tiến qua bá thần trụ phương pháp tu luyện. Tu luyện tầng thứ 8 trở lên, liền có thể thông qua Tống Thư Hàng vì môi giới, triệu hoán kiếp tiên trụ, trường sinh trụ. Tu luyện tới 9 tầng trở lên, thậm chí có thể triệu hoán thiên đạo trụ ra. Loại này chơi vui bí pháp, Vũ Nhu Tử hẳn sẽ thích. Để Vũ Nhu Tử không còn bị thương cảm các cảm xúc ảnh hưởng phương pháp tốt nhất, chính là để nàng tìm tới chơi vui đồ vật hoặc sự tình. Quả nhiên, tại tiếp thu được môn bí pháp này về sau, Vũ Nhu Tử trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Môn này thú vị bí pháp, đưa tới hứng thú của nàng. Nàng nhẹ nhàng sờ lên chính mình mi tâm, hi hi cười nói, tạ ơn Tống tiền bối, lễ vật này, ta thật thích. Lê Hoa Đái Vũ, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi là ta tu chân lộ người dẫn đường, ta có thể gia nhập Cửu Châu nhất hào quần cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Từ đầu đến bây giờ, muốn tạ người là ta mới đúng. Tống Thư Hàng lại đưa tay, đem một hạt thể lỏng béo cầu giao cho nàng. Người tay một hạt, tiêu chuẩn thấp nhất trang bị, tự nhiên cũng không thiếu được Vũ Nhu Tử. Cho nên, cho dù là lại thế nào tuyệt vọng tương lai, đều yên tâm giao cho ta đi. Ta cùng Bạch tiền bối, sẽ không để cho tương lai tử đợi lâu. Cuối cùng, Tống Thư Hàng lại nhẹ giọng đối Vũ Nhu Tử nói. Tống tiền bối ngươi đang nói cái gì? Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng hỏi như vậy lúc, nước mắt lần nữa không bị khống chế,
không cầm được từ nàng đỏ bừng trong hốc mắt rơi xuống. Là mừng rỡ nước mắt. Mỗi một hạt nước mắt, đều lóng lánh mừng rỡ quang trạch. Tóm lại, tất cả giao cho ta. Tống Thư Hàng cười, đối Vũ Nhu Tử xòe bàn tay ra. Vũ Nhu Tử mặc dù không hoàn toàn minh bạch, nhưng vẫn là cùng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng kích một trường. Đối trưởng về sau, nước mắt của nàng trong chốc lát liền ngừng lại. Tự liền nguyên bản có chút đỏ bừng hốc mắt, đều khôi phục trắng nõn. Tống Thư Hàng duy trì đáng tin thiếu dung, thu hồi bàn tay của mình. Tương lai tử nguyện vọng, hắn đã nhận được. Yên tâm đem tương lai giao cho ta cùng Bạch Tiền Bối đi. Mặc kệ là thế nào tương lai, chúng ta đều thay đổi cho ngươi xem. Đối xong trưởng về sau, Vũ Nhu Tử thân ảnh dần dần biến mất. Hiện thế, nguyên bản đã tại mài kiếm, đều chuẩn bị muốn giết tới cửu trọng thiên, lấy phàm nhân chi thân chặt thiên đạo linh điệp thánh quân, thấy nữ nhi nguyên bản đỏ bừng hốc mắt khôi phục như lúc ban đầu về sau, yên lặng thu hồi dài 50 mét đại kiếm. Nhân tiền hiển thánh trong màn ảnh, Vũ Nhu Tử vị trí, đổi thành Dược Sư Tiền Bối cùng Giang Tử Yên vợ chồng. Đến phiên chúng ta sao? Dược Sư nói. Hoàng Sơn Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử cũng không dùng tới Long Văn Thiếp Đồ, đến hắn nơi này ngược lại là có thể lần thứ nhất phát huy được tác dụng. Chúc mừng Dược Sư Tiền Bối, Tử Yên Sư Tỷ. Tống Thư Hàng ánh mắt từ Giang Tử Yên phần bụng đảo qua. Dược Sư Tiền Bối cùng Giang Tử Yên ngày đêm cố gắng làm nhân mạng, rốt cục có thu hoạch. Không tuyệt vọng nam nhân, chính là khiến người ghen tị. Tạ ơn, Giang Tử Yên nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình nàng cùng Dược Sư đứa bé này. Hiển nhiên là may mắn. Vừa sinh ra không lâu, liền sẽ thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Phía dưới chúng ta muốn làm sao phối hợp? Dược Sư hỏi. Ta đến thiếp. Bên cạnh Bạch Tiền Bối nhẫn nại nửa ngày, rốt cục có dùng võ chi lực. Hắn móc ra một sấp thật dày Long Văn Thiếp Đồ đối Dược Sư, Tử Yên nói, các ngươi thích cái nào kiểu dáng đồ án, chính mình chọn. Chọn tốt về sau, ta cho các ngươi dán lên. Tùy tiện như vậy sao? Lại không thể có điểm nghi thức cảm giác, Dược Sư Tiền Bối chân thành nói. Nói thế nào cũng là thiên đạo quyền hạn bổ cửu Long Văn, đây là rung động hiện thế hành động vĩ đại. Nghi thức cảm giác cái này từ rất tuyệt, ta thích. Tống Thư Hàng đột nhiên giơ ngón tay cái lên nói, yêu cầu này ta nhận một hồi thiếp đồ lúc, ta cho Dược Sư Tiền Bối ngươi phối một khúc hùng tráng điểm BGM. Nếu như ngươi cùng Tử Yên Sư Tỷ cùng một chỗ thiếp, vậy ta còn có thể đem BGM tổ hợp thành tình lữ khoản. Dược Sư, ta có phải hay không để cái môi cá nhám đề nghị? Cái này chút Long Văn có khác nhau sao? Giang Tử Yên chọn lựa lúc, hiếu kỳ hỏi. Có, Tống Thư Hàng kiêu ngạo mà hướng Tiền Bối nhóm giới thiệu nói, mỗi một đạo Long Văn từ ở bề ngoài nhìn, đều chỉ là phổ thông Long Văn bộ dáng. Nhưng dùng thần thức đảo qua về sau, các ngươi liền có thể phát hiện Long Văn bên trong có càn khôn, mỗi một đầu Long Văn bên trong đều có khác biệt đồ án. Căn cứ đồ án khác biệt, Long Văn hiệu quả cũng sẽ hơi có chút biến hóa. Giang Tử Yên ngưng thị nhìn lại, quả nhiên cái này chút Long Văn nội bộ, đều có không giống nhau đồ án. Có hoa quả khoản, kỳ thật có lớn giống lệ chi đồ án hẳn là Bạch Tiền Bối vì lệ chi tiên tử chuẩn bị. Còn có Bạch Tiền Bối am hiểu anh em hồ lô khoản cái này thuần túy là Bạch Tiền Bối trước kia cho Tống Thư Hàng họa anh em hồ lô họa thuận tay. Có một lần tính phi kiếm khoản đây là Bạch Tiền Bối năng khiếu. Cũng có thần thú tiên thú khoản bất quá, bởi vì Bạch Tiền Bối họa phong lệnh ý thức lưu. Hắn tới cảm giác nếu là chính, có thể họa phi thường tốt, sinh động như thật. Nhưng cảm giác nếu là sai lệch, cái kia căn cứ ý thức hạ bút, vẽ ra tới đồ vật muốn tế phẩm mới có thể miễn cưỡng phẩm xuất thần thú nguyên hình. Thần thú tiên thú khoản bên trong, có thể lần đầu tiên nhận ra có chó, mèo, giống sói lại giống husky đồ án, có rắn hoặc là giao long đồ án. Cái này chút. Cũng đều là vì quần bên trong đám kia A Miu A Cẩu A Lang A Giao chuẩn bị. Dược Sư cùng Giang Tử Yên tuyển nửa ngày về sau, tuyển cái mấy chương nhìn qua hẳn là đan lô Long Văn đồ án, giao cho Bạch Tiền Bối. Ánh mắt của các ngươi rất không tệ, cái này mấy ngọn núi đều là ta có ký ức tu luyện tràng cảnh, đều là phi thường có linh khí đỉnh núi, hình tượng Long Văn về sau, dán lên có thể tăng cường các ngươi kim đan linh khí. Bạch Tiền Bối gật đầu bình luận. Dược Sư. Núi. Sơn Phong. Rất hiển nhiên, cái này mấy chương đồ án, đều là Bạch Tiền Bối ý thức lưu ý thức lệch ra thời điểm hạ bút tác phẩm. BGM đi lên. Bên cạnh, Tống Thư Hàng đưa tay chỉ cái búng tay.
kinh bạo nhưng lại thích hợp tình lữ đại đạo thanh âm vang lên. Đại đạo ở giữa cũng rất khó. Trước kia bọn chúng ra sân, nhiều nhất chính là hóa thành trung thanh, tiếng nước chảy, hoặc là Phật âm, tiên âm vang vọng. Nhưng bây giờ, tại bá tống thiên đạo dẫn đạo bên dưới, đủ loại đại đạo ở giữa hỗn hợp cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh giao hưởng ra một khúc tình lữ BGM tới. Nhưng chúng nó coi như tương đối may mắn, chỉ ít bọn chúng sẽ không giống lão đại ca thiên kiếp như thế, trở thành bá tống món ăn trong mâm. Đại đạo thanh âm vang lên thời điểm, chư thiên vạn giới người tu luyện đều có thể từ đó được lợi, đạt được lĩnh ngộ. Đây cũng là Tống Thư Hàng cho chư thiên vạn giới phát một điểm nhỏ phúc lợi, cũng không thể để mọi người ngửa đầu nhìn cửu châu nhất hào quần thành viên lĩnh thưởng, sau đó chỉ có thể trông mong nhìn xem. Nếu như không có một điểm phúc lợi, khán giả thời gian cũng là phú quý, nói không chừng rất nhiều người liền không nhìn. Cho nên, dù sao cũng phải có hấp dẫn người địa phương. Tại BGM trong tiếng âm nhạc, Bạch Tiền Bối đưa tay đối dược sư, Giang Tử Yên đan điền lăng không ấn xuống. Hai viên kim đan hiển hiện. Cùng lúc trước Bạch Tiền Bối vì Tống Thư Hàng họa kim đan long văn trình tự là giống nhau. Chính là lúc trước Bạch dùng bút họa. Hiện tại, Bạch dùng thiếp đồ thiếp. Long văn tranh dán tưởng ấn trên kim đan, đem dược sư cùng Giang Tử Yên long văn bổ đến cửu văn. Tạ ơn dược sư tiền bối, lúc trước dẫn ta nhập đạo, cũng lấy kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng pháp vì ta đánh xuống tối kiên định tu luyện cơ sở. Tống Thư Hàng đem ba hạt thể lỏng béo cầu giao cho dược sư tiền bối. Thêm ra một hạt, là vì bọn hắn chưa xuất thế hài tử chuẩn bị. Bằng vào ta thiên đạo bá tống danh nghĩa chúc phúc cái này chưa xuất thế hài tử, hắn sẽ trở thành khiến các tiền bối kiêu ngạo hài tử. Tống Thư Hàng vì dược sư vợ chồng chúc phúc về sau, đem bọn hắn đưa tiễn. Kế dược sư tiền bối về sau, là cửu châu nhất hào quần sau cùng mấy khỏa lương tâm Bắc Hà tán nhân. Sau đó là còn chưa có giải khai bế khẩu thiền thông Huyền Đại Sư. Quần bên trong tiền bối, thành viên, bắt đầu lần lượt đăng tràng. Tiểu bản bản bên trên nguyện vọng không có giảm bớt, ngược lại lại tăng lên rất nhiều thất sinh phủ chủ. Thiên Hà Tô Thị thế hệ này chiêu bài nam nhân, Tô Thị A Thất. Vì cùng Hoàng Sơn phân động phủ mà phiền não đậu đậu. Yêu tha thiết Bạch Tiền Bối Bạch Hạc. Tiểu quả quả sư huynh, Tam Nhật sư huynh. Còn có tại trước đây không lâu rốt cục bằng bí pháp huyễn hóa thành hoàn chỉnh hình người, quả nhiên như mẫu thân của nàng nhân ngư đồng dạng mỹ lệ ngư kiều kiều. Cùng phụ thân nàng, còn không có sinh ra đội bóng đá, còn tại phấn đấu giao bá chân quân. Lại nói tiếp, là đến nay đều không lộ ra chân diện mục, giới tính chân thực đồng quái tiền bối. Bằng Tống Thư Hàng hiện tại thiên đạo thân phận, nếu là muốn, trong nháy mắt liền có thể xem thấu đồng quái tiền bối chân chính bộ dáng, cùng hắn giới tính. Lúc này lên đài đồng quái, thân mang trắng noãn như tuyết cổ trang, mái tóc đen dài buộc thành một chùm, hóa thân thành môi hồng răng trắng mỹ thiếu niên. Đồng quái tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Ta nếu là nói không, đợt tiếp theo thiên kiếp khả năng cũng sẽ không bỏ qua ta. Đồng quái tiên sư túng túng nói. Không chỉ có là Thư Hàng, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hoặc là nói, quần bên trong thành viên. Hẳn là đều rất hiếu kỳ mới đúng. Bạch Tiền Bối tại bên cạnh lên tiếng nói. Đồng quái chân thực diện mạo có thể không vạch trần, bất quá đồng quái giới tính đến cùng là cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là tiên tử vẫn là đạo trưởng. Cái này kỳ thật quyết định người khác hẳn là dùng dạng gì tâm thái cùng hắn kết giao bằng hữu nha. Kỳ thật, vấn đề này ta ngay từ đầu liền không có làm sao ẩn tàng. Các ngươi xem ta nói chuyện phiếm tài khoản tin tức, đánh dấu chính là nam. Chân tướng, vẫn đang trước mắt các ngươi, chỉ là các ngươi chính mình không đi tin tưởng. Đồng quái tiên sư dùng một loại u buồn thanh âm trả lời. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này hắc quái rất xấu. Bắc Hà tán nhân nhịn không được nói, ta năm ngoái còn chứng kiến ngươi giới tính đánh dấu là nữ tới, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt qua ta. Đồng quái tiên sư chấn kinh hồi phục, lão Bắc Hà người nghĩ đối ta làm cái gì? Năm ngoái bắt đầu liền chú ý ta giới tính. Bắc Hà tán nhân, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đối mặt cười một tiếng, đem đồng quái tiền bối đưa về. Liền để đồng quái tiền bối cùng Bắc Hà tiền bối tiếp tục tương sát đi. Tiếp đồng quái về sau, là Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng vừa đi lên,
Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Tam Lãng đã không nhịn được đang gọi, Diệt Phượng nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, lĩnh xong thưởng liền hạ đến, sau đó liền đến Lãng Mỗ ra sân. Diệt Phượng công tử, hôm nay ta thật vất vả muốn tại chư thiên vạn giới lộ cái mặt, Tam Lãng lại muốn thúc ta nhanh lên xuống tới, hoàn toàn không nể mặt ta. Thù này, ta Diệt Phượng nhớ kỹ. Tam Lãng về sau, hẳn là ta. Một cái giọng nói tin tức tại quần bên trong bắn ra, thanh âm rất êm tai, có trong núi cư sĩ cảm giác không linh. Lệ Chi tiên tử, Tam Lãng về sau, ấn trình tự đến chính là ta, một hồi ta muốn cùng Thư Hàng, Bạch Tiền Bối chụp ảnh chung một chương. Không biết thiên đạo có thể hay không bị chụp được đến. Lệ Chi tiên tử đằng sau, chính là ta. Tạo hóa Pháp Vương lặng lẽ sờ lên một chi loa nhỏ. Ta đây, ta tại vị trí nào? Đông Phương Lục tiên tử phát hiện chính mình hơi có chút khẩn trương. Từ lần trước lái xe đi Thu Danh Sơn trên đường, xe chìm đáy biển về sau, nàng có đoạn thời gian không có lái xe, cảm xúc đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại đặc biệt khó chịu. Là ta a, Tam Lãng về sau là ta a. Giận xoa chính mình đầu chó biểu lộ, ta phải cùng Đông Phương Lục tiên tử vị trí không kém bao nhiêu đâu. Phá Dương Kích Quách Đại lên tiếng nói. Diệt Phượng nhanh lên, cuồng đao Tam Lãng lại tại quần bên trong Diệt Phượng công tử. Tam Lãng kỳ thật không phải cố ý muốn thúc Diệt Phượng. Hắn là muốn thay người hướng Thư Hàng thuật lại vài câu thì thầm. Cái kia mấy câu, không cách nào bị dùng văn tự ghi chép, chỉ tồn tại ở Tam Lãng trong lòng. Một khi nói ra, liền có thể lãng quên. Tam Lãng hiện tại có chút sợ chính mình quên từ. Bất quá, Tam Lãng lại thế nào thúc, Diệt Phượng cũng đã không thấy được. Hắn đã không có đang nhìn Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tin tức. Tiến vào Nhân Tiền Hiển Thánh Bình Đài về sau, Diệt Phượng công tử thân thể liền bản năng hành động hắn tựa như màn ảnh hạ người mẫu, vô ý thức bày ra một số anh tuấn tư thế, đem bản thân nhất tuấn Mỹ góc độ chiếu vào màn ảnh tiến. Diệt Phượng tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đều xem như phát triển Mỹ nam tử, thậm chí tại địa cầu tu luyện giới đều có chút danh tiếng. Tại lấy địa cầu làm trung tâm tu luyện giới bên trong, hắn còn có được một nhóm nhỏ mê muội thiên tử. Thế nào không góc chết biểu hiện mình soái, đã thành hắn bản năng, chuyện thường ngày. Diệt Phượng tiền bối, Tống Thư Hàng hướng hắn vẫy vẫy tay, khẩn trương sao? Ngươi xem ta bộ dáng, ngươi cảm thấy ta là sẽ bị loại này tiểu bài chàng hù đến người sao? Diệt Phượng công tử anh tuấn ngẩng đầu, tựa như là nước gội đầu quảng cáo bên trong động tác một dạng, mái tóc bay lên, soái khí hữu hình. Thế nhưng là lòng bàn tay của ngươi đang đổ mồ hôi. Tống Thư Hàng ngay thẳng nói, mọi người đều biết, mèo tuyến mồ hôi cũng không phát đạt, có thể xuất mồ hôi địa phương cũng chỉ có bàn chân đệm thịt. Diệt Phượng công tử anh tuấn động tác có chút cứng đờ, hắn kém chút liền muốn liếm liếm lòng bàn tay của mình, xác nhận một chút bản thân phải chăng đang khẩn trương xuất mồ hôi. Tốt tại thời khắc mấu chốt, hắn kịp thời khắc chế bản thân liếm lòng bàn tay xúc động. Đây chính là ngay trước chư thiên vạn giới tu luyện giả trước mặt, hắn cũng không thể để Tống Thư Hàng mang trong hố, ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Chẳng phải khẩn trương a? Đối diện Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật hiền thánh loại chuyện này, rõ rệt liền sẽ quen thuộc. Giống ta, lộ ra 8-9 lần về sau, liền có thể thản nhiên đối mặt bất kỳ sân khấu tràng cảnh. Diệt Phượng công tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta người người có thể giống như ngươi? Một cá nhân hiển thánh cái 7-8-9 lần. Bạch tiền bối, ta muốn chọn Long Văn không? Diệt Phượng công tử không muốn lại bị Tống Thư Hàng mang tiết tấu, quay đầu hỏi. Không cần không cần, ngươi, Đậu Đậu, Giao Bá Đạo Hữu, Tuyết Lang, ta đều đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Bạch tiền bối híp mắt từ trong đó móc ra vì quần bên trong A Miêu A Cẩu chuẩn bị Long Văn. Diệt Phượng tiền bối muốn cái gì dạng nhạc nền? Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác mình bị Diệt Phượng công tử vắng vẻ, lên tiếng hỏi. Ta cự tuyệt, Diệt Phượng công tử liên tục khoát tay. Trước đó dược sư nói lên nhạc nền quá ngu xuẩn, mỗi cái đạo hữu bị thiếp Long Văn lúc, sẽ còn vang lên khác biệt nhạc nền, một cái hai cái còn tốt. Nhiều về sau, luôn cảm giác có chút giới. Tống Thư Hàng tiếc nuối rút bàn tay về. Mấy tức sau, Bạch tiền bối tự tay vì Diệt Phượng thiếp tốt Long Văn. Duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại đầu hắn bên trên, nói, hảo hảo tu luyện, Diệt Phượng. Ta từng trải qua không ít sinh ly tử biệt, dĩ vãng mỗi lần bế quan đi ra về sau, kiểu gì cũng sẽ lo lắng lại nghe được có đạo hữu thân tử đạo tiêu tin tức, nhưng ta bất lực. Giờ đây, các ngươi có Cửu Long Văn. Sở dĩ,
chí ít hướng về trường sinh giả cảnh giới làm chuẩn đi. Diệt Phượng công tử cúi đầu, trịnh trọng hồi phục, ta biết, Bạch tiền bối. Bạch tiền bối lộ ra hài lòng mỉm cười. Bên cạnh, Tống Thư Hàng nghĩ đến mình và Bạch tiền bối gặp nhau sau đó không lâu tràng cảnh. Thời điểm đó Bạch tiền bối lòng có cảm giác, tựa hồ muốn bế một cái trường quan, dự tính có thể là hơn mấy trăm năm. Thời điểm đó Bạch tiền bối, cũng đối với chính mình nói qua lời tương tự hy vọng tại lần sau xuất quan trước, có thể nhìn thấy vẫn như cũ còn sống bản thân. Sinh ly tử biệt loại chuyện này, Bạch tiền bối kinh lịch nhiều hơn, nhưng vẫn không có quen thuộc. Sở dĩ, không muốn chết à, Diệt Phượng tiền bối, muốn so ta sống càng lâu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem một hạt thể lỏng béo cầu giao cho Diệt Phượng. Đừng chú ta, người bây giờ thế nhưng là thiên đạo. Diệt Phượng công tử tiếp nhận thể lỏng béo cầu, xoáy khí lắc một cái. Xôn xao. Thể lỏng béo cầu hóa thành một bộ màu trắng áo khoác, bao trùm trên người Diệt Phượng công tử. Hắn quay người xoáy khí đối Tống Thư Hàng khoát tay áo, mặc dù bị ngươi siêu việt, nhưng thân là đã từng tiền bối, chúng ta cũng không sẽ tùy tiện đình chỉ bước chân tiến tới. Đổi lại trước kia, Cửu Châu nhất hào quần bên trong bộ phận thành viên, khả năng còn thiếu khuyết một chút tiềm lực. Nhưng giờ đây, đạo cơ Long Văn bổ đến Cửu Long Văn về sau, tiềm lực đã bị tăng mắc. Trường sinh giả cảnh giới sẽ thành Cửu Châu nhất hào quần mỗi một cái thành viên mục tiêu. Mà cái này, cũng là Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng vì Cửu Châu nhất hào quần thành viên thêm vào Long Văn căn bản nguyên nhân. Cửu Long Văn, cửu phẩm có hy vọng, càng là kiếm chỉ trường sinh giả cảnh giới. Nương Diệt Phượng xoái khí mặc vào béo cầu khoản áo khoác, tiêu sái phất tay thời khắc, một khúc nhạc nền vang lên. Đây là Thủ Tang Thương bên trong mang theo chút cảm động bầu không khí nhạc nền. Tại cái này thủ cảm nhân nhạc nền đại đạo thanh âm bên trong, Diệt Phượng công tử thân ảnh dần dần biến mất. Diệt Phượng công tử sau khi biến mất, hạ một đạo thân ảnh nhưng không có lập tức hiện thân. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, bá tống thiên đạo tựa hồ tại làm một số bố trí, dùng để nghênh đón vị kế tiếp thành viên. Vị kế tiếp muốn đăng tràng đạo hữu, rất đặc thù. Hoặc là người rất trọng yếu, chư thiên vạn giới, người xem trong lòng có chút nghi hoặc. Phía dưới là ai? Bạch tiền bối hỏi. Là Tam Lãng tiền bối. Tống Thư Hàng đáp, vì phòng ngừa hắn biến thành khỉ lớn giả mạo A Thất tiền bối, ta phải đề phòng điểm. Bạch tiền bối xoa cằm, gật đầu tán thưởng nói, nếu như là Tam Lãng lời nói, hoàn toàn chính xác muốn đề phòng điểm. Thiên đạo Bạch cùng thiên đạo bá Tống một mình giao lưu âm thanh, không có truyền ra ngoài. Bất quá hiện thế bên trong Tam Lãng, đã đợi đã không kịp. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Đến ta đi, Thư Hàng. Cuồng Đao Tam Lãng hỏi. Vì cái gì còn không kéo ta đi lên? Tam Lãng về sau là ta à? Siêu. Cuồng Đao Tam Lãng thân ảnh, rốt cục vẫn là bị kéo đến nhân tiền hiển thánh bình đài có. Rốt cục đi lên, lại trễ điểm lời nói, trong đầu của ta lời nói, khả năng liền muốn quên đi. Cuồng Đao Tam Lãng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bản thân huyệt thái dương. Bạch tiền bối, Tam Lãng tiền bối Long Văn muốn chính hắn chọn sao? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Bạch tiền bối cúi đầu tại một chồng Long Văn hình bên trong lật qua lật lại, trả lời, ta vì hắn chuẩn bị sóng biển hình Long Văn, chúng ta trực tiếp đi xuống một bước chương trình. Đợi đã, Bạch tiền bối, ta có lời muốn cùng Thư Hàng nói, là tương đối tư mật tin tức. Cuồng Đao Tam Lãng vội vàng đưa tay nói, Bạch tiền bối ngươi trước che đậy bên dưới vạn giới hình chiếu hiệu quả. Muốn nói chuyện riêng sao? Tống Thư Hàng duỗi tay đóng lại chư thiên vạn giới hiển thánh hình chiếu, nói bổ sung, nói chuyện riêng sẽ mang thai nha. Cuồng Đao Tam Lãng. Hắn vô ý thức che bụng. Có mấy lời, muốn nhìn là ai nói khác biệt thân phận người nói giống nhau như đúc lời nói, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Người bình thường nói tới, muốn ăn cái gì liền ăn chút cái gì cùng y sinh nói muốn ăn cái gì liền ăn chút cái gì, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Bá Tống cũng là như thế. Mang thai cái từ này, tại Tống Thư Hàng miệng bên trong phát ra, đặc biệt có tính quyền uy, có lực trấn nhiếp. Tốt, Tam Lãng tiền bối. Ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì thì thầm. Tống Thư Hàng đóng lại chư thiên vạn giới hiển thánh hiệu quả, đánh lên nghỉ ngơi một lát, quảng cáo về sau, lập tức quay lại phụ đề về sau, lên tiếng hỏi. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trừng to mắt, nhìn qua nhấp nhô nhân tiền hiển thánh phụ đề, nói không ra lời.
Bá Tống đại lão không hổ là đem nhân tiền hiển thánh quy tắc đè xuống đất trà đạp tồn tại. Dù cho chứng đạo bất hủ, vẫn như cũ không chịu buông tha nhân tiền hiển thánh cái này thú vị khâu. Nhưng là ngươi ngược lại là cho ta thả quảng cáo a. Đừng chỉ nói không làm. Tựa hồ là cảm ứng được chư thiên vạn giới tu luyện giả ý niệm, Bạch Tiền Bối trong lòng hơi động. Sau đó, hắn duỗi tay tại Tống Thư Hàng đánh phụ đề dưới đáy, tăng thêm mấy cái chữ nhỏ hoàng kim quảng cáo vì quảng cáo cho thuê. Nghĩ nghĩ về sau, hắn còn đem Hoàng Sơn tôn giả số điện thoại di động thả đi lên. Hiện thế, Hoàng Sơn mụ mụ, đại ngốc, cái gì đều không nói, uống thuốc, đậu đậu quan tâm đưa lên bình thuốc. Không ăn, Hoàng Sơn tôn giả quật cường nói. Không ăn được. Một bên khác, Tam Lãng tiền bối, Tống Thư Hàng gặp cuồng đao Tam Lãng lặng lẽ, liền lại hoán hắn một chút. Cuồng đao Tam Lãng ngón tay tại bản thân huyệt thái dương vị trí nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hắn giống một cái không có cảm ngộ người máy một dạng, bắt đầu đem trong đầu của mình lời nói cho niệm đi ra. Hắn mới mở miệng, đọc lên lại là không biết cái nào thời đại ngôn ngữ. Tại Tống Thư Hàng nghe tới, chính là một trận tức lý oa lạp. Viễn cổ ngôn ngữ, hoặc là viễn cổ thời đại cái nào đó thế giới tiếng địa phương. Bạch Tiền Bối hiếu kỳ đánh giá cuồng đao Tam Lãng. Đây là Bạch Tiền Bối cũng không có nghe qua ngữ hệ chư thiên vạn giới như vậy nhiều lời ngôn, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Bất quá, nghe không hiểu cũng không có quan hệ. Hắn cùng Tống Thư Hàng hiện tại là thiên đạo chi thân, bất kể là cái gì ngôn ngữ, dù là chưa từng có nghe qua, nhưng chỉ cần cuồng đao Tam Lãng giảng xong về sau, bọn hắn liền có thể tự động lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Thiên đạo là thế gian hết thảy nhân cùng căn nguyên. Ngôn ngữ tự nhiên cũng bao quát ở cái này căn nguyên cùng nhân bên trong. Cảm giác không phải viễn cổ thời đại ngôn ngữ, có thể là thái cổ cái nào đó ngữ hệ, thậm chí khả năng càng xa xôi. Tỷ như, Hắc Long thế giới thời đại, Tống Thư Hàng phỏng đoán nói. Thực tên hâm mộ Tam Lãng tiền bối đầu lưỡi, có thể phát ra như thế khó đọc ngôn ngữ phát âm. Nhớ năm đó hắn học tập viễn cổ ngôn ngữ lúc, hận không thể có thể đi cho mình đầu lưỡi làm cái giải phẫu. Mấy tức sau, cuồng đao Tam Lãng đình chỉ thuật lại quá trình, ngón tay từ huyệt thái dương dịch chuyển khỏi, trở lên, thuật lại hoàn tất. Tam Lãng, để ngươi thuật lại thì thầm người, là ai? Bạch Tiền Bối hỏi. Vân Tước Tử tiên tử, nói đúng ra, là nàng bất hủ chi cốt. Cuồng đao Tam Lãng nhu thuận ngồi xuống, nghiêm túc hồi phục. Tống Thư Hàng sững sờ, Vân Tước Tử tiên tử bản thân không xuất hiện sao? Vân Tước Tử tiên tử cũng là Cửu Châu nhất hào quần một viên, sớm muộn cũng sẽ bị hắn kéo lên hiển thánh bình đài. Nàng sẽ xuất hiện, nhưng một hồi xuất hiện nàng, không nhất định sẽ nhớ kỹ cần ta thuật lại cho ngươi sự tình. Hôm nay cuồng đao Tam Lãng tiền bối, cứ nhiên không có chút nào lãng. Nhu thuận làm cho người đau lòng. Bạch Tiền Bối chớp mắt bên trong minh bạch Tam Lãng lời nói bên trong ý tứ, hỏi, lại chết. Cuồng đao Tam Lãng gật đầu nói. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, lại chết một lần. Sau đó, tóc đen Vân Tước Tử ngắn ngủi hiện thân, cũng để Tam Lãng hướng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối truyền đạt mấy câu. Đoán chừng qua không được bao lâu, tóc xanh Vân Tước Tử liền sẽ khôi phục. Khôi phục vì tóc xanh sau Vân Tước Tử, không nhất định sẽ nhớ kỹ tóc đen Vân Tước Tử suy nghĩ truyền đạt nội dung. Tam Lãng tiền bối, mặc dù Vân Tước Tử tiên tử là bất tử chi thân, nhưng các ngươi chơi đùa thời điểm, cũng nhất định phải chú ý an toàn. Không muốn cho tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ bọn hắn gia tăng gánh vác a. Tống Thư Hàng ngữ trọng tâm trường nói. Duy chỉ có ngươi không có nhất tư cách nói câu nói này. Tam Lãng tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Phiên dịch, bên cạnh, Bạch Tiền Bối cười duỗi tay, lôi ra thiên đạo quyền hạn. Vừa rồi cuồng đao Tam Lãng phát biểu nội dung, mượn từ thiên đạo quyền hạn lực lượng, bắt đầu phiên dịch. Từng cái nghe vào không có ý nghĩa âm tiết. Từ hư không bên trong vang lên. Nghe lộn xộn, tựa như là đem từ điển bên trên từ tùy tiện kéo mấy cái đi ra, xáo trộn, tổ hợp. Đây là ý gì, cuồng đao Tam Lãng cái này thuật lại người bản thân cũng là không hiểu ra sao. Có ý tứ, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn tu liêu trường sinh chi đạo kích hoạt. Tất cả bị Bạch Tiền Bối phiên dịch đi ra văn tự, toàn bộ bị Tống Thư Hàng ném vào đến tu liêu trường sinh chi đạo bên trong đi. Hắn tu liêu trường sinh chi đạo có Long Lạc nữ sĩ tại phía sau màn mã hóa. Như hắn suy đoán, nhìn như không có ý nghĩa phiên dịch văn tự,
bị ném vào tu liêu trường sinh đạo bên trong về phía sau, bắt đầu hóa thành một màn hình chiếu hình ảnh, chiếu rọi đi ra. Tống Thư Hàng, tóc đen vân tước tử tiên tử, rất cẩn thận, nàng tựa hồ tại tận lực tránh đến một ít gì đó. Bạch Tiền Bối tiếp lời nói, liền thiên đạo quyền hạn cũng tại nàng tránh đến phạm vi. Một câu thuật lại lời nói, cũng đã có mấy tầng thêm mã. Hình chiếu hình ảnh bên trong hiện ra, là một cái thế giới phồn hoa. Nhưng không phải giờ đây chư thiên vạn giới. Là đã từng Hắc Long thế giới đối ứng thời đại thế giới. Tống Thư Hàng giải thích nói. Hắn tại Hắc Long thế giới lúc, liền gặp qua cái thế giới này. Hình thái mặc dù khác biệt, nhưng khí tức cảm giác tương tự. Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy cả một cái thế giới sụp đổ, cùng to lớn Hắc Long, mang theo cuối cùng sinh mệnh hạt giống, xẹt qua chân trời. Thứ chín giới thần thoát thân, nó thời đại kết thúc. Hình ảnh bên trong cũng không có thanh âm, nhưng cả cái hình ảnh bên trong lại ẩn giấu đi tin tức, tiết lộ cho Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Sau đó, hình ảnh bên trong cái này thế giới phồn hoa, đột nhiên liền bắt đầu sụp đổ lên. Không có một tia báo hiệu sụp đổ. Nhưng mà, thứ chín giới thần đang thoát sau lưng, không hề giống dĩ vãng như vậy, mở ra mới thần chiến, tranh cử bước phát triển mới thần tới. Thế giới trực tiếp liền không chịu nổi, triệt để chơi xong. Mà một màn này, chính là tóc đen vân tước tử muốn mang cho Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối tin tức. Giờ đây chư thiên vạn giới cùng trước kia Hắc Long thế giới cũng không giống nhau. Nhưng là, tại một số phương diện nhưng lại có to lớn tương tự. Thứ chín giới thiên đạo, không thể tùy tiện thoát thân. Một khi thoát thân, liền có thể gây nên thế giới sụp đổ. Nếu thật như thế, đệ tứ đen kịt thiên đạo, thật đúng là uổng phí khổ công, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nói cách khác, kỳ thật đệ tứ đen kịt thiên đạo căn bản không cần đi phía sau màn cố gắng mân mê cái gì. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Một khi đệ cửu thiên đạo bình thường tiền nhiệm, sau đó lại bình thường thoát thân lời nói, liền sẽ gây nên thế giới sụp đổ. Đến lúc đó, đệ tứ đen kịt thiên đạo lại hiện thân nữa, thi triển bản thân siêu thoát chi pháp, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quá gấp. Nóng vội quả nhiên ăn không được đậu hũ nóng. Bất quá, chúng ta khác biệt. Tống Thư Hàng đối Tam Lãng Tiền Bối nói, ta cùng Bạch Tiền Bối, là hai cái khác biệt cá thể chứng đạo. Dù là có một cái cá thể rời chức, cũng không cần lo lắng chư thiên vạn giới liền sẽ sụp đổ. Còn có một cái thiên đạo, tọa trấn Giang Sơn. Chỉ là, đồng thời siêu thoát kế hoạch, liền được hoãn một chút. Tại không xác định đệ cửu thiên đạo rời chức liền nhất định sẽ dẫn đến chư thiên vạn giới sụp đổ trước đó, hắn nhất định phải lưu lại, một mực tọa trấn lấy phương thế giới này. Tam Lãng Tiền Bối, ngươi chuyển cáo Vân Tước Tử Tiền Bối. Nàng muốn truyền lại cho ta cùng Bạch Tiền Bối tin tức, chúng ta đã nhận được, mời nàng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, huống hồ, chúng ta cùng lúc trước Hắc Long thế giới vị thứ chín thần khác biệt. Nó chỉ là từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân. Mà ta cùng Bạch Tiền Bối muốn làm, là tiến thêm một bước, là siêu thoát bất hủ. Tóc đen vân tước tử muốn truyền đạt cho hắn cùng Bạch Tiền Bối tin tức, hẳn là liền chính là để bọn hắn ở sau đó hành động bên trong phải gìn giữ cẩn thận, không nên khinh thường, gây nên chư thiên vạn giới sụp đổ. Đúng vậy, không cần lo lắng. Bên cạnh Bạch Tiền Bối cũng lên tiếng cam đoan. Lúc này Bạch Tiền Bối, trong đáy lòng đã làm một cái lớn nhất quyết định. Nếu... đệ cửu thiên đạo từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân, sẽ khiến thế giới sụp đổ. Cái kia tiến thêm một bước siêu thoát cũng có nhất định khả năng, sẽ khiến thiên địa dị biến. Cho nên, liền để hắn ở lại đây đi. Bạch Tiền Bối biết tự thân tại một số phương diện chỗ đặc thù. Nếu như hắn trước siêu thoát bất hủ thiên đạo, để Tống Thư Hàng lưu lại, liền không cách nào cam đoan chư thiên vạn giới sẽ có hay không có sụp đổ nguy cơ. Nhưng nếu để cho Tống Thư Hàng trước một bước siêu thoát bất hủ, liền có thể chứng minh xuống tới chư thiên vạn giới, sẽ bình yên vô sự. Bởi vì, chỉ cần hắn lưu tại nơi này, chính là bình an cường lực nhất chứng minh. Điểm này, chính Bạch Tiền Bối tâm lý rõ ràng nhất bất quá. Hắn bị gọi đùa vì cửu châu nhất hào quần nhân hình linh vật, cái danh xưng này, hắn chưa từng kiêu ngạo. Cho nên, liền từ hắn đến tọa trấn chư thiên vạn giới đi. Sau đó lại nghiên cứu để bị tẩy trắng đệ tứ thiên đạo thể xác thay thế chính mình phương án. Có Bạch Tiền Bối cam đoan, ta lập tức liền cảm giác yên tâm. Cuồng Đao Tam Lãng nhu thuận gật đầu nói. Lời này,
lời nói bên trong có chuyện nói cách khác, trước đó bá Tống cam đoan, cũng không thể để hắn hoàn toàn an tâm. Dù sao trước mắt, Tống Thư Hàng tại quần bên trong địa vị, nói chung cùng hắn, đồng quái, đậu đậu tại một cái cấp độ. Khả năng bởi vì là bệnh hữu nguyên nhân, Tống Thư Hàng lập tức nghe được Tam Lãng lời nói bên trong lời nói đến. Như vậy, ta trở về chuyển cáo Vân Tước Tử, cuồng đao Tam Lãng đứng lên. Trước không nên gấp, ta đến trước cho ngươi dán lên hải khiếu cùng sóng biển long văn thiếp đồ. Bạch tiền bối giữ chặt cuồng đao Tam Lãng. Không cần, bạch tiền bối, ta hiện tại liền rất tốt. Cuồng đao Tam Lãng liên tiếp khoát tay. Nhưng hắn cái nào đỡ được thiên đạo bạch. Rất nhanh, hắn trên kim đan bị bổ hai đầu long văn. Thiên đạo bá Tống lại tại bên cạnh bổ đưa lên một viên thể lỏng béo cầu. Toàn bộ quá trình, tựa như là ban phát giấy khen cộng cúp. Đi đến quá trình về sau, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem Tam Lãng tiền bối đưa về hiện thế không cho Tam Lãng tiền bối biểu hiện mình cơ hội. Có chút virus, tại Cửu Châu nhất hào quần nội bộ lây nhiễm liền tốt, vẫn là đừng đi lây nhiễm chư thiên vạn giới. Đưa tiến cuồng đao Tam Lãng sau. Vị kế tiếp là ai? Bạch tiền bối hỏi. Là ai tới? Tống Thư Hàng cũng là sững sờ. Hắn tiến nhập nội thị trạng thái, xem chính mình phì kình kim đan bên trên tấm kia tinh lộ đồ. Mà đúng lúc này, trước đó xuyên thấu qua tu lưu hệ thống xoay mã tóc đen Vân Tước Tử nhắn lại thêm một chút nội dung. Bộ phận này nội dung hiển nhiên là muốn tránh đi Tam Lãng. Là tóc đen Vân Tước Tử không muốn để cho cuồng đao Tam Lãng nhìn thấy nội dung. Thư Hàng, bạch tiền bối kêu. Thấy được, Tống Thư Hàng ăn ý trả lời. Từ tóc đen Vân Tước Tử lưu lại trong tin tức, bắt đầu lần lượt hiện càng nhiều nội dung ra. Thứ 9 thần cách vị, sẽ gây nên thế giới sụp đổ, thiên địa mất đi trật tự, toàn bộ thiên địa khởi động lại. Có được dự đoán tương lai thần quyền đệ nhị thần, dự đoán, thôi diễn đến tương lai khả năng này. Sau đó, rèn đúc tinh khiết bất hủ thế chỗ giả kế hoạch bắt đầu đã được duyệt. Đồng bộ, vĩnh hằng đệ bát thần kế hoạch, triển khai bố trí. Vô tận 5 tháng trôi qua. Bất hủ thế chỗ giả kế hoạch, cho đến thiên địa sụp đổ, vẫn không có triệt để hoàn thiện. Bất hủ người thay thế, không đủ để gánh vác lên đại diện. Thiên đạo áp lực. Vĩnh hằng đệ bát thần kế hoạch, cũng không thể ngăn cản đệ cửu thần chứng đạo. Vốn nên cho là hoàn mỹ đệ bát thần. Nhưng không có trong tưởng tượng hoàn mỹ nó tự thân tồn tại to lớn tai họa ngầm. Ngược lại thành lịch đại thần bên trong, tại vị ngắn nhất một vị. Khi thấy những tin tức này lúc, Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng đem những tin tức này cùng mình nắm giữ tình báo liên hệ đến cùng một chỗ, tiến hành đối ứng. Vĩnh hằng đệ bát thần, nếu như hắn nhớ không lầm, Hắc Long thế giới đệ bát thiên đạo hoặc là nói là đệ bát thần, tựa hồ cũng là cái cầu. Hắc Long thế giới cầu thần. Là có phía sau màn lực lượng thôi động nó, làm nó chứng đạo. Án lấy mạch suy nghĩ đến xem, nguyên bản, đệ nhị thần có thể là muốn tạo một cái vĩnh hằng tại tuyến, không có cảm tình đệ bát thần, một mực chiếm lấy đệ bát thiên đạo chi vị, tuyệt đệ cửu thần tiền nhiệm con đường. Chỉ cần ta sống đủ lâu, đừng nói nhi tử ta, cháu của ta đều không có cơ hội kế thừa ta hoàng vị đát. Chỉ là không nghĩ tới, đệ bát thiên đạo tự thân có thiếu hụt, cái này vĩnh hằng đệ bát thần kế hoạch. Không thể toại nguyện. Một màn này, ngược lại là cùng hiện thế thiên đạo kinh lịch có chút tương tự. Bây giờ béo cầu đại lão cùng nó đối ứng thiên đạo, cũng là bởi vì tự thân thiếu hụt, không thể hoàn mỹ chứng đạo, tại thiên đạo chi vị bên trên dạo chơi một thời gian cũng không tính là quá lâu. Nói như vậy, bây giờ chư thiên vạn giới cầu thiên đạo, có thể hay không cũng là vì ngăn cản chúng ta đệ cửu thiên đạo thượng vị, mà ra đời. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Có khả năng, bạch tiền bối lại nói, bất quá, bất kể như thế nào, đây đã là quá khứ. Chúng ta đã chứng đạo đệ cửu thiên đạo, đã là không cách nào cải biến sự thật. Cho nên, chúng ta chỉ cần hướng về phía trước nhìn. Như vậy, khác một cái bất hủ người thay thế kế hoạch. Chính là Vân Tước Tử tiền bối tự thân đi, Tống Thư Hàng nói. Đáp án này, đã rất rõ ràng. Vân Tước Tử tiền bối đản sinh mục đích. Là vì tại đệ cửu thần từ thiên đạo chi vị bên trên rời trước lúc, thay thế đệ cửu thần thượng vị, trở thành một cái thay mặt thiên đạo, để chư thiên vạn giới tiếp tục ổn định xuống dưới. Nhưng dù là thành công hóa ra bất hủ chi cốt, Vân Tước Tử muốn thay thế thiên đạo, vẫn như cũ không đủ. Chí ít, cũng muốn đạt thành Tống Thư Hàng chứng đạo trước,
loại kia toàn thân á bất hủ cộng hoàn mỹ bất hủ phì kình kim đan loại trình độ này, mới có thể tạm thay thiên đạo chi vị, chịu đựng lấy bất hủ lực lượng áp lực. Cho nên, tóc đen vân tước tử tiền bối đem những nội dung này thuật lại cho chúng ta. Là để chúng ta tại không có lựa chọn tình báo bên dưới, lựa chọn sử dụng nàng sao. Liên tưởng đến những tin tức này, là tại Tam Lãng rời đi sau mới hiển hiện, Tống Thư Hàng đại khái đoán được tóc đen vân tước tử tâm ý. Vân tước tử cũng không biết trong tay chúng ta có hoàn chỉnh, tinh khiết đệ tứ thiên đạo thể xác, cho nên mới sẽ như thế cân nhắc đi. Bạch tiền bối nói, bất quá, cái này bất hủ thế chỗ giả kế hoạch nguyên án, đúng là chúng ta thứ cần thiết. Hắn cùng Tống Thư Hàng, nguyên bản liền suy nghĩ lấy trong một tháng, đánh hạ cái này đầu đề. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có hoàn thiện phương án, tự động đưa tới cửa. Xem ra, là phải cùng vân tước tử tiền bối gặp mặt một lần. Tống Thư Hàng cười nói. Loại này muốn cái gì, thứ gì liền đến cảm giác, sẽ để cho người nghiện. Quả nhiên, cùng bạch tiền bối tổ đội, là chuyện chính xác nhất. Đặc biệt là tại tự thân đã bất hủ bất diệt, không sợ bất luận cái gì tai nạn điều kiện tiên quyết. Coi như bạch tiền bối cầu phú quý trong nguy hiểm thuộc tính phát động, tại thu hoạch được muốn đổ vật thời điểm, nương theo lấy nguy hiểm, cũng không có khả năng tổn thương đến bất hủ giả. Bất quá, chúng ta muốn gặp. Là tóc đen vân tước tử tiên tử, bạch tiền bối xoa cằm nói. Nghe Tam Lãng trước đó miêu tả, vân tước tử tiên tử hiện tại đã biến trở về tóc lam hình thức. Muốn để tóc đen vân tước tử xuất hiện lần nữa tiền đề, là tóc lam vân tước tử không cẩn thận vượt qua tìm chết cực hạn, thân tử đạo tiêu, tiến vào phục sinh hình thức. Mà lại, cái này tìm chết cực hạn còn phải là trọng đại tử vong sự kiện mới được. Phổ thông tiểu tử vong trạng thái, như chúng độc chết, nổ đầu chết. Thấu tim lạnh chết loại hình, cũng sẽ không dẫn xuất tóc đen vân tước tử. Tại vân tước tử ầm ầm sóng dậy trong đời, cái này chút tử vong phương thức, xem như chết tương đối an tường. Tóc đen vân tước tử bình thường là tại tóc lam vân tước tử thịt nát xương tan, chết thành tế bào thậm chí càng nhỏ hơn đơn vị lúc, lại thông qua bất hủ chi cốt tiến vào phục sinh giai đoạn về sau, mới có thể đăng tràng. Nói cách khác, chúng ta phải làm cho vân tước tử tiền bối chết một lần. Tống Thư Hàng nói ra phi thường tàn nhẫn sự tình. Bạch tiền bối lắc đầu. Đối cửu châu nhất hào quần thành viên xuất thủ, loại chuyện này hắn làm không được. Cho dù là biết đối phương có được hoàn toàn bất tử thân, cũng giống như vậy. Ta cũng làm không được. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đối với mình có thể tàn nhẫn một điểm, dù sao nam nhân liền phải đối với mình hung ác một chút. Nhưng đối với hảo hữu của mình tiền bối, hắn có thể tàn nhẫn không nổi. Ta lắc đầu ý là, chúng ta là thiên đạo, bạch tiền bối bình tĩnh nói. Thiên đạo cái này dùng tốt quyền hạn, không cần tổng đưa nó xem nhẹ. Chỉ cần thiên đạo nguyện ý, căn bản không cần để vân tước tử tiên tử chết đến một lần, vẫn như cũ có thể để cho tóc đen vân tước tử hiện thân. Tống Thư Hàng vỗ tay một cái nói, kém chút quên đi, ta là thiên đạo a. Vừa tiền nhiệm, lập tức còn không có quen thuộc mình đã từ tu luyện giả biến thành thiên đạo sự thật. Vậy liền quyết định như vậy, một hồi gặp một lần vân tước tử tiền bối. Trực tiếp hình tượng, trước hết tiếp tục duy trì quảng cáo giao diện. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ăn ý nói. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi, Tam Lãng trở về rồi. Đúng vậy, Lệ Chi tiên tử, Lãng mỗ đã trở về có trong một giây lát. Tam Lãng trả lời. Cái kia vị kế tiếp lên đài người, đã đi lên rồi. Không phải ta sao, ta nhớ được chính mình xếp tại Tam Lãng phía sau ha. Lệ Chi tiên tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng tấm kia kim đan tinh lộ đồ, quần bên trong có không ít đạo hữu đều quan sát qua. Nàng nhớ rõ ràng, Tam Lãng về sau chính là nàng chính mình tới. Tấm đồ kia, là lấy Tống Thư Hàng tại hiện thế bên trong tiếp xúc thành viên trình tự sắp xếp. Là ta a, thở dài biểu mang, nhưng ta cũng không có đi lên. Bắc Hà tán nhân. Lệ Chi tiên tử kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thư Hàng tấm kia tinh lộ đồ bên trên, sau lưng Tam Lãng, Lệ Chi tiên tử phía trước, hoàn toàn chính xác còn có một vị đạo hữu. Ai, ta làm sao không có ấn tượng? Diệt Phượng công tử hỏi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, giọng nói, là Duy Duê cư sĩ tu vi lại tăng mạnh, hao tổn tâm trí. Là Túy Tinh A, Hoàng Sơn tiền bối, là Tinh A. Đậu đậu, mặt khác,
Ta cùng Hoàng Sơn sở dĩ có thể đột nhiên nhớ tới cư sĩ, là bởi vì chúng ta nhớ tới đoạn tiên đài thời điểm tràng cảnh. Thư Hàng tinh lộ đồ bên trên trình tự sắp xếp, là quần bên trong thành viên cùng Tống Thư Hàng trong hiện thực gặp nhau sắp xếp. Mà lúc đó, Tam Lãng là cùng người cùng một chỗ bị Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm đưa tới. Cho nên, chúng ta xác nhận Tam Lãng sau lưng, Lệ Chi tiên tử phía trước, khẳng định còn có một người. Hình tượng cảm giác tới, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy Tam Lãng vẫn là lõa thể trạng thái. Cay con mắt, Đông Phương Lục tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, là cư sĩ đi lên không thể nghi ngờ. Không hổ là Thư Hàng còn có Bạch Tiền Bối, vậy mà có thể vẫn nhớ cư sĩ. Bắc Hà tán nhân cảm khái nói. Tam Lãng đã trở về, Lệ Chi tiên tử lại còn chưa lên đi. Cái kia đi lên người, khẳng định là cư sĩ không thể nghi ngờ. Ta còn chưa lên đi à. Thất Tu Thánh Quân cảm khái nói, cũng không biết cư sĩ vốn là mấy Long Văn Kim Đan. Nếu như hắn Kim Đan bị bổ đến cửu Long Văn, công pháp hiệu quả có thể hay không biến càng mạnh. Lại nói, các ngươi chú ý tới hiển thánh hình tượng sao? Vẫn là quảng cáo về sau, càng thêm đặc sắc phụ đề. Nói cách khác, cư sĩ bổ Long Văn hình tượng, Bạch Tiền Bối cùng Thư Hàng quên rút lui quảng cáo rồi. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nói chúng tim đen nói. Quá thảm rồi. Rõ ràng là cư sĩ muốn nhất hiển thánh hình tượng. Dù là chỉ có mấy giây cũng tốt, thượng thiên đối cư sĩ, thật sự là quá hà khắc rồi. Bắc Hà tán nhân vì cư sĩ đau lòng. À, chờ chút, Vân Tước Tử tiên tử không thấy, nàng đi lên rồi. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên nói, cư sĩ trở về rồi. Nhưng cư sĩ đằng sau không phải Lệ Chi tiên tử sao? Như vậy, chân tướng chỉ có một cái cư sĩ hắn ngay từ đầu liền không có đi lên. Bị Thư Hàng quên lãng. Đồng quái tiên sư thượng tuyến, nói, ta bàng quan lâu như vậy, sau đó mảnh đọc vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép. Ta phát hiện, vừa rồi từ ta hiển thánh sau khi trở về, biểu hiện chưa đọc ghi chép là 98 đầu, nhưng từ đầu tới đuôi ta một đường nhìn xem đến, lại chỉ có thấy được 94 đầu nói chuyện phiếm tin tức. Trong đó có 4 đầu, khẳng định bị không để ý đến. Cái kia sơ sót 4 đầu, hẳn là cư sĩ phát biểu. Bắc Hà tán nhân, bá Tống Thiên Đạo, Tống Tiền Bối, đừng quên cư sĩ Tiền Bối A. Đến từ Vũ Nhu Tử Chi Kỳ. Hiền thánh hình tượng phía sau màn. Tống Thư Hàng đem Vân Tước Tử tiên tử dẫn tới trước mặt. Tại được tóc lam Vân Tước Tử đồng ý về sau, Bạch Tiền Bối thi triển thiên đạo quyền hạn, khiến tóc đen Vân Tước Tử hiện thân. Vân Tước Tử cái kia thật dày mái tóc dài màu xanh lam, lông mi, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hóa thành màu đen kịt. Xem ra, tin tức của ta, Bạch Đạo Hữu cùng Thư Hàng, các ngươi đã nhận được. Tóc đen Vân Tước Tử nói khẽ. Đúng vậy, Vân Tước Tử tiền bối. Tống Thư Hàng nói, ta cùng Bạch tiền bối, cần bất hủ người thay thế phương án kỹ càng nguyên án cùng thao tác trình tự. Không có vấn đề, đây vốn chính là ta muốn cho các ngươi đồ vật. Tóc đen Vân Tước Tử lại nhắc nhở, nhưng là, bằng vào ta trước mắt trạng thái, muốn hoàn toàn gánh vác lên thay mặt thiên đạo gánh nặng. Còn kém rất nhiều. Cho nên, thật đến một bước kia, ta cũng hy vọng Bạch Đạo Hữu, Thư Hàng các ngươi có thể cẩn thận cân nhắc, mới quyết định. Yên tâm đi, Vân Tước Tử tiền bối. Trong tay chúng ta, có tốt hơn thay thế thiên đạo vật phẩm. Tống Thư Hàng mỉm cười. Vân Tước Tử, ngươi không cần gánh vác không cần thiết áp lực. Ngươi có thể đè mình thích phương thức, lấy ý chí của mình đi còn sống, mà không phải bất hủ thay thế kế hoạch một bộ phận. Bạch tiền bối đưa tay. Đem đệ tứ thiên đạo thể xác hướng Vân Tước Tử thoáng biểu hiện ra. Đây là ta, Bạch Tiền Bối cùng đệ tứ thiên đạo tại một trận xưa nay chưa từng có chiến đấu kịch liệt về sau, thu hoạch chiến lợi phẩm. Đệ tứ thiên đạo, thật sự là một cái vô cùng cường đại đối thủ. Thậm chí có thể ngắn ngủi thu hồi thiên đạo quyền hạn, cùng chúng ta đối kháng. Tống Thư Hàng giờ khắc này hóa thành hắc suy, thổi phồng đệ tứ đen kịt thiên đạo cường đại. Đối diện. Khi thấy Bạch Tiền Bối hướng nàng hiện ra hoàn chỉnh tinh khiết vô ý thức thiên đạo thể xác lúc, tóc đen Vân Tước Tử một lần đình chỉ suy nghĩ, trong đầu một mảnh trống không, cái gì đều nói không ra. Loại này cơ hồ không cách nào tồn tại ở thế gian đồ vật, Bạch Thiên Đạo cùng Thư Hàng là thế nào làm ra? Bình thường tới nói, thiên đạo nhóm một khi từ thiên đạo chi vị bên trên rời trước về sau, bọn hắn tồn tại liền sẽ bị hạn chế, không cách nào lại tiến vào hiện thế bên trong đến cho tới bây giờ. Mọi người thậm chí còn không cách nào biết được những cái kia rời trước thiên đạo nhóm đến cùng đi nơi nào, hoặc giấu ở địa phương nào,
có hay không tiếp tục chú ý hiện thế. Nói cách khác, muốn tại hiện thế gặp gỡ hoàn chỉnh thiên đạo thể xác, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn nữa, thiên đạo bất hủ bất diệt. Cho dù là từ thiên đạo chi vị bên trên rời trước thiên đạo, chỉ muốn bọn hắn bất hủ thể xác vẫn còn, thần trí của bọn hắn liền có thể chịu đến bất hủ lực lượng bảo hộ. Liền xem như tại nhiễm thiên đạo, cũng vô pháp xóa đi rời trước thiên đạo trong thể xác ý thức. Trừ phi, là rời trước thiên đạo tự nguyện. Nhưng làm sao lại có rời trước thiên đạo như thế manh xuẩn, tự nguyện đem bản thân ý chí xóa bỏ. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Bạch Tiền Bối hướng nàng hiện ra chính là như thế một cái tinh khiết, vô ý thức thiên đạo thể xác. Cái này thật sự là một cái hoàn mỹ vô cùng bất hủ người thay thế. Thế gian cũng tìm không được nữa so đây càng hoàn mỹ thiên đạo vật thay thế bởi vì bản thân nó, chính là thiên đạo. Quá tuyệt vời, đây quả thực là kỳ tích nhất kiệt tác. Tóc đen Vân Tước Tử nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, nói một câu xúc động. Đồng thời, ở trong nháy mắt này, nàng cảm giác mình trên người gánh nặng lập tức rỡ xuống. Cả người phảng phất biến vô cùng nhẹ nhõm. Ta cùng Bạch Tiền Bối, đang chuẩn bị đánh hạ dùng thiên đạo thể xác để thay thế thiên đạo nan đề. Sở dĩ, chúng ta cần Vân Tước Tử Tiền Bối trong tay ngươi thiên đạo người thay thế phương án nội dung cặn kẽ. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, tất cả phương án trình tự, ta sẽ dùng tu lưu hệ thống từng đầu gửi đi cho ngươi. Nếu như trong lúc đó có vấn đề, tùy thời có thể trưng cầu ta. Tóc đen Vân Tước Tử gật đầu nói. Nàng đem tất cả phương án nội dung cặn kẽ, đóng gói gửi đi cho Thư Hàng cùng Bạch. Làm xong cái này hết thảy về sau, Vân Tước Tử tóc đen, từ tóc nhọn bắt đầu, dần dần khôi phục là màu lam. Vào hôm nay về sau, cái này chư thiên vạn giới bên trong, liền cái cuối cùng có thể làm cho nàng có gánh nặng cảm giác sứ mệnh, cũng bị giải quyết tốt đẹp. Nàng có thể càng thêm tùy tâm sở dục còn sống. Chính là có thể sẽ có lỗi với tai nạn cự quy nhất tộc, tương lai đoán chừng phải thật lớn gia tăng bọn chúng áp lực công việc. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối tiếp thu được thiên đạo người thay thế phương án nguyên án về sau, hai người đồng thời tiến hành thôi diễn. Có thể nghĩ ra cái phương án này, lúc trước Hắc Long thế giới. Đệ nhị thần, chỉ sợ không chỉ là thôi diễn đến tương lai đơn giản như vậy. Bạch Tiền Bối nói khẽ. Có thể hay không giống đã từng đại bạch thiên đạo một dạng, nửa bước siêu thoát, trực tiếp nhìn trộm đến tương lai xa xôi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tương lai. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Thật có khả năng, Bạch Tiền Bối gật đầu nói tóm lại, cái phương án này có thể thực hiện suất phi thường cao. Nhưng bởi vì Hắc Long thế giới quy tắc cùng chúng ta chư thiên vạn giới sẽ có một chút khác biệt. Phương án tại một số chi tiết bộ phận, chúng ta muốn lần nữa tiến hành thôi diễn cùng sửa chữa. Ta đem cái này phương án phát đến thánh nhân con mắt nghiên cứu tiểu tổ quần bên trong đi, để các vị tiền bối cũng hiệp trợ trợ giúp. Tống Thư Hàng nói, lần này, hẳn là một lần cuối cùng mời các vị tiền bối đánh hạ vấn đề khó khăn. Chờ cái này đầu để đánh hạ sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng không sai biệt lắm liền có thể từ thiên đạo chi vị bên trên tốt nghiệp. Một khi thành công tốt nghiệp, cái kia chư thiên vạn giới liền rốt cuộc không có bá tống muốn nghiên cứu sâu đầu đề. Dù sao, lịch đại cái khác thiên đạo, tại môn này ngành học bên trên, đều chỉ có thể xem như nửa đường bỏ học. Liền đại Bạch Tiền Bối, cũng chỉ có thể xem như quải khoa trùng tu. Bạch Thiên Đạo cùng Thư Hàng, chúc các ngươi thành công. Tóc đen Vân Tước Tử dần dần bắt đầu khôi phục vì tóc xanh, nàng hướng Tống Thư Hàng cùng A Bạch chúc phúc nói. Tạ ơn Vân Tước Tử Tiền Bối cắt ngôn, chúng ta nhất định sẽ thành công, Tống Thư Hàng kiên định nói. Tóc đen Vân Tước Tử. Các người tự tin như vậy, ta cứ yên tâm á. Vân Tước Tử tiên tử, tại cuối cùng, ta muốn hỏi một chút, đã từng Hắc Long thế giới tại đệ cửu thần rời trước lúc, thế giới sụp đổ thời khắc, phát sinh qua cái gì dị dạng sao? Bạch Tiền Bối đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lên tiếng hỏi. Trước đó, chỉ có thể nhìn thấy đệ cửu thần rời trước, thế giới đột nhiên liền sụp đổ. Sụp đổ đầu nguồn, cũng không phải bất kỳ dấu hiệu gì. Liên quan với thế giới sụp đổ đầu nguồn, ta thực sự không cách nào khẳng định. Nhưng nếu quả thật muốn nói đầu mối lời nói, ta tại thời đại kia, một lần cuối cùng tử vong trước đó, mơ hồ nhìn thấy có cái tồn tại nâng lên Hắc Long, để Hắc Long trở thành hy vọng cuối cùng chi địa. Nhưng ta ẩn ẩn cảm giác, cái kia tồn tại, cùng thế giới sụp đổ cũng có quan hệ. Tóc đen Vân Tước Tử không cách nào xác định bản thân cuối cùng nhìn thấy chính là không phải chân thực,
mà lại những nội dung này cũng chỉ là suy đoán của nàng. Cái kia tồn tại, Vân Tước Tử tiên tử cho rằng sẽ là ai? Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nói. Tức nâng Hắc Long, lại là thế giới sụp đổ căn nguyên, đây là phi thường mâu thuẫn tồn tại. Tóc đen Vân Tước Tử lắc đầu, thật có lỗi. Nàng ngay cả mình cuối cùng nhìn thấy, là chân thật vẫn là ảo giác đều không thể xác định, chớ nói chi là để suy đoán cái kia tồn tại thân phận. Không, Vân Tước Tử tiền bối ngươi cung cấp tin tức, đã rất nhiều. Chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Tống Thư Hàng đáng tin nói, tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho chúng ta đi. Tóc đen Vân Tước Tử đối Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phất phất tay, thân hình dần dần biến mất. Có đầu mối sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Hừm, nếu như cái kia tồn tại không phải Vân Tước Tử tiền bối ảo giác, cái kia kỳ thật thân phận của hắn, rất tốt phỏng đoán. Tống Thư Hàng phân tích nói, Vân Tước Tử tiền bối, là đệ nhị thần kiệt tác. Nói cách khác, nàng trải qua từ đệ nhị thần bắt đầu mãi cho đến đệ cửu thần tất cả thần. Mà cái kia tồn tại lại là Vân Tước Tử tiền bối cũng không hiểu biết nhân vật. Sở dĩ, là đệ nhất thần. Bạch tiền bối gật đầu nói, phỏng đoán của hắn cũng giống như Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, nếu như đổi thành chúng ta phương này chư thiên vạn giới. Chính là đệ nhất thiên đạo. Cùng Hắc Long thế giới so ra, bọn hắn đệ nhất thiên đạo, hiển nhiên càng thêm phiền phức. Bởi vì không có bất kỳ cái gì liên quan tới đệ nhất thiên đạo ghi chép, tư liệu, dấu vết. Hết thảy đều bị xóa đi, bôi sạch sẽ. Thậm chí không cách nào xác định đệ nhất thiên đạo phải chăng từ thiên đạo chi vị bên trên tốt nghiệp. Biết khả năng này về sau, chúng ta phòng bị điểm là được. Chỉ muốn không cho đối phương có xuất hiện cơ hội, để đệ cửu thiên đạo một mực tồn tại xuống dưới. Bạch tiền bối tổng kết nói, mà lại, chúng ta là hai chọi một. Đại bạch thiên đạo nói lên hai cái thiên đạo đồng thời chứng đạo phương án, cơ hồ có thể hoàn mỹ đối mặt rất nhiều nan đề. Thậm chí không chỉ là hai chọi một, còn có thể là ba đối một, bốn chọi một. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Đen kịt thiên đạo bị tẩy trắng thiên đạo thể xác. Hiện thế bên trong bất hủ đạo nhân thể xác. Vận dụng thật tốt, đều có thể tại thiên đạo cấp trong đối kháng, phát huy tác dụng. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Tam Lãng, Vân Tước Tử trở về không? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Bọn hắn vừa rồi huyền nữ môn Vân Tước Tử, nhưng cũng không phản ứng. Trở về, liền vừa trở về. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời, lúc này Tam Lãng, đang nhìn mình bị bổ đến Cửu Long Văn Kim Đan, một mặt thổn thức. Cửu Long Văn lời nói, liền quá kiêu căng nha. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, kiếm sĩ tiền bối ngươi vẫn còn chứ? Ngươi đi lên không? Ta hồi phục, các ngươi có thể nhìn thấy sao? Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, ta nghĩ, đao sĩ tiền bối hẳn là đi lên, hắn đều không hồi phục. Nhân tiền hiển thánh quảng cáo rốt cục cũng triệt hồi. Xem ra, thân sĩ rốt cục muốn hiển thánh một hồi. Thư Hàng lúc này, rốt cục làm nhân sự. Bắc Hà Tán Nhân cảm khái nói. Nhân sĩ đạo hữu hẳn là rất cảm động đi, ta đối với hắn ấn tượng đã dần dần mơ hồ, hy vọng mượn lần này hiển thánh, có thể một lần nữa đem hắn nhớ kỹ. Diệt Phượng công tử gật đầu nói. Các ngươi đến cùng là thế nào làm đến, mỗi người đều niệm lấy khác biệt sai lầm danh tự. Nhưng có thể cho tới cùng một chỗ đi đó a. A, tin tức số lượng lại không đúng, lại lăng không nhiều ba đầu. Chẳng lẽ kiếm minh đạo hữu còn chưa lên đi? Đồng quái tiên sư một mực chú ý điểm này. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, bá Tống Thiên Đạo, Tống Tiền Bối, không nên quên binh sĩ tiền bối a. Gạch dưới. Chớ hoảng sợ, ta tại. Tống Thư Hàng trả lời, vừa cùng Bạch Tiền Bối tại thôi diễn một chút đồ vật. Chúng ta cái này đem cư sĩ kéo lên đi. Tại Tống Thư Hàng xác thực hồi phục chớp mắt bên trong, cư sĩ hốc mắt đều ẩm ướt. Phiến hơi thở về sau. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm, lần nữa thấy được nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Lần này lên đài, là một cái rất soái, rất có khí chất tiên sinh. Vị tiên sinh này, có không cốc u lan cao nhã khí chàng. Là vị nhìn lên đi để cho người ta khắc sâu ấn tượng loại hình. Có hay không cảm thấy vị tiên sinh này nhìn rất quen mắt, tựa hồ mỗi tháng đều có cơ hội có thể nhìn thấy hắn. Là nho gia tiên sinh sao? Thật là tao nhã khí chất, nhất định sẽ là đạo lữ nhân tuyển tốt ha. Đối tu sĩ tới nói, bề ngoài tuấn Mỹ cũng không tính là chân chính tuấn Mỹ. Chân chính so đấu vẫn là khí chàng, vị tiên sinh này khí chất, như trong núi sâu cư sĩ cao nhã,
không hổ là bá Tống thiên đạo bằng hữu. Sau đó, bọn hắn nháy nháy mắt. Ngay tại nháy mắt quá trình bên trong, bọn hắn tựa hồ liền quên lãng cái gì. Sau đó bắt đầu lặp lại phía trên lời kịch. Nhưng trong đáy lòng, loại kia quái dị cảm giác quen thuộc, lại càng phát ra mãnh liệt. Hư không bên trong, cư sĩ hít sâu. Chư thiên vạn giới ánh mắt mọi người, lúc này đều ngưng tụ ở trên người hắn. Nhìn ta, tất cả mọi người đang nhìn ta. Quá mỹ diệu. Có nhiều thứ, làm ngươi lúc có, ngươi sẽ không đi chân quý. Nhưng khi ngươi mất đi lúc, ngươi mới có thể biết nó đáng ngưỡng mộ. Tỷ như dương quang. Tỷ như, tồn tại cảm giác. Đã từng lúc tuổi còn trẻ cư sĩ, cũng sẽ không đem tồn tại cảm giác để ở trong lòng. Cùng cảnh giới tu luyện so ra, tồn tại cảm giác đây tính toán là cái gì? Bỏ ra tồn tại cảm giác làm đại giá, đổi lấy tu vi cường đại, hắn thấy là rất đáng được sự tình. Nhưng khi hắn thật sự bắt đầu một chút xíu mất đi tồn tại cảm giác về sau, mới thể nghiệm đến loại này tất cả mọi người đang nhìn ta tươi đẹp. Chỉ là bị người nhìn lấy, hắn cũng cảm giác được hạnh phúc. Có đôi khi, tu sĩ hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi, Thư Hàng, cư sĩ thật tâm nói. Ta quần hữu là thiên đạo, thật sự là quá tốt. Loại này hiển thánh thời gian, nếu là cách mỗi mấy ngày qua một lần, liền tốt. Túy Nguyệt tiền bối không cần khách khí, tiền bối ngươi đã từng cũng chiếu cố qua ta. Tống Thư Hàng mỉm cười cư sĩ thế nhưng là cho hắn đánh cách xù tiền điện thoại đại lão, một lần nhượng hắn cái này manh tân tại cái kia một chuỗi con số không tiền điện thoại bên dưới run lẩy bẩy. Cư sĩ nghe được bá Tống thiên đạo cảm tạ về sau, thân hình lại có chút cứng đờ. Loại này cơ bắp cứng ngắc cảm giác, liền cùng mạng lưới chỉ hoãn, trò chơi thẻ nhân vật ngừng lại một dạng, hết sức rõ ràng. Túy Tinh, cư sĩ xoay đầu lại, đắng chát đối Tống Thư Hàng nói. Ta là Túy Tinh A, Thư Hàng. Chẳng lẽ, liền liền thiên đạo cũng vô pháp nhớ kỹ đạo hiệu của hắn sao? Ta cái này phá công pháp, liền thiên đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia tương lai, ta làm sao bây giờ? Chờ ta tu luyện tới bát phẩm huyền thánh thậm chí là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới về sau, làm sao phá? Túy Nguyệt tiền bối, tỉnh, Tống Thư Hàng nhắc nhở, người khác quên đi đạo hiệu của ngươi, chính ngươi sao có thể quên đạo hiệu của mình? Cư sĩ. Trên thực tế, phía trước không lâu, ngươi còn uốn nắn người khác, nói mình gọi Túy Nhật, ngươi chính miệng nói, ta tại quần bên trong nhìn thấy. Bạch tiền bối thanh âm, hoãn hoãn vang lên. Cư sĩ. Nhật, Nguyệt, Tinh sao? Là một cái tuần hoàn sao? Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Bạch tiền bối nói, ta cảm giác, là cư sĩ đơn thuần quên đi đạo hiệu của mình kêu cái gì. Thậm chí, ta hoài nghi Túy Nguyệt cái này đạo hiệu. Đều không nhất định là cư sĩ người ban sơ đạo hiệu. Cư sĩ ngẩng đầu vọng thiên. Muốn không, Túy Nguyệt tiền bối, chúng ta tẩy hào trùng luyện A. Có ta cùng Bạch tiền bối tại, đem tu vi của ngươi hoàn mỹ tẩy một chút, tẩy đến ban đầu trạng thái cũng không thành vấn đề. Sau đó tiền bối ngươi một lần nữa tuyển một môn công pháp tu luyện, có đại gia hỗ trợ, lại thêm cửu long văn đặt cơ sở, tu vi cảnh giới nhất định có thể phi tốc tăng lên. Tống Thư Hàng đề nghị. Tẩy hào trùng luyện, có thể làm được sao? Cư sĩ ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Có thể, bạch tiền bối cũng khẳng định hồi phục. Đối với thiên đạo tới nói, điểm vẽ cửu long văn đều không phải là vấn đề, chỉ là tẩy điểm trùng luyện đây tính toán là cái gì? Cư sĩ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Tẩy hào trùng luyện, mà lại có thiên đạo ở sau lưng ủng hộ. Cửu long văn kim đan giữ gốc. Lại thêm hắn tu luyện cảm ngộ loại hình đều tại, đột phá lên gần như không sẽ có bình cảnh loại hình vấn đề. Đến lúc đó hắn tu luyện, tuyệt đối tiến triển cực nhanh, lại tu luyện từ đầu đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, khả năng đều chỉ muốn thời gian mấy chục năm. Cái này dung không được cư sĩ không tâm động. Hắn hé miệng, cơ hồ liền muốn kêu lên hành cái chữ này. Nhưng chẳng biết tại sao nguyên nhân, hắn cái chữ này chính là không thể từ trong cổ họng phát ra tiếng tới. Bởi vì một khắc cuối cùng, hắn lại do dự. Lại trầm mặc nửa ngày sau. Được rồi, cư sĩ nặng nề thở dài, đây chính là ta đạo, chính ta lựa chọn. Theo hắn định ra tâm trí. Sau một khắc, cảnh giới của hắn lập tức lại đột phá thất phẩm tôn giả bình cảnh, tiến vào bát phẩm huyền thánh giai đoạn. Thiên kiếp giáng lâm. Tại được Tống Thư Hàng cùng A Bạch đồng ý về sau, thiên kiếp đem cư sĩ kéo vào đến không gian bên trong.
Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua thiên kiếp không gian. Vừa rồi chớp mắt bên trong, Tống Thư Hàng có loại ảo giác. Nếu như không phải hắn đem cư sĩ kéo đến hiển thánh vị trí lời nói, thiên kiếp rất có thể đều sẽ không để ý đến cư sĩ. Bát phẩm lúc cư sĩ công pháp lực ảnh hưởng, cao hơn một tầng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, Tống Thư Hàng sững sờ, túy. Cái gì cư sĩ? Tại cư sĩ tấn thăng bát phẩm sau, lần này, thật sự liền thiên đạo, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không đúng, cư sĩ cái này nhất hệ công pháp, quá không đúng. Tống Thư Hàng sắc mặt nghiêm túc. Trước kia, hắn còn không có tấn thăng thiên đạo, cho nên dù là nhận túy cái gì cư sĩ công pháp ảnh hưởng, cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là tại nhiễm thiên đạo, là cái này chư thiên vạn giới quyền hạn lớn nhất chó, là chư thiên vạn giới căn nguyên cùng nhân. Không có lý do sẽ lại nhận túy cái gì cư sĩ công pháp hiệu quả ảnh hưởng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực chính là như thế cốt cách thanh kỳ. Túy cái gì cư sĩ thậm chí vẻn vẹn ở vào thất phẩm tấn thăng bát phẩm trạng thái, liền ảnh hưởng đến hắn cái này thiên đạo, để hắn nhớ không rõ đối phương đạo hiệu. Vậy nếu như để cư sĩ tấn thăng nữa cấp 1, đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới về sau, công pháp này hiệu quả muốn đạt tới cỡ nào nghịch thiên trình độ? Có thể hay không liền thiên đạo đều quên hắn cá thể này? Thậm chí nói không chừng liền toàn bộ chư thiên vạn giới cùng thiên đạo căn nguyên đều sẽ đem nhân vật này lãng quên. Đến lúc đó, cư sĩ đem triệt để trở thành một cái người xem. Một cái siêu thoát tại thế giới, lấy người đứng xem quan sát thế giới nhân vật. Một cái không cách nào bị những người khác quan sát đến nhân vật. Như thế một thôi diễn lời nói, túy cái gì cư sĩ công pháp, vị cách thật cao. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Là túy nguyệt, Bạch Tiền Bối đem cái kia một chồng long văn thiếp đồ để tốt, nhắc nhở, đương nhiên, cũng có thể là cái khác đạo hiệu. Bạch Tiền Bối ngươi không bị ảnh hưởng, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Từ đầu đến cuối, ta đều không nhận cư sĩ công pháp ảnh hưởng. Ta một mực có thể ghi nhớ đạo hiệu của hắn, mặc dù trên đường, chính hắn liền đổi 3 lần đạo hiệu. Bạch Tiền Bối tìm một chỗ ngồi xuống. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối vẫn là đặc thù nhất một cái kia tồn tại. Túy Việt cư sĩ công pháp mặc dù đặc thù, nhưng còn bù không được Bạch Tiền Bối tính chất đặc thù. Bây giờ, thế gian đặc thù nhất mấy cái cá thể, đều là đứng tại trận doanh mình, đây mới là nhất khiến người an tâm sự tình. Vừa rồi Bạch Tiền Bối ngươi nói túy cái gì cư sĩ, đổi chính là cái nào mấy cái đạo hiệu. Tống Thư Hàng hỏi. Túy Nguyệt, sau đó là túy Nhật, cùng hiện tại túy Tinh. Bạch Tiền Bối không sợ người khác làm phiền, vì Tống Thư Hàng giải thích. Túy Nhật, túy Nguyệt, túy Tinh. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bạch Tiền Bối, ta hiểu được, túy cái gì cư sĩ chân chính đạo hiệu túy Minh Tinh. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Tiền Bối tìm tới vị trí ngồi xuống tốt, chuyển ra chính mình đồ uống trà, đem cẩu đản cha nàng bí chế lá trà lấy ra, bắt đầu pha trà. Lại nói, túy Minh Tinh cư sĩ công pháp, rõ ràng ta cũng có tu luyện qua. Tống Thư Hàng ngồi vào Bạch Tiền Bối bên cạnh nói, nhưng ta dù là đem bộ công pháp kia thôi diễn đến cửu phẩm kiếp tiên trình độ, cũng không đạt tới cư sĩ bát phẩm hiệu quả. Hắn tam thi, tự ngã thi, liền tu luyện túy Minh Tinh cư sĩ công pháp. Mà lại thôi diễn đến cực hạn. Trước mắt, tam thi du tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong, trở thành Tống Thư Hàng tu lưu hệ thống một bộ phận, lớn mạnh tu lưu trường sinh pháp hiệu quả. Tống Thư Hàng không đem tam thi thu về, tam thi cùng công đức chi lực khác biệt trở thành bất hủ bất diệt thiên đạo về sau, một khi đem tam thi thu về, cái kia tam thi sẽ triệt để bị bất hủ lực lượng dung hồi, thu về đến bản thể bên trong, không cách nào lại hóa ra. Cho nên, tam thi trước mắt loại trạng thái này liền rất tốt. Có thể là thể chất vấn đề. Bạch Tiền Bối đưa tay pha một chén tiên trà, đưa cho Tống Thư Hàng, có chút công pháp, cần phải có thể chất đặc biệt phối hợp, mới có thể tu luyện tới chân chính cực hạn. Thể chất không phù hợp, coi như tu luyện, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tống Thư Hàng dù là đem công pháp thôi diễn đến kiếp tiên cấp độ, hiệu quả cũng so ra kém túy nguyệt cư sĩ bát phẩm trình độ. Điều này nói rõ cư sĩ thể chất vô cùng phù hợp công pháp của hắn. Ta phân một sợi tâm thần, đi chú ý túy Minh Tinh cư sĩ thiên kiếp đi, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tiện thể lấy quan sát bên dưới cư sĩ trạng thái, nói không chừng có thể từ trên người hắn đạt được một chút dẫn dắt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, có 2 sợi thiên đạo ý chí giáng lâm bát phẩm huyền thánh thiên kiếp thế giới,
lặng lẽ đứng ngoài quan sát Túy Minh Tinh cư sĩ độ kiếp tình huống. Tống Thư Hàng có loại trực giác, cư sĩ công pháp, tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tỷ như, hắn tại sử dụng vân tước tử bất hủ người thay thế phương án quá trình bên trong, nếu như đem cư sĩ công pháp diễn hóa đến cực hạn, tác dụng trên người mình. Đến lúc đó, có lẽ có thể càng có lợi hơn với hắn thiên đạo tốt nghiệp kế hoạch. Đây là hắn thân là thiên đạo trực giác, không thể coi thường. Thiên đạo trực giác, thường thường chính là tại báo hiệu lấy tương lai. Bát phẩm huyền thánh kiếp thế giới bên trong. Túy Minh Tinh cư sĩ, ngay tại thiên kiếp bên trong tản bộ. Khả năng này là Tống Thư Hàng thấy qua thoải mái nhất độ kiếp người ân, trừ bỏ đã chứng đạo bất hủ hắn cùng Bạch Tiền Bối bên ngoài. Bát phẩm thiên kiếp chính hết sức hướng xuống đánh rớt. Càng có hiện đại hóa thiên kiếp đạn đạo, đối phía dưới không gian tiến hành rửa sạch thức bao trùm đả kích. Nhưng Túy Minh Tinh cư sĩ vị trí cái kia phiến tiểu không gian, cuối cùng sẽ bị thiên kiếp lãng quên. Có thời gian, Túy Minh Tinh cư sĩ tận lực hướng thiên kiếp vị trí va chạm. Nhưng thiên kiếp lại giống như là quên đi khu vực kia, thuộc về bát phẩm huyền thánh kiếp không gian đồng dạng, quả thực là quên hướng khu vực kia tung ra thiên kiếp bom. Chỉ là bát phẩm cấp độ thiên kiếp, hoàn toàn bị Túy Minh Tinh cư sĩ công pháp hiệu quả ảnh hưởng, vặn vẹo. Tiếp tục như vậy, Túy Minh Tinh cư sĩ độ xong thiên kiếp, hoàn toàn không độ khó. Tống Thư Hàng trong đó sợ thiên đạo ý chí khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tận lực ghi chép Túy Minh Tinh cư sĩ quanh thân năng lượng ba động. Cho đến trước mắt, cư sĩ công pháp hiệu quả, chỉ có thể ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng đối cư sĩ đạo hiệu ấn tượng, Tống Thư Hàng còn có thể quan sát đến cư sĩ cá thể này. Sau đó, hắn khắc một sợi thiên đạo ý chí, lặng lẽ từ bát phẩm huyền thánh kiếp bên trong kéo đi một hai bất lực kiếp lôi, đưa chúng nó xoa thành to lớn bánh quai trèo, cưỡng ép mang ra thiên kiếp thế giới. Uống trà mặc dù không phải uống rượu, nhưng cũng có thể phối điểm hạt dưa hoặc củ lạc. Căn này thiên kiếp bánh quai trèo cắt nát một chút, cũng có thể chấp nhận lấy thấu hòa. Túy Minh Tinh cư sĩ thiên kiếp, hiển nhiên còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian chờ hắn độ kiếp sau khi ra ngoài, chính là chân chính nhân tiền hiển thánh. Chỉ là, liền thiên đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng, quên đạo hiệu của hắn. Tống Thư Hàng đã có thể thôi diễn ra cư sĩ đến lúc đó nhân tiền hiển thánh loại kia khiến người đau lòng tràng cảnh. Thừa dịp cư sĩ còn tại độ kiếp giai đoạn, Tống Thư Hàng bắt đầu một lần nữa đem Cửu Châu Nhất Hào quần còn lại thành viên, triệu hoán đi lên. Tinh lộ đồ bên trên, Túy Minh Tinh cư sĩ sau lưng thân ảnh, là Lệ Chi tiên tử. Trình Lâm tiên tử bởi vì thao tác ngoài ý muốn, mà xuất hiện xong bào thai muội muội Tống Thư Hàng đối Trình Lâm tiên tử ngoài ý muốn luôn luôn ôm thái độ hoài nghi. Lệ Chi tiên tử thân ảnh thoáng hiện tại hiển thánh giao diện. Rốt cục đến ta sao? Lệ Chi tiên tử nhìn về phía Tống Thư Hàng. Để Lệ Chi tiên tử đợi lâu, Tống Thư Hàng bởi vì có trước mặt kinh nghiệm, cho nên sớm hỏi một câu, Lệ Chi tiên tử, ngươi là mấy long văn? Thân là Trình Lâm muội muội, Tống Thư Hàng hoài nghi tiên tử tư chất, hẳn là cửu long văn cấp độ. Nhưng Lệ Chi tiên tử hồi phục, lại có điểm ra hồ Tống Thư Hàng dự kiến, bát long văn. Bát long văn? Vậy mà không phải cửu long văn? Thư Hàng ngươi cái này một mặt biểu tình cổ quái làm gì? Bát Long Văn đã rất cao được không? Lệ Chi tiên tử đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu, hết thảy đập 4 lần nàng vốn là vô ý thức muốn cho Tống Thư Hàng đến cái đại phong xa xoay tròn. Nhưng đưa tay đến một nửa lúc, đột nhiên nhớ tới Thư Hàng hiện tại đã là thiên đạo. Vì cho thiên đạo Thư Hàng một bộ mặt, Lệ Chi tiên tử đại phong xa lâm thời cải thành 4 cái sở đầu một cái. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, thông qua trực tiếp thấy được màn này. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt, thiên đạo bá tống chỉ là một thân ảnh mơ hồ, bên cạnh bạch thiên đạo cũng là như thế. Đây là Tống Thư Hàng chi kỷ chiếu cố, vì để tránh cho thiên đạo tin tức đối tu luyện giả tạo thành xung kích. Bất quá, mọi người có thể biết cái kia thân ảnh mơ hồ, chính là thiên đạo bá tống. Vị này Lệ Chi tiên tử, cũng dám trực tiếp sờ thiên đạo bá tống đầu hổ. Hoàn toàn chính xác, bát long văn đã rất cường đại. Tống Thư Hàng ôn nhu cười một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối cho Lệ Chi tiên tử đưa một chén tiên trà. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Lệ Chi tiên tử ngồi vào Bạch Tiền Bối một bên khác, hai tay dâng chén trà. Tại nàng thưởng thức trà thời điểm, Bạch Tiền Bối đầu tiên là lợi dụng thiên đạo quyền hạn, vì Lệ Chi tiên tử hoàn nguyên ra ngũ phẩm kim đan,
lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lệ chi long văn, vì nàng bổ túc cửu long văn số lượng. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Tiền Bối đem kim đan quy vị, cũng đem lệ chi tiên tử cảnh giới khôi phục lại lục phẩm cảnh giới. Kỳ ở giữa, Tống Thư Hàng một mực cẩn thận chú ý lệ chi tiên tử khí tức biến hóa. Toàn bộ quá trình nhìn qua, cùng trước đó Bắc Hà tán nhân mấy vị tiền bối bổ long văn kinh lịch đồng dạng. Bất quá, nếu như thuận tuyến nhân quả một đường nhìn lại, liền sẽ phát hiện tại lệ chi tiên tử bổ đủ cửu long văn lúc, tuyến nhân quả một chỗ khác, bị xúc động. Lệ chi tiên tử tuyến nhân quả, một chỗ khác phân nhánh, liên tiếp lấy hai cái nhân quả. Một là trở thành mảnh vỡ Trình Lâm, bây giờ còn tại cầu đản cha trong tay. Hai là bây giờ phụ thân trên người A Thập Lục Diệp Tư tại Tống Thư Hàng trở thành thiên đạo về sau, cho dù là đem cư sĩ công pháp thôi diễn đến cực hạn Diệp Tư, cũng vô pháp ẩn tàng tự thân tin tức. A Thập Lục cùng Diệp Tư, Tống Thư Hàng cố ý lưu tại cuối cùng. Lúc này, theo tuyến nhân quả xúc động, Diệp Tư có chút mở to mắt, có chút mê mang dáng vẻ. Nhưng một bên khác Trình Lâm tuyến nhân quả, xúc động liền tương đối lớn. Tại kịch liệt bị chấn động, cầu đàn cha trong tay Trình Lâm mảnh vỡ bắt đầu từng khối dung hợp. Trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hao tổn tâm trí, khôi phục sau Trình Lâm vuốt vuốt mi tâm. Bởi vì, nàng cùng Tống Đầu Gỗ, còn không có triệt để cắt chém. Nguyên bản án lấy kế hoạch, nàng cùng Tống Đầu Gỗ sẽ mượn lần này vỡ thành cặn bã nhân quả, triệt để phân chia ra tới. Sau đó, hoặc thông qua chuyển sinh phương thức, khôi phục thành hai cái cá thể. Kể từ đó, nàng Trình Lâm chính là Trình Lâm, cùng Tống Đầu Gỗ nhân quả có thể cắt tách đi ra. Nhưng bây giờ, theo lệ chi tiên tử bị bổ đủ cửu long văn nhân quả xúc động, kế hoạch của các nàng thất bại. Cẩu đàn cha cảm ứng được Trình Lâm trạng thái khôi phục, đưa tay vừa gõ, đem trong tay vỏ trứng gõ mở. Khôi phục trạng thái Trình Lâm tiên tử, ngay lập tức liền muốn đối mặt nàng đau đầu nhất đối tượng Thiên Đế Đát Đát Tử. Lúc này Thiên Đế Tử, cười như không cười nhìn qua Trình Lâm, làm nàng tê cả da đầu. Huống chi, tại Thiên Đế Đát Đát Tử phía sau, còn có thuộc về Tống Đầu Gỗ nhân quả, tại xếp hàng. Cẩu đàn cha, Trình Lâm tiên tử ngẩng đầu, nhìn về phía cẩu đàn cha. Trình cẩu đàn cha nhiệt tình đáp lại nàng. Ta không làm người, Trình Lâm chân thành nói. Cẩu đàn cha, tới đi, Thiên Đế Tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vừa khôi phục Trình Lâm tiên tử thân thể còn không có khôi phục hoàn mỹ, nhưng nàng chống đỡ đứng lên, từ bỏ trị liệu. Thiên Đế Tử không gấp ứng Trình Lâm. Nàng đầu tiên là cho Tống Thư Hàng gửi đi một đầu tin tức, Tống tiền bối. Ta đi cùng Trình Lâm giải quyết bên dưới ân oán cá nhân đát sau đó trở về. Đừng quá mức lửa, các ngươi đều là cẩu đản cha cẩu đản. Tống Thư Hàng vui vẻ trả lời. Thiên Đế Tử. Nàng đứng dậy, đối Trình Lâm khẽ gật đầu. Nàng cùng Trình Lâm, Tống Đầu Gỗ, có thể nói là chư thiên vạn giới lớn nhất ba khối quỷ thần Trình Lâm mảnh vỡ tập hợp thể. Trong đó, lại lấy Trình Lâm tự thân mảnh vụn này là lớn nhất. Trình Lâm cũng nắm giữ lấy Tống Đầu Gỗ, Thiên Đế Tử không biết một chút liên quan tới Thiên Đạo Ban Văn Long tin tức. Thiên Đế Tử đứng dậy, Trình Lâm ở phía trước mở không gian thông đạo. Hai đạo bóng hình xinh đẹp tuần tự tan biến tại không gian thông đạo bên trong. Cẩu đàn cha ở hậu phương, dùng râu rồng nhẹ nhàng đâm cằm của mình. Cẩu đàn cha nàng, cứ như vậy bỏ mặc các nàng quá khứ, thật được không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ nói nhà ngươi hai cái cẩu đàn, muốn bạo. Không sao, các nàng đều không phải hài tử, sẽ biết phân tắc. Cẩu đàn cha nói khẽ. Theo Trình Lâm cùng Thiên Đế Tử tuần tự rời đi, cẩu đàn cha ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Luyến mắt đam mê của ngươi thiên đạo là cửu u chúa tể người sáng tạo. Nó sáng tạo ra cửu u chúa tể, vì lấy cửu u chúa tể vì đạo tiêu đúng không? Cẩu đàn cha lên tiếng nói. Vâng, tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, hắn không phải rất muốn lưu cái đề tài này. Có lẽ qua không được bao lâu, chức năng này, liền muốn phát huy được tác dụng. Cẩu đàn cha như có điều suy nghĩ nói. Bạch tiền bối hình chiếu phân thân nghe vậy, có chút quay đầu. Nhìn về phía cái kia thất giống phổ thông con ngựa đồng dạng ăn cỏ bạch mã. Bạch mã cảm ứng được bạch tiền bối ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng. Đệ cửu thiên đạo luân hồi, cho nên, trước kia thiên đạo nhóm có thể sẽ trở về sao? Bạch tiền bối hỏi. Cái khác thiên đạo, có thể sẽ trở về. Nhưng bạch tiền bối lại mơ hồ cảm giác, đại bạch thiên đạo,
có thể sẽ không lại có trở về cơ hội. Nhân tiền hiển thánh hình tượng bên trong. Lệ Chi tiên tử một mặt vui sướng, cáo biệt Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng sắc mặt có chút xoắn xuýt. Bởi vì, Tống đầu gỗ sớm khôi phục. Sọ não đau nhức. Quả nhiên, Lệ Chi tiên tử bát long văn là cái xúc động chốt mở, rất có thể là Trình Lâm tiên tử cố ý lưu lại. Cũng may, ta hiện tại trở thành thiên đạo, Tống Thư Hàng tự nhủ. Ta đều trở thành bất hủ thiên đạo, ta còn sợ nhân quả hay sao? Kế tiếp đến phiên người nào? Bạch tiền bối hỏi. Là tạo hóa pháp vương. Tống Thư Hàng trả lời. Nếu như muốn đem tạo hóa pháp vương mang lên, tốt nhất là đem tạo hóa tiên tử cũng cùng nhau mang tới. Bạch tiền bối cẩn thận nói. Nếu như chỉ đem tạo hóa pháp vương mang lên trực tiếp, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nếu có tạo hóa tiên tử ở một bên phụ trợ, sự cố xuất liền có thể xuống đến thấp nhất. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân khác biệt, không cách nào bị đưa vào đến thiên đạo thứ nguyên. Bây giờ, hắn đã chứng đạo, cũng là thời điểm hỏi một chút tạo hóa tiên tử, nàng có cái gì tâm nguyện. Tống Thư Hàng vốn cho là tạo hóa tiền bối đi lên về sau, liền muốn mở một trận buổi hòa nhạc bởi vì hắn thấy được tạo hóa tiền bối trong tay cái kia loa nhỏ. Liền Bạch tiền bối cũng cho là như vậy. Sở dĩ hai vị tân thiên đạo thậm chí đã vì tạo hóa pháp phương xây dựng sân khấu, còn chuẩn bị đem tạo hóa tiên tử tôn này chân chính thiên lại chi âm cũng rời ra ngoài đến lúc đó dùng tốt lai trung hòa tạo hóa pháp phương tử vong chi âm đối chư thiên vạn giới tu luyện giả trùng kích. Nhưng mà, Cửu Châu nhất hào quần bên trong đi ra thành viên, lại làm sao theo lẽ thường đến làm việc. Tạo hóa pháp phương loa nhỏ, cũng không phải là dùng để biểu diễn, mà là dùng để thả âm nhạc. Mà lại là một bài phi thường dễ nghe, từ nữ tử thanh âm biểu diễn ca khúc. Chân chính tự mang BGM âm thanh đăng tràng. Nương theo lấy một trận này trận êm tai tiếng ca, tạo hóa pháp phương đem bản thân ăn mặc như là một cái yêu nhã tu sĩ, chậm rãi mà tới. Tống Thư Hàng đều có chút không hiểu rõ tạo hóa pháp phương rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như tạo hóa tiền bối muốn hiện trường mở một lần buổi hòa nhạc lời nói, vậy hắn vừa vặn cho tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đối chúng sinh lực sát thương làm một cái ước định. Sau đó cân nhắc đem tạo hóa pháp phương xuyên não ma âm gia nhập thiên kiếp phần món ăn. Đó cũng không phải Tống Thư Hàng tang thiên lương, thành thiên đạo về sau, liền muốn giày vò chư thiên vạn giới chúng sinh. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, nhưng thật ra là muốn vì chư thiên vạn giới tu luyện giả, mưu chút phúc lợi. Hắn Tống Thư Hàng độ nhiều lần như vậy thiên kiếp bên trong âm kiếp hiệu quả thực sự nghèo nàn, hoàn toàn không bằng tạo hóa pháp phương âm nhạc tới kích thích. Mà lại vượt qua âm kiếp về sau, đối tu luyện giả tự thân mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Mà tạo hóa pháp vương âm nhạc chỉ phải thêm bên trên tạo hóa tiên tử thiên lại chi âm tổ hợp, liền có thể có được cường hóa tu luyện giả tâm trí, cắt giảm tâm ma hiệu quả. So với đơn thuần âm kiếp đến, đối tu luyện giả tôi luyện hiệu quả lớn hơn. Nhìn như biến kích thích, nhưng tổng thể độ nguy hiểm lại giảm mạnh. Đây cũng là hắn cái này thường xuyên bị thiên kiếp giày vò thiên đạo tiền nhiệm về sau, âm thầm cho chư thiên vạn giới tu luyện giả một cái ẩn tàng gói quà. Kết quả, tạo hóa tiền bối cũng không định lên tiếng. Theo một khúc BGM âm nhạc kết thúc, tạo hóa pháp phương thuận lợi đăng tràng, vừa lúc đi vào Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối trước mặt. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra, còn có tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử hiện thân sau duỗi lưng một cái. Thuần thục bay tới Tống Thư Hàng sau lưng, tiến vào vật trang sức hình thức. Tạo hóa tiền bối, người muốn tự giới thiệu mình một chút sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn tại vì tạo hóa pháp phương chế tạo cơ hội. Cũng tốt, tạo hóa mỉm cười, tựa như cái nho gia tu sĩ, nhã nhặn yêu nhã. Dứt lời, hắn mặt hướng chư thiên vạn giới tu luyện giả. Chư thiên vạn giới đạo hữu, mọi người tốt, tại hạ đạo hào tạo hóa. Ở chỗ này gặp qua các vị đạo hữu. Nói hóa pháp vương soái khí ôm quyền, tiếp tục nói, tại hạ bình sinh có một cái yêu thích. Tới, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Cái kia chính là thư pháp, tạo hóa pháp vương tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, tại bá Tống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, tạo hóa pháp vương lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy cùng bút, bắt đầu biểu diễn từ bản thân cái kia một tay tính không tệ thư pháp tới. Tú Cửu Châu nhất hào quần thành viên tê cả ra đầu. Tạo hóa pháp phương đây là muốn làm gì?
Diệt Phượng công tử đem bốn cái trong lỗ tai nút tai lấy ra. Bắc Hà tán nhân cũng không xác định, đổi yêu thích rồi. Không có khả năng, tạo hóa pháp phương tiền bối không lâu còn tại tìm ta, hy vọng ta có thể phối hợp hắn đi mở trận buổi hòa nhạc. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói. Vậy hắn tại Hiển Thánh Bình Đài, tú thư pháp là cái gì thao tác? Dược sư nghi ngờ nói. Lệ Chi tiên tử nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, lúc này, chúng ta vì cái gì không bên dưới mấy cái người chung phòng bệnh, tỉ như Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, Diệt Phượng Công Tử. Xin đừng nên ta, Lệ Chi tiên tử, ngươi như thế ta, làm ta giống như là Tam Lãng bệnh hoạn người một dạng. Đồng Quái Tiên Sư nghiêm túc phát giọng nói nói, bất quá ta nghĩ, tạo hóa pháp phương hẳn là muốn lập nhân thiết đi. Đậu Đậu nói tiếp, lập một cái am hiểu thư pháp nhân thiết, che giấu mình chân chính yêu thích. Tại chư thiên vạn giới không biết rõ tình hình đạo hữu trong lòng, lưu lại một khắc sâu ấn tượng đầu tiên. Sau đó, vì lần sau làm chuẩn bị. Khả năng không chỉ là vì lần sau chuẩn bị, còn có thể là vì hạ hạ lần làm nền. Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng nói, lấy Thích Ca Mâu Ni tính cách, rất có thể sẽ tại bát phẩm huyền thánh giảng pháp kết thúc, thu thập xong công đức chi lực về sau, mới có thể lộ ra bản thân chân thực diện mục. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Muốn hát liền hát không phải rất tốt sao? Tại sao phải làm phức tạp như vậy? Giữa người và người tín nhiệm, chính là bị các ngươi như vậy phá hoại rơi được không? Hiền thánh không gian bên trong. Tại tạo hóa pháp vương biểu diễn thư pháp giai đoạn, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn lại Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử. Ngươi có thể hữu tâm nguyện, thừa dịp ta hiện tại là thiên đạo, có lẽ có thể hiệp trợ ngươi. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tạo hóa tiên tử tựa hồ trầm tư một lát, sau đó nàng hai tay vẽ một vòng tròn, đại ngốc ngốc ngốc. Cũng đúng, trước đó đạo tử tiền bối cũng chứng đạo qua một lần, thiên đạo có thể hoàn thành tâm nguyện, đạo tử tiền bối cũng đều làm xong. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử như gà con mổ thóc, nhanh chóng gật đầu. Tiên tử kia chính ngươi trạng thái. Tống Thư Hàng lại hỏi. Tạo hóa tiên tử hai tay khoanh, Tống ngốc ngốc. Cũng tốt, xem ra tiên tử ngươi có sắp xếp của mình. Tống Thư Hàng nói khẽ, kể từ đó, ta có thể giúp ngươi địa phương, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Hừm, lưu ly ngốc ngốc tạo hóa tiên tử hát nói. Nhưng là, hắn, đã vượt qua thiên đạo quyền hạn. Bất quá, thiên đạo làm không được sự tình, ta cùng bạch tiền bối, sẽ làm đến. Giao cho chúng ta đi, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Cần bù đắp đi qua chấp niệm, lại thêm một cái. Sở các chủ Bích Thủy Các, tạo hóa tiên tử nho ra 13 kiếp tiên vị cuối cùng lưu ly thư sinh, Hắc Long thế giới xích đồng ca ca Hắc Đồng. Tạo hóa pháp phương đến một khắc cuối cùng, cũng không có lên tiếng. Hắn một mực duy trì lấy yêu nhã nhã nhặn nhân thiết, từ bạch tiền bối hoàn thiện chín long văn kim đan. Sau đó tới yêu nhã. Đi xoái khí. Tạo hóa tiên tử không có rời đi, nàng lựa chọn tiến vào thánh nhãn kim đan bên trong. Bất hủ hóa nho ra thánh nhân chi nhãn, nhưng không có ngăn cách tạo hóa tiên tử liền cùng công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng bản thể quan hệ giữa một dạng. Ban sơ tạo hóa tiên tử, nàng một bộ phận chức trách, chính là thủ hộ thánh nhân chi nhãn. Tại tạo hóa pháp phương về sau, Cửu Châu nhất hào quần thành viên, bảo trì tiết tấu, lần lượt hiện thân. Tại chư thiên vạn giới đạo hữu trước mặt lộ mặt. Có được bát tí pháp tướng cổ hồ quan chân quân. Càng phát ra vũ mị, kỹ thuật lái xe nhưng như cũ không có tăng cường Đông Phương Lục tiên tử. Cửu Châu nhất hào quần hàn băng hệ nhân vật quyền uy Tuyết Lang động chủ. Có đen một chút hồ hồ, tự mang cẩu đầu lâu hiệu quả phá dương kích quách đại. Gần nhất tâm tính bình thản. Áp lực biến nhẹ không ít nho ra hàng hỏa tôn giả nguyên bản hàng hỏa tiền bối là quần bên trong duy hai cùng Hoàng Sơn tiền bối một dạng, dùng đến tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu danh hiệu thành viên. Hiện tại, buông xuống áp lực sau hàng hỏa tiền bối, cả người nhìn lên đi đều trẻ lại không ít. Còn có cùng một chỗ hiện thân Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ Điền Điềm phó đảo chủ hồn phách bên trên thương thế, tại Tống Thư Hàng thiên đạo quyền hạn hiệu quả bên dưới, nhẹ nhàng một vòng liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng Lục Tu tiên tử dắt tay trung tiến Cửu Châu nhất hào quần có thể dựa nhất một trong những nhân vật. Thất Tu Thánh Quân. Một vị lại một vị thành viên lần lượt đăng tràng hoàn tất sau. Tống Thư Hàng thậm chí còn đem mấy vị Cửu Châu nhất hào quần dự bị thành viên cũng kéo đi lên.
tuổi trẻ tiểu quả quả, thi, trúc. Mấy tiểu tử kia, còn không có đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, thiếp Long Văn sự tình cũng phải chờ tương lai. Bạch tiền bối sử dụng thủ pháp đặc biệt, đem Long Văn thông qua dự lưu phương thức, tồn tại bọn hắn thể nội. Tống sư huynh, rời đi trước, tiểu quả quả đột nhiên giữ chặt Tống Thư Hàng tay, cuối cùng, có thể cho ta một cái chúc phúc sao? Hắn chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Tiểu gia hỏa này, có tiền đồ a, biết dựa vào bản thân tuổi nhỏ ưu thế, từ bá Tống Thiên Đạo nơi đó thu hoạch được ngoài định mức chúc phúc. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng hơi động. Nhìn bá Tống Thiên Đạo đối bọn hắn cưng chiều trình độ, khả năng rất lớn sẽ đồng ý cho cái chúc phúc. Dù sao, đối với chúng ta tới nói đây là chân quý thiên đạo chúc phúc, nhưng đối với thiên đạo mà nói, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Bất quá tiểu gia hỏa này, sẽ muốn cái gì chúc phúc? Ta hiểu được, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa thay sờ sờ tiểu hòa thượng đầu, vì hắn theo đầu chúc phúc nói, bằng vào ta thiên đạo bá Tống danh nghĩa chúc phúc ngươi, tiểu quả quả, từ nay về sau, ngươi tu luyện đồ thượng, không cần tiếp tục bởi vì bệnh trĩ mà phiền não. Tạ ơn Tống sư huynh ngươi tốt nhất rồi. Tiểu quả quả mặt mày hớn hở. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, không ít dưới người ý thức sờ lên bản thân bộ mông vị trí. Trên thực tế, chư thiên vạn giới tu luyện giả bên trong, tại thực lực còn không đạt tới cảnh giới nhất định trước, bệnh trĩ phiền não người số lượng không ít. Đưa tiến tiểu quả quả ba người về sau, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bước ra lui lại, thu hồi nhân tiền hiển thánh hiệu quả. Trận này Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo Cửu Châu Nhất Hào quần bị chúng ta nhận thầu hoạt động, tuyên bố kết thúc. Sau đó, Tô Thị A thập lục thân hình bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại thông qua hạch tâm thế giới xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Bạch Long tỉ tỉ vây quanh ở A thập lục trên cổ, ta còn tưởng rằng Thư Hàng ngươi muốn quên tiểu thập lục. A thập lục là Cửu Long Văn, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn duỗi tay, dắt kiện Tô Thị A thập lục đầu ngón tay. Đồng thời, hắn một cái tay khác giơ ngang, trong tay có một đóa hoa sen hình chiếu hư ảnh hiện ra hiện. Thư Hàng, người cùng Bạch Tiền Bối muốn chuẩn bị siêu thoát sao? Tô Thị A thập lục quay đầu hỏi. Từ trước mắt đến xem, còn sẽ có một điểm chủ bị thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này, ta cùng Bạch Tiền Bối không hoàn thành tốt nghiệp đầu đề lời nói, vậy trước tiên để Bạch Tiền Bối trước siêu thoát. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Bên cạnh Bạch Tiền Bối nhấp miệng tiên trà, lộ ra điềm tĩnh thiếu dung, khẽ gật đầu. Siêu thoát sau trạng thái, lại là như thế nào? Tô Thị A thập lục hỏi Bạch Long tỷ tỷ, cùng Tống Thư Hàng trên người vật trang sức nhóm trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không có người chân chính siêu thoát qua, nhưng từ Đại Bạch Thiên Đạo tiền bối miêu tả đến xem. Thiên đạo tốt nghiệp hẳn là có được đại tự do, không nhận hết thảy thời gian, không gian hạn chế. Có thể tùy ý xuất hiện đang tùy ý thời gian tiết điểm, tùy ý địa phương. Áp đảo thời gian trường hà phía trên, Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi tay đem cái viên kia hoa sen hình chiếu đưa về phía A thập lục chỗ ngực ở nơi đó, có một khỏa bá tống lưu ly trái tim, tại cường hữu lực nhảy lên. Bởi vì Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ nguyên nhân, viên này bá tống trái tim tại quy tắc tác dụng dưới, trong lúc mơ hồ cũng nhận thiên đạo quy tắc cường hóa. Nhưng bởi vì hắn đã rời đi bá tống thân thể, tại chứng đạo trước đó không có bị thiên đạo quy tắc cho rằng là bá tống cá thể một bộ phận. Sở dĩ, viên này lưu ly trái tim, cũng không có hóa thành bất hủ. Nhưng nó đã có rồi vô hạn tiến hóa khả năng. Là bất hủ chi cốt hoặc bất hủ phì kình kim đan hình thức ban đầu. Chỉ phải thêm lấy bồi dưỡng, để nó tiến hóa, hoàn thiện. Tương lai, Tô Thị A thập lục nói không chừng cũng có thể có được một khỏa bất hủ trái tim. Tống Thư Hàng duỗi tay đem hoa sen hình chiếu đưa vào đến lưu ly trái tim bên trong. Đây là hạch tâm thế giới chìa khóa, có được hắn về sau, ngươi cùng Diệp Tư đều có thể tùy thời mở ra hạch tâm thế giới, tự do xuất nhập. Cũng có thể lợi dụng lạc ấn đao gỗ phương thức, lưu lại tọa độ, tùy ý xuất hiện tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách. Tống Thư Hàng giải thích nói. Tô Thị A thập lục có chút dừng lại, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại lồng ngực của mình. Lưu ly tim đập tốc độ thoáng tăng nhanh chút. Tại lưu ly trái tim nội bộ, phảng phất nhiều hơn một cái thế giới cùng Tống Thư Hàng chặt chẽ tương liên hạch tâm thế giới. Nếu như nói, cái này chư thiên vạn giới có một ngày, hủy diệt. Cái kia hạch tâm thế giới, rất có thể sẽ là sau cùng tịnh thổ một trong. Hạch tâm thế giới chính là ta toàn bộ,
ta hết thảy, bảo vật, tài sản đều ở bên trong. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, hiện tại, nó chìa khóa giao trong tay các ngươi. Bạch Long tỷ tỷ, chứng đạo bất hủ sau bá tống, khai khiếu lợi hại. Lưu nhân này thủ pháp, khiến cho nàng đều cảm giác đến tim đập nhanh hơn. Có hạch tâm thế giới tại, an toàn của ngươi, cũng có thể được lớn nhất bảo đảm. Tống Thư Hàng nói khẽ. Trước kia hạch tâm thế giới tại đứng trước đại địch lúc, có thể sẽ túng một đợt kỳ thật không phải túng, mà là thụ Tống Thư Hàng đẳng cấp ảnh hưởng, không gian bị cường đại hơn đại lão che đậy phong tỏa, dẫn đến hạch tâm thế giới không cách nào mở ra. Kỳ thật hạch tâm thế giới cũng không túng, phải biết tại bá tống bát phẩm lúc, hắn liền có thể tại cửu phẩm kiếp tiên phong tỏa bên dưới, cưỡng ép chống ra. Tại bá tống cửu phẩm lúc, hắn thậm chí có thể tại trường sinh giả cảnh giới địch nhân phong tỏa không gian bên dưới, cưỡng ép mở ra. Có thể nói, hắn một mực tại vượt cấp mạnh mở cổng không gian. Túng, đây chẳng qua là một loại ảo giác. Hắn kỳ thật cương vô cùng. Mà giờ đây, hạch tâm thế giới chủ nhân bá tống, đã chứng đạo bất hủ, thành chư thiên vạn giới lớn nhất quyền hạn nam nhân một trong. Trên thế giới này, đã không còn có bất luận kẻ nào, có thể làm hạch tâm thế giới phát túng. Dù là đối diện là thiên đạo cấp bất hủ tồn tại, hạch tâm thế giới cũng có thể mở ra che chở năng lực, đem Tô Thị A Thập Lục bọn người bảo vệ, cũng đưa các nàng an toàn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong, bảo vệ. Thậm chí là chư thiên vạn giới sụp đổ, vạn vật vẫn lạc, hạch tâm thế giới cũng có thể thụ Tống Thư Hàng bất hủ thuộc tính che chở, bảo đảm hoàn toàn. Ngày kế tiếp, ngày 16 tháng 2, kinh lịch ngày hôm qua bá Tống thiên đạo hành động lớn về sau, chư thiên vạn giới những người tu luyện, đều biết có một cái gọi là Cửu Châu Nhất Hào quần đặc thù đoàn thể tồn tại, càng là quen biết trong đó tất cả thành viên. Hiện tại chư thiên vạn giới bên trong, dù là đối nhân loại sinh vật này sẽ có mặt mù tu luyện giả, cũng đều cưỡng ép đem tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên một mực ghi nhớ. Cái này chút, đều là thiên đạo cháo đối tượng. Không thể trêu vào. Nếu có cơ hội gặp, tuyệt đối không nên trở mặt, phản muốn thử lấy kết giao một phen. Nhìn xem có thể hay không cọ bên trên điểm quan hệ cái gì. Lại nghĩ đẹp một chút, còn có thể thử một chút có thể hay không thông qua vị kia gọi Hoàng Sơn mụ mụ tiên trưởng quan hệ, nhìn xem có cơ hội hay không gia nhập vào Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, hưởng thụ bị bá tống thiên đạo cháo phúc lợi. Toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, trong một đêm thành chư thiên vạn giới hương mô mô. Mà tại bá tống hành động lớn kết thúc về sau, chư thiên vạn giới cũng tiến vào bình ổn thời kỳ phát triển. Thiên đạo tranh đoạt chiến chính thức kết thúc. Thiên đạo quy tắc bắt đầu có thứ tự vận chuyển. Bởi vì không béo cầu thiên đạo tiếp cận sụp đổ lúc hỗn loạn, lại thêm thiên địa linh lực triều tịch tiến đến, lúc này chư thiên vạn giới, xem như nghênh đón một cái tu luyện thời kỳ vàng son. Trường sinh giả cùng kiếp tiên, cũng không còn tị thế không ra, thỉnh thoảng sẽ lộ cái mặt, lưu lại truyền thừa, hoặc là mang đi mình nhìn chúng thiên tài đệ tử. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cùng ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ thành viên, bắt đầu đánh hạ sau cùng đầu để hoàn thiện bất hủ thế chỗ giả phương án. Hy vọng có thể đem đệ tứ thiên đạo tinh khiết thân thể hiệu quả, hoàn mỹ phát huy, dùng nó để thay thế đệ thập thiên đạo, trở thành tối cường công cụ thiên đạo. Toàn bộ quá trình nghiên cứu như hỏa như đồ tiến hành. Các vị ngoại viện tiểu tổ thành viên, đầu nhập vào trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng cố gắng. Mà thân là đương kim thiên đạo một trong bá tống. Lại thoáng có điểm thất thần hắn còn tại cố gắng tiêu hóa thiên đạo chư quả chi nhân, vạn vật căn nguyên pháp tắc cùng tri thức, tại cái này cuối cùng đầu đề nghiên cứu bên trên, hắn có thể chen vào lời nói cơ hội không nhiều. Hắn đã rất cố gắng. Chỉ là học tập thời gian thực tế quá ngắn. Mặt khác, mặc dù hơi có chút thất thần, nhưng hắn thất thần cũng không phải là đơn thuần đầu não trống không, mà là phân ra từng sợi thiên đạo ý chí, du tẩu ở trong nhân thế các ngõ ngách. Vừa đến, là vì triệt để bài trừ đen nhánh đại lão bố trí tại chư thiên vạn giới hằng tinh hủy diệt virus, không cho virus có bất kỳ khả năng tái phát. Thứ hai, cũng là vì nhìn một chút một số người, nhìn xem một chút đạo hữu. Chư thiên vạn giới, âm ảnh giới. Nơi này sinh tồn lấy một vị tuyệt thế cấp trường sinh giả đại lão, giới chủ âm ảnh lĩnh chủ. Đệ Tống Thư Hàng đã từng tính ra, âm ảnh lĩnh chủ tại giới chủ quyền hạn tăng thêm bên dưới. Rất có thể cũng đạt tới nho gia thánh nhân, thiên đế cấp bậc kia, liền cùng Mặc Gia Thiên Chí tiên sinh đồng dạng. Tống Thư Hàng một sợi ý chí, lặng yên giáng lâm tại đây. Âm ảnh lĩnh chủ tiền bối,
ngay lập tức đã nhận ra hắn đến, từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đã lâu không gặp, Âm Ảnh tiền bối. Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí lên tiếng nói. Rất lâu, không phải mới mấy tháng trước sao? Âm Ảnh lĩnh chủ mỉm cười nói, đối với chúng ta đến nói, cũng chính là trong chớp mắt. Đang khi nói chuyện, Âm Ảnh lĩnh chủ thân ảnh khổng lồ bên trong, ngưng tụ ra một đạo nhân hình bộ dáng, đối mặt Tống Thư Hàng. Nhưng với ta mà nói, lại là ầm ầm sóng dậy hơn phân nửa tu luyện nhân sinh. Tống Thư Hàng dứt lời, xòe bàn tay ra, lộ ra một viên hơi có chút vết rách pháp khí vòng tay. Đặc thù bí khí Âm Ảnh thánh địa. Ta lần này đến, là hoàn lại tiền bối pháp khí. Tống Thư Hàng dứt lời, bàn tay phải có chút sáng lên thiên đạo cấp dưỡng đao thuật khuếch tán ra tới. Tại cái này cường hoành vô cùng dưỡng đao thuật hiệu quả bên trong, Âm Ảnh thánh địa bên trên vết rách toàn bộ khép lại. Thậm chí pháp khí phẩm chất nâng cao một bước, vòng tay nội bộ chỗ sâu, hiển hiện ẩn chứa một sợi bất hủ khí tức đạo ngân. Thật có lỗi, thiếu tiền bối linh thạch, ta dù cho tấn thăng đến thiên đạo, đều không thể góp đủ. Hiện tại, cũng chỉ có dựa vào một chút thủ đoạn cùng quyền hạn, đem kiện pháp khí này chữa trị, lấy đền bù tiền bối. Tống Thư Hàng đem kiện pháp khí này đưa lên. Tương đối linh thạch mà nói, cái này thăng cấp sau Âm Ảnh thánh địa vòng tay, càng làm ta hơn thích. Âm Ảnh lĩnh chủ đưa tay tiếp nhận Âm Ảnh thánh địa. Bất quá, chớ nhìn hắn hiện tại mặt ngoài ổn một nhóm, kỳ thật nội tâm của hắn phức tạp căn bản không biết dùng cái gì từ để hình dung. Rời sông lấp biển, núi lửa phun trào, hải khiếu cự lãng, mạt nhật vẫn thạch. Dù sao hình dung các loại tai nạn từ, đều có thể dùng để hình dung lúc này mặt ngoài bình tĩnh Âm Ảnh lĩnh chủ nội tâm. Dù sao, đối Âm Ảnh lĩnh chủ đến nói, nam nhân trước mắt này, là thật. Nháy mắt mấy cái liền thành thiên đạo. Tiền bối ngươi có thể thích, liền không thể tốt hơn. Dù sao, hiện tại coi như để ta cho ngươi chỉnh ra một đống linh thạch đến bồi thường, ta nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi tới. Tống Thư Hàng ý chí trêu ghẹo nói. Kỳ thật thân là thiên đạo, hắn đương nhiên có thể tùy thời quét hình chư thiên vạn giới, sau đó tìm tới linh thạch nguyên, lại đi khai thác. Thậm chí có thể sử dụng thiên đạo quyền hạn hiệu lệnh giữa thiên địa linh lực. Tại thiên đạo ý chí bên dưới ngưng tụ làm linh thạch nguyên. Bất quá, cái này đã không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, địa cầu, Giang Nam Đại học thành vị trí. Tống Thư Hàng khác một sợi ý chí, tại Giang Nam Đại học thành phụ cận dạo bước. Hắn lúc này mỗi một bước đi ra về sau, chung quanh linh lực đều biến nồng nặc lên, trên bãi cỏ tỏa sáng tân sinh, nhánh cây toát ra mầm non, lại có hoa tươi tại trong trời đông giá rét nở rộ. Bất chi bất giác. Đã gần một năm nha, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua bốn phía. Rõ ràng năm ngoái hắn đều còn tại nơi này sinh hoạt, nhưng bây giờ quay đầu, lại cảm giác phiến khu vực này, tức quen thuộc, vừa xa lạ. Hành tẩu một lát sau, xa xa, hắn thấy được cắm rễ ở đại học trong thành Thụ Yêu Khinh Vũ. Khinh Vũ là bạch tiền bối thu sủng vật. Theo lý thuyết, nàng cái kia phần một người đắc đạo, gà chó lên trời số lượng, phải do bạch tiền bối cho nàng mới đúng. Nhưng cùng bạch tiền bối cái này nuôi sủng tiểu năng thủ so ra, bạch tiền bối nuôi sủng thiên phú cũng quá thất bại. Thụ Yêu Khinh Vũ, tại bạch tiền bối trong lòng, tồn tại cảm khả năng ở vào nơi hẻo lánh vị trí. Nếu như không phải Khinh Vũ có thể tự lực cánh sinh, nói không chừng nuôi nuôi, liền bị bạch tiền bối nuôi chết rồi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng mỉm cười, cái này sợ ý chí trôi dạt đến Khinh Vũ bên cạnh. Lúc này Khinh Vũ... Tựa hồ ngay tại vui vẻ đi dạo mua hàng online thương thành, đem từng kiện vật phẩm để vào giỏ hàng, tranh thủ tại năm sau chuyển phát nhanh công ty khôi phục sau ngay lập tức, đem giỏ hàng thanh một lần. Nàng mua quá chuyên tâm, liền Tống Thư Hàng ý chí tới gần, đều không phát giác. Tống Thư Hàng tới gần đi sau hiện, Khinh Vũ tại mua hàng online lúc, ngẫu nhiên sẽ còn kéo ra một cái ký túc xá hảo hữu quần. Bên trong có Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức cùng Thổ Ba. Nhưng là không Tống Thư Hàng. Quần bên trong, Khinh Vũ thỉnh thoảng sẽ thay Cao Mỗ Mỗ ba người giải đáp một chút nghi hoặc, tập võ bên trên nghi hoặc. Ban đầu ở Tà Vọng sự kiện kết thúc về sau, Tống Thư Hàng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, hiện thế sự tình liền để Khinh Vũ thay chấm dứt. Khinh Vũ hẳn là hướng đám bạn cùng phòng công bố thân phận, nhưng nàng vẫn không có từ bỏ đem Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng dưỡng thành trạch tu mục tiêu. Vất vả, Khinh Vũ, Tống Thư Hàng nói khẽ. Chính chuyên tâm mua sắm cộng nuôi bạn cùng phòng Thụ Yêu Khinh Vũ bị giật nảy mình,
nhánh hoa run rẩy, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, ám phong suy vũ nhập hàn xong. Tống Thư Hàng. Nguyên lai là bá Tống lão gia. Khinh Vũ nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, nhẹ nhàng thở ra, khiêm tốn nói, đây hết thảy đều là tiểu yêu phải làm. Ta ba cái bạn cùng phòng, tương lai còn xin Khinh Vũ ngươi tiếp tục chiếu cố. Tống Thư Hàng dứt lời, lấy ra bốn tờ Long Văn thiếp đồ, đối thủ yêu Khinh Vũ vừa kề sát, đưa nàng chồng đến cửu Long Văn yêu đan cấp bậc. Lại thay thế Bạch Tiền Bối vì Khinh Vũ lưu lại chúc phúc ân ký. Cuối cùng, hắn đem thôi diễn đến hoàn mỹ cấp bậc tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phương pháp tu luyện giao cho Khinh Vũ, tương lai từ nàng dẫn đạo bạn cùng phòng đạp lên con đường tu luyện. Ba cái bạn cùng phòng đã sớm qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, thậm chí đã không phải là đồng tử chi thân, tại tu luyện một đường bên trên đã khó có thành tựu. Nhưng đây là đã từng. Bây giờ, Tống Thư Hàng đã chứng đạo bất hủ. Ba cái cùng hắn nói chuyện rất đến, tính cách tương đắc bạn cùng phòng. Đã có ta bạn cùng phòng là thiên đạo loại này nhân vật chính mô bản. Tuổi tác, đồng tử chi thân cũng sẽ không tiếp tục là trói buộc. Thiên đạo nếu như ngay cả chút vấn đề nhỏ này đều không cải biến được, vậy còn gọi thiên đạo. Tống Thư Hàng âm thầm cho ba vị bạn cùng phòng tu luyện thiên phú, đem bọn hắn thân thể nội tại điều chỉnh đến thích hợp nhất tu luyện tuổi tác, cũng lưu lại nho nhỏ chúc phúc. Lại thêm có thụ yêu Khinh Vũ âm thầm chỉ điểm, giai đoạn trước về mặt đan dược cũng sẽ không thiếu. Tu luyện đại môn, hắn đã làm hảo hữu đẩy ra. Thậm chí tu luyện con đường phía trước, hắn cũng đã trải tốt hơn phân nửa. Về phần tương lai, sự thành tựu của bọn hắn có thể cao bao nhiêu, liền xem chính bọn hắn cố gắng. Tống Thư Hàng dù sao không phải lão mụ tử, không cách nào từng giây từng phút chiếu cố tất cả mọi người. Nho ra, Kim Liên thế giới. Qua Tết Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, lại ngồi tiên thuyền về tới chỗ này nhân gian tiên cảnh. Tại Nho gia, hai vợ chồng hưởng thụ lấy tối cao quy cách đãi ngộ. Trước mắt, Nho gia đệ tử cho rằng bá Tống là thánh nhân chuyển thế, cái kia thánh nhân phụ mẫu, chính là toàn Nho gia phụ mẫu. Mà lại bá Tống đã chứng đạo thiên đạo, thân là bá Tống phụ mẫu, vô luận ở đâu, đều sẽ hưởng thụ được tối cao đãi ngộ. Lúc này ở Kim Liên thế giới một chỗ ven hồ. Tống mụ mụ ngồi dựa vào bên bờ dưới cây, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng một tay án lấy bụng của mình rõ ràng vừa mới mang thai không lâu, nhưng nàng nơi bụng đã cao cao nổi lên. Cái này biến hóa rõ ràng, là tại Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ một khắc này phát sinh. Làm Tống Thư Hàng chính thức chứng đạo bắt đầu từ thời khắc đó, cùng hắn quan hệ mật thiết nhất phụ mẫu, cùng mẫu thân trong bụng cái này muội muội liền chịu ảnh hưởng. Cái này tiểu sinh mệnh, còn không có lúc mới sinh ra, liền nhận chư thiên vạn giới chúc phúc. Đây là bá Tống chi muội. Còn chưa xuất sinh, chính là chư thiên vạn giới tôn quý nhất, được sủng ái nhất sinh mệnh. Một trong, xa xa Tống ba ba, chính dẫn theo nhau ra tặng tiên quả, cười tới gần, hắn mỗi một bước ra, đều dẫm lên phiêu giật bộ pháp là quân tử vạn lý hành. Thân là đương kim thiên đạo tự mình phụ mẫu, thể chất của bọn hắn tại Tống Thư Hàng chứng đạo một khắc kia trở đi, liền không lại bị giới hạn tuổi tác, huyết khí loại hình nhân tố ảnh hưởng. Hai vợ chồng đã bắt đầu tiếp xúc Nho gia thuần chính trúc cơ phương pháp tu luyện. Nho gia trúc cơ phương pháp tu luyện là chư thiên vạn giới thích hợp nhất pháp môn tu luyện một trong, đặc biệt là quân tử vạn lý hành thân pháp, mỗi một bước đều là tại tu luyện. Tại Tống ba ba sắp tiếp cận, Tống mụ mụ đột nhiên có chút mở to mắt. Tỉnh, Tống ba ba cười nói. Tống mụ mụ nhẹ nhàng sờ lên chính mình bụng, vừa rồi, giống như nhìn thấy Thư Hàng xuất hiện ở bên cạnh ta. Nhẹ nhàng đang nghe muội muội của hắn nhịp tim. Nói không chừng Thư Hàng thật tới qua. Tống ba ba cười nói, đè Nho ra mấy vị kia thuyết pháp, Thư Hàng hiện tại đã chứng đạo bất hủ, chư thiên vạn giới đều tại dưới ánh mắt của hắn, hắn có thể ở khắp mọi nơi. Mặc dù đối thiên đạo, bất hủ loại hình cảnh giới phân chia, hắn còn không phải rất rõ ràng, nhưng Tống ba ba lúc này vậy mà đã tiếp nhận nhà mình đại nhi tử trở thành thần sự thật. Rõ ràng mấy tháng trước, nhìn xem nhi tử mang theo từng vị xinh đẹp tiên tử về nhà, nghe được nhi tử mang thai, nghe được hắn tu tiên sự tình, hai vợ chồng còn rất khiếp sợ. Hiện tại, hắn cũng đã có thể bình tĩnh tiếp nhận nhi tử thành thần sự tình. Tổ truyền tâm tạng lớn không thể bỏ qua công lao. Nho ra mấy vị gia trưởng đều nói qua, bụng của ngươi bên trong hài tử, quý bất khả ngôn. Tống ba ba ngồi vào nàng dâu bên người, đưa lên tiên quả. Đáng tiếc. Thư Hàng chính hắn không có cho chúng ta lưu lại hài tử.
nghe nói bát phẩm huyền thánh về sau, liền cơ hồ tuyệt dục. Thư Hàng hiện tại cũng thành cao cấp hơn thiên đạo, cháu trai liền càng không hí. Tống Mụ Mụ tiếc nuối nói. Không có việc gì, chúng ta còn trẻ. Sinh xong nữ nhi về sau, chúng ta lại cho Thư Hàng sinh cái đệ đệ. Tống Ba Ba kiêu ngạo nói, vô luận là gia gia vẫn là ngoại công, ta đều muốn. Mà lại, sự tình nói không chừng có chuyển cơ đâu. Thư Hàng tại không có tu luyện tới bát phẩm trước, không phải mang về nhà qua mấy vị tiên tử sao? Nhiều như vậy vị tiên tử, nói không chừng chúng ta còn có sớm làm gia gia nãi nãi cơ hội. Tống Ba Ba lại bổ sung. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng một sợi ý thức lộ ra lúng túng tiếu dung. Cảm giác không cách nào cắm vào vung cẩu lương ba ba mụ mụ trung gian, ẩn ẩn có loại bị bài xích cảm giác. Xa xa nhìn một lát phụ mẫu về sau, Tống Thư Hàng cái này sợi ý chí lặng lẽ rời đi, tiến về Nho Gia Kim Liên thế giới chỗ sâu. Ở nơi đó, đang tiến hành một cái trọng yếu vô cùng nghi thức. 8. Năm nhậm thiên đạo đạo tử tiền bối phục sinh nghi thức. Đạo tử tiền bối lần này phục sinh, là lấy dứt bỏ tự thân cùng thiên đạo tương quan tất cả làm đại giá, lấy trường sinh giả. Đạo tử thân phận phục sinh, mà không phải giống lịch đại thiên đạo như thế rời trước thoát thân. Tống Thư Hàng ý chí giáng lâm, là vì cam đoan đạo tử tiền bối phục sinh quá trình bình an và thuận lợi. Có hắn tại bên cạnh nâng đỡ, không cần quá lâu, một cái nhảy nhót tưng bừng đạo tử liền có thể trở về. Trừ cái đó ra, tại chư thiên vạn giới mấy chỗ địa phương, đều có Tống Thư Hàng từng sợi ý chí thổi qua. Hiện thế địa cầu Hoa Hạ, Văn Châu thành phố nơi nào đó trong bệnh viện, Triệu Nhã Nhã đã thành một vị hợp cách bác sĩ. Tống Thư Hàng xa xa nhìn qua vị này đã từng rất quan tâm hắn biểu tỷ, đưa tay xa chúc chúc phúc, cải biến tư chất của nàng, cũng để cho mình tam thi. Bá thiện âm thầm dẫn đạo nàng tương lai đạp lên con đường tu luyện. Trừ Triệu Nhã Nhã bên ngoài, còn có mấy vị cùng Tống Thư Hàng quan hệ hơi tốt thân nhân, hảo hữu, Tống Thư Hàng ý chí từng cái lướt qua, cho bọn hắn tương lai một cái cơ hội. Còn có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Coi như không thể, tại thiên đạo chúc phúc bên dưới, bọn hắn cũng có thể an ổn vượt qua cả đời. Sau đó, là thú tu giới một chỗ bộ lạc nhỏ, Tống Thư Hàng ý chí xa xa ngắm nhìn vị kia thiện lương thú tu giới tiểu cô nương. Tâm niệm vừa động về sau, vẫn là vì nàng lưu lại một chút khả năng, nhìn xem có thể hay không chỉ dẫn lấy nàng trở thành chính mình sau cùng đệ tử. Hiện thế, một chỗ oán khí mọc thành bụi chỗ, đầu chọc Dương Hòa Thượng hai tay vỗ tay, miệng dục kinh văn, siêu độ oán niệm. Tại hắn bởi vì lòng nhân từ siêu độ oán khí thời điểm, hư không bên trong có một tay nắm nhẹ nhàng ở trên người hắn đập một cái, vì hắn chúc phúc. Cũng để lại cho hắn một viên chân quý đan dược kia là một viên có thể chữa trị sư phụ hắn thương thế, giải quyết bệnh căn bảo dược. Giang Nam thành một chỗ trong cao ốc, hai vị Giang Nam đại học lão sư gặp nhau tại cùng một chỗ, hẹn nhau ăn cơm. Là nhân thủy giáo sư cùng một vị nhìn như cứng nhắc Smith giáo sư, hai vị giáo sư chẳng biết lúc nào, thành hảo hữu. Tống Thư Hàng ý chí từ bên cạnh hai người trải qua, chỉ một ngón tay ban thưởng nhỏ tiểu chúc phúc. Khiến hai vị giáo sư quãng đời còn lại vô tai vô bệnh, thọ nguyên thoáng kéo dài. Tống Thư Hàng ý chí, hành tẩu chư thiên, trải qua cái này đến cái khác nhân vật. Hoặc chúc phúc, hoặc ban thưởng kỳ ngộ, hoặc ở trước mặt gặp nhau. Cũng có xa xa nhìn lên một chút liền rời đi tỉ như, Hà Chỉ Ma Đế. Một lúc lâu sau, chư thiên vạn giới bên trong, bá tông ý chí lần lượt trở về. Nhân gian trần duyên, Tống Thư Hàng mở to mắt. Ánh mắt nhu hòa. Kết thúc, Bạch Tiền Bối nhẹ giọng hỏi. Bạch Tiền Bối ngươi cũng biết rồi. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ, tựa như là đoàn người đều tại chăm chỉ làm việc lúc, chính mình thất thần bị người bắt đến đồng dạng. Ta cũng là thiên đạo nha. Bạch Tiền Bối nói thiên đạo ánh mắt, trải rộng chư thiên vạn giới đâu. Sau cùng đầu để tiến triển như thế nào? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, hỏi. Thôi diễn không sai biệt lắm, tiếp xuống cần nho nhỏ thực nghiệm mấy lần. Lại đè thực nghiệm số liệu, tiến hành cuối cùng sửa đổi. Bạch Tiền Bối trả lời. Có hắn, đạo tử nhanh tiêu tán cuối cùng một hạt ý thức, Long Lạc nữ sĩ tam đại bất hủ cấp dẫn đầu. Lại có Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tống U U, Cầu Đản Cha, Tam Nhãn Thiếu Niên Tiền Bối, Tống Béo Cầu mấy cái cửu U chúa tể làm phụ. Còn có luân hồi nhận tiên tử loại này có thể ngẫu nhiên cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử câu thông đạo khí tương trợ. Lại có thiên đế tử, sở các chủ. Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Cốt Tiên Cơ,
Bắc Phương Đại Đế các loại mấy vị đỉnh tiêm trường sinh giả hỗ trợ. Cuối cùng còn có một cái Thiên Đạo Tống Thư Hàng đánh xì dầu. Cái này ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ đội hình, có thể nói là chưa từng có to lớn, sử thượng tuyệt không tiền lệ. Tại cái này xa hoa đến cực hạn nghiên cứu đội hình hợp lực đánh hạ bên dưới, chư thiên vạn giới cơ hồ liền không có nan đề loại vật này. Nguyên bản Bạch Tiền Bối cho Tống Thư Hàng một tháng nghiên cứu đầu đề, hiện tại một ngày, liền có to lớn tiến triển đột phá. Tiến triển nhanh như vậy, đánh xì dầu bá Tống Thiên Đạo có chút xấu hổ. Cho nên, hắn quyết định nói, cái kia sau cùng quá trình thí nghiệm, liền từ để ta làm cái này vật thí nghiệm đi, ta đến phối hợp đệ tứ Thiên Đạo thể xác, tiến hành bất hủ người thay thế mưu đồ. Tống Thư Hàng xung phong nhận việc mặc dù hắn không cách nào trở thành nhà nghiên cứu, chỉ ít để hắn trở thành bị nghiên cứu giả hoặc là vật thí nghiệm, vì sau cùng đầu để nghiên cứu làm cống hiến. Dạng này, tương lai hắn cũng có thể kiêu ngạo xưng chính mình là hoàn thiện cái này to lớn phương án một thành viên. Chờ cái phương án này thực nghiệm sau khi hoàn thành. Bước tiếp theo, chính là thời điểm, từ Thiên Đạo chi vị bên trên, tốt nghiệp. Bá Tống thời gian luôn luôn như vậy cấp bách. Mà lại, hắn luôn luôn nóng lòng đánh vỡ đủ loại chư thiên vạn giới ghi chép, sáng tạo ghi chép. Hắn hôm nay, trên thân tương đối đặc thù ghi chép có, sử thượng hiển thánh số lần nhiều nhất huyền thánh, sử thượng nhanh nhất chứng đạo trường sinh giả, sử thượng đổi trường sinh chi đạo số lượng nhiều nhất tồn tại, sử thượng đệ nhất cái tại chứng đạo bất hủ trước liền có được cửu u chúa tể đại lão, sử thượng đệ nhất lần hai cái thiên đạo đồng thời chứng đạo thiên đạo. Vân vân. Cái này chút ghi chép, đại bộ phận đều là xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người đến kiểu dáng. Mà bây giờ, bá Tống cùng Bạch Tiền Bối chỉ sợ còn muốn khiêu chiến một chút tám. Năm nhậm thiên đạo đạo tử lập nên sử thượng tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo ghi chép. Như thế có ý nghĩa ghi chép, đáng giá hai người đi nghiêm túc đối mặt. Thực nghiệm lúc nào có thể bắt đầu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Long Lạc nữ sĩ hồi phục, quân như nguyện ý, hiện tại liền có thể. Cái kia muốn chuẩn bị chút gì không? Tống Thư Hàng hỏi, hắn lại nhìn phía đặt ở thiên đạo thứ nguyên bên trong. Cái kia sử thượng xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật đệ tứ thiên đạo tẩy trắng sau thấu tinh cát sỏi. Có mấy điểm, hoàn toàn chính xác cần thiết phải chú ý một chút. Cậu đàn cha nhắc nhở, tỉ như cùng ngươi một mực khóa lại hạch tâm tiểu thế giới, tại thực nghiệm kỳ ở giữa, ngươi muốn một mực đưa nó dừng, không nên mở ra. Miễn cho sinh ra số liệu quấy nhiễu. Tống Thư Hàng gật đầu hồi phục, thu được ta sẽ thông báo cho A Thập Lục, Diệp Thư Sư tỷ cùng Thiên Tử, để các nàng chú ý. Còn có, người tại chứng đạo trước, lấy được bá giới giới chủ quyền hạt, vì để phòng vạn nhất, người có thể chọn trước chọn một vị người thừa kế, tại thực nghiệm kỳ ở giữa, có thể tạm thời đem bá giới quyền hạn giao lại cho nàng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng nhắc nhở. Tống Thư Hàng bá giới tương đối đặc thù, không phải hoang dại chư thiên vạn giới một trong, mà là chính Tống Thư Hàng chỉnh tới nhân tạo thế giới mới. Cho nên, cho dù là chứng đạo bất hủ về sau, bá giới quyền hạn vẫn như cũ cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Vì để tránh cho có thể sinh ra quấy nhiễu, tốt nhất là tại thực nghiệm trước, cho bá giới chọn lựa cái người thừa kế. Ta hiểu được, chờ một lát, Tống Thư Hàng trả lời. Một lát sau, Tống Thư Hàng một sợi thiên đạo ý chí tiến vào hạch tâm thế giới bên trong, nhẹ nhàng đem nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu cùng Tiểu Âm Trúc mang ra ngoài, đưa các nàng đưa vào đến bá giới thế giới. Làm Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí giáng lâm đến bá giới bên trong lúc, toàn bộ bá giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng bắt đầu hoan hô lên, phảng phất là đang nghênh tiếp lấy Tống Thư Hàng ý chí quang lâm. Chính trên bá giới khai hoang nguyên, Vô Cực Ma Tông thành viên, trong lòng hơi động, dừng lại trong tay động tác, cung nghênh bá Tống lão bản đến. Vô Cực Ma Tông đệ tử, lúc này nội tâm cũng rất phức tạp. Nhà ta lão bản là thiên đạo, nhưng chúng ta tại miễn phí thay hắn làm công. Nguyên bản chỉ có 10 năm kỳ hạn, nhưng chúng ta muốn hay không cân nhắc một mực làm công xuống dưới. Chẳng ai ngờ rằng, bá Tống đại lão nhanh như vậy liền thành thiên đạo A. Cho thiên đạo làm công loại sự tình này, ngẫm lại liền có mặt mũi. Mà lại, trong lúc vô hình bọn hắn cũng thành thiên đạo cháo thành viên một phần tử. Có lẽ tại bá giới bên trong thành lập một cái bá Tông cũng rất thơm A. Tống Thư Hàng ý chí giáng lâm về sau. Tại bá giới bên trong thổi ngụm khí lập tức, bá giới bên trên linh khí mãnh liệt mà lên, hóa thành tu luyện thánh địa, nhân gian tiên cảnh. Mấy vị làm công tâm tính tương đối nghiêm túc thành viên, cũng đã nhận được một chút ban thưởng,
tiến vào bá tống ban thưởng đốn ngộ trạng thái, bình cảnh đạt được đột phá. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thư Hàng ý chí lại nhẹ nhàng đem chính mình hai cái nữ nhi buông xuống. A Tống Tiểu Âm Trúc rụi rụi con mắt, ngồi vào Tống Thư Hàng trong ngực. Nửa người dưới vẫn là máy móc trứng Lăng Tiêu ghé vào Tống Thư Hàng trên đầu. Trẻ tuổi bá tống, tại thời khắc này hưởng thụ niềm vui gia đình hạnh phúc. Hai người các ngươi, ai muốn kế thừa ta cái này bá giới, trở thành đời thứ hai bá giới chi chủ? Tống Thư Hàng dò hỏi. Qua chút thời gian chờ mình các đệ tử đều từ thí luyện bên trong trở về sau, hắn chuẩn bị tại bá giới bên trên mở thuộc về mình tông môn, đem chính mình một mạch truyền thừa cắm rễ xuống tới. Kể từ đó, bá giới quyền hạn, lưu tại nữ nhi của mình hoặc là đệ tử trong tay, sẽ tương đối ổn thỏa. Tiểu Lăng Tiêu lắc đầu, nàng là nguyên, thiên đạo chuẩn bị ở sau, tương lai tấn cấp tốc độ sẽ rất nhanh, bá giới quyền hạn đối nàng mà nói cũng không cái tác dụng gì. Tiểu Âm Trúc nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi, A Tống cần chúng ta đến kế thừa bá giới sao? Đúng vậy, không sai, Tống Thư Hàng cương triều nói. Không cho A Tống muội muội hoặc là hài tử giữ lại sao? Tiểu Âm Trúc nháy nháy mắt. Các nàng còn không có thành hình đâu, Tống Thư Hàng nói, mà lại, ta sẽ có những an bài khác. Đã như vậy, vậy ta liền thay A Tống ngươi tạm thay bá giới chi chủ vị trí. Tiểu Âm Trúc đứng dậy. Chắp tay tại sau lưng, một mặt tiểu đại nhân bộ dáng nói. Tiểu Lăng Tiêu dùng sức vỗ hai tay, phát ra kim thiết tương giao thanh âm, vì tỷ tỷ vỗ tay. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tế ra chính mình bá giới chủ chi ấn. Giới chủ khác ở Tống Thư Hàng ý chí khống chế bên dưới, một phân thành hai, hóa thành hai cái tiểu ấn. Trong đó một cái tiểu ấn, dung nhập vào Tiểu Âm Trúc thể nội. Tiểu Âm Trúc tiếp nhận giới chủ ấn về sau, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào minh tưởng trạng thái. Có giới chủ thân phận người thừa kế gia trì, có một giới lực lượng ở phía sau cung cấp trợ lực, lại thêm thiên đạo dưỡng nữ thân phận, Lý Âm Trúc tương lai, đã là một đầu thông suốt không trở ngại 10 làn xe đại lộ. Tống Thư Hàng tại bá giới hạch tâm chỗ, vạch ra một cái cấm khu, sau đó mang theo Lý Âm Trúc tiến vào bên trong, cũng từ tam thi. Bá ác phụ trách thủ hộ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thư Hàng ý chí thể lại nhìn phía bá giới nơi nào đó. Nơi đó, là một mảnh ngục giam vị trí. Là dựa theo hạch tâm thế giới tỏa tiên ngục thành lập mà thành hạch tâm thế giới ở sau đó kế hoạch bên trong, sẽ không lại an trí ngoại nhân, cho nên nhốt tại tỏa tiên ngục bên trong mấy tôn cá thể, bị Tống Thư Hàng chuyển di ra. Trong đó, liền có bá tống cả đời chi địch danh hiệu Công Tử Hải. Chỉ là tại bá tống chứng đạo trong nháy mắt đó. Công Tử Hải đã bỏ đi suy nghĩ. Xác định người thừa kế về sau, Tống Thư Hàng mang theo nhỏ Lăng Tiêu trở về thiên đạo thứ nguyên. Các vị tiền bối, hạch tâm thế giới đã phong tỏa, bá giới quyền kế thừa đã xác định, xin hỏi còn có sự tình khác cần chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng đặt câu hỏi. Chờ một lát, ta đem tà liên thế giới cùng ngươi hạch tâm thế giới thông đạo, cũng quan bế một chút. Đại Bạch tiền bối nói. Vạn sự sẵn sàng. Trận pháp bố trí thỏa đáng, bước tiếp theo, Thư Hàng ngươi đứng ở khác một cái trận pháp bên trong đi. Ta đem đệ tứ thiên đạo thể xác an trí tại đối diện trong trận pháp. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Trận pháp lúc nào bố trí? Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch tiền bối cười nói, tại ngươi vừa rời đi, đi cho Tiểu Âm Trúc chuyển giao bá giới quyền hạn thời điểm. Nhanh như vậy, vật thí nghiệm thiên đạo bá tống cảm giác chính mình thật chỉ cần nằm là được. Quả nhiên. Cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ chứng đạo là chuyện chính xác nhất. Cơ hồ không có cái gì nan đề cần hắn động thủ, chỉ cần nằm liền tốt. Bước tiếp theo chuẩn bị, Luân Hồi Nhận Tiên Tử nói, ta phụ trách ghi chép thực nghiệm trạng thái và số liệu, một hồi đè thực nghiệm số liệu tiến hành phương án điều chỉnh nhỏ. Thư Hàng, người cùng Tiểu Thập Lục bắt đầu phối hợp, tiến hành cộng minh, tiến vào đạo khí hình thức. Nhiệm vụ này là chính nàng ra sức tranh thủ xuống tới nàng muốn tận mắt nhìn xem đệ tứ thiên đạo thể xác bị lần lượt thực nghiệm, hóa thành mạc đắc cảm ngộ công cụ thiên đạo. Đồng thời, cũng là nàng vì chính mình Tô Thị Tiểu Tiên Tử tranh thủ phúc lợi. Tô Thị A Thập Lục chỉ cần hóa thành đạo khí tiến vào đứng ngoài quan sát hình thức, tận mắt chứng kiến thiên đạo thực nghiệm, lấy được chỗ tốt là không cách nào hình dung. Thu được, Tống Thư Hàng hồi phục. Hắn vui tươi hớn hở đi câu thông Tô Thị A Thập Lục. Một sợi ý chí trước phối hợp A Thập Lục tiến hành thần binh hóa, tiến thêm một bước cộng minh, tiến vào luân hồi nhận hình thức,
cũng đem Tô Thị A Thập Lục đưa vào đến thiên đạo thứ nguyên bên trong. Thiên đạo có thể nháy mắt xuất hiện tại chư thiên vạn giới bất kỳ vị trí nào, chức năng này quả thực tán đến không được. Có quyền hạn, thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Thư Hàng thực nghiệm lúc muốn nhớ lấy, ngươi lần này chỉ là thực nghiệm, không phải thật sự chuyển di thiên đạo quyền hạn, cho nên thực nghiệm đến một bước cuối cùng lúc, ngươi không cần thật đem thiên đạo quyền hạn ném cho đệ tứ thiên đạo thể xác. Cậu đàn cha lại lên tiếng nhắc nhở. Hiểu được, cậu đàn cha ngươi yên tâm. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng bộ siêu thoát mới là hắn cùng Bạch Tiền Bối mục tiêu, nếu như không được, cái kia cái thứ nhất siêu thoát danh ngạch, hắn chuẩn bị vì Bạch Tiền Bối giữ lại đâu. Toàn thể chuẩn bị, luân hồi nhận tiên tử tiến hành trực tiếp, cũng đem số liệu báo đến quần bên trong. Long Lạc nữ sĩ nói. Vân Tước Tử tiên tử đi vào sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Ta tại, Vân Tước Tử trả lời. Là tóc đen Vân Tước Tử trạng thái không? Bạch Tiền Bối lại hỏi. Đúng vậy, Đại Bạch Chúa Tể yên tâm, ta bên này sẽ không xảy ra vấn đề, ta sẽ kỹ càng quan trắc phương án tiến triển. Vân Tước Tử trả lời. Bạch Tiền Bối. Quay đầu ta liền giết một lần Tống U U, Đại Bạch cái danh xưng này làm hắn rất phiền não. Lần thứ nhất thực nghiệm chính thức bắt đầu, Thiên Đế Tử gõ lên chỉ lệnh. Bất hủ giả thay thế phương án thực nghiệm, kích hoạt. Vật thí nghiệm thiên đạo bá tống, đệ tứ thiên đạo bất hủ thể xác vào trận. Bất hủ phì kình kim đan bị Tống Thư Hàng trước một bước thổ ra. Tống Thư Hàng bất hủ phì kình kim đan, có được giống yêu tu thổ nội đan đồng dạng công năng, thời điểm then chốt có thể ly thể mà ra. Vân Tước Tử bất hủ người thay thế phương án là lấy bất hủ chi cốt làm cơ sở, vây quanh bất hủ chi cốt triển khai. Cho nên, Tống Thư Hàng bên này cũng là trước lấy bất hủ phì kình kim đan làm trung tâm, mở ra phương án. Bạch Thiên Đạo phụ trách chủ trì đại cục. Thiên đạo quy tắc, vạn quả chi nhân số liệu, đem Tống Thư Hàng cùng đệ tứ thiên đạo bất hủ thể xác bao khỏa. Mấy tức sau, đệ tứ thiên đạo thể xác hóa thành một viên vĩnh hằng đại nhật, tản ra ánh sáng màu trắng. Mà đối diện, Tống Thư Hàng vị trí thì ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Giai đoạn thứ nhất thực nghiệm tiến triển thuận lợi, bá tống lỗ đen tần suất số liệu cùng đệ tứ thiên đạo thể xác đại nhật quang huy số liệu, bảo trì ổn định. Luân hồi nhận tiên tử phụ trách ghi chép số liệu, vừa trực tiếp hình tượng thông qua Tô Thị A Thập Lục thân thể, truyền vào đến ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ quần bên trong. Mọi người nhìn, giai đoạn thứ nhất có cần sửa chữa địa phương không? Cậu đàn cha nói, chi tiết phương diện không vấn đề, có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai. Vân Tước Tử tiên tử nói, đồng ý. Vân Tước Tử tiên tử cách nhìn, Long Lạc nữ sĩ tại lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, cũng biểu đạt ý kiến của mình. A Bạch Thiên Đạo, trận pháp ổn định trình độ thế nào? Cậu đàn cha lại hỏi. Bạch Tiền Bối xác nhận nói, rất tốt, mà lại, ta cảm giác cũng rất thuận lợi. Cái kia tiến vào giai đoạn thứ hai. Thử nghiệm đem thiên đạo quyền hạn chuyển di bộ phận đến đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên. Bạch Tiền Bối xác định nói. Thực nghiệm bên trong Tống Thư Hàng, phối hợp với các vị tiền bối nhắc nhở, bắt đầu chuyển di một chút thiên đạo quyền hạn tỷ như hắn quen thuộc hiển thánh quyền hạn cùng thiên kiếp quyền hạn phương diện vận chuyển. Chuyển di quyền hạn quá trình, thuận lợi đến kỳ lạ chủ yếu là bởi vì lúc trước, đệ tứ thiên đạo hiến tế tự thân một khắc cuối cùng, nó còn bảo trì tại thiêu đốt chính mình, quay về thiên đạo chi vị trạng thái. Tương đương nó tại ý thức triệt để tiêu tán trước đó, còn duy trì cùng thiên đạo quyền hạn tiếp lời. Giai đoạn thứ hai không khác thường, luân hồi nhận tiên tử đem các hạng số liệu truyền đạt. Toàn bộ quá trình thí nghiệm, làm nàng tâm tình vui vẻ. Giai đoạn thứ ba, chính là trên lý luận đem đệ tứ đen nhánh thiên đạo chuyển rời đến trong lỗ đen, thông qua loại này nghi thức, để nó cùng bá tống vị trí tiến hành trao đổi. Đạt thành bất hủ thay thế hiệu quả. Quá trình này, mô phỏng một lần là được, đừng tới thật. Thư Hàng chính người chú ý một chút, Bạch Tiền Bối nhắc nhở lần nữa. Mặt khác, Thư Hàng trước người sách đến, có thể thử một chút điều động cái kia gọi ngư nạm kiếm sĩ công pháp, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Người tại giai đoạn thứ ba khâu lúc, thử một lần hiệu quả. Nhìn xem có thể hay không để thiên đạo thay thế phương án biến càng thêm hoàn thiện. Tam nhãn thiếu niên Tiền Bối nhắc nhở. O cái ca. Ta điều động bên dưới túy minh tinh cư sĩ công pháp. Tống Thư Hàng hồi phục. Giai đoạn thứ ba mô phỏng bắt đầu. Tại mô phỏng thực nghiệm khởi động thời điểm, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất muốn từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân đồng dạng. Không phải tốt nghiệp,
mà là có điểm giống lịch đại thiên đạo như thế bỏ học. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Giai đoạn thứ ba cần thêm chút điều chỉnh. Bạch tiền bối một mực chú ý trận pháp biến hóa, nhắc nhở, chúng ta cần thực nghiệm cuối cùng hiệu quả, là duy trì lấy hai cái thiên đạo tại nhiệm hình thức. Không thể để cho Thư Hàng chân chính thoát thân, mà là muốn tiếp tục duy trì thiên đạo trạng thái. Long Lạc nữ sĩ thôi diễn một lần, giải đáp nói, như thế, liền cần một cái tiền đề đó chính là, tại cái này thực nghiệm bắt đầu trước, à Bạch thiên đạo ngươi muốn trước một bước tốt nghiệp. Đem hai cái thiên đạo trói buộc đều treo ở Thư Hàng trên thân. Kể từ đó, đến lúc đó Thư Hàng có thể chuyển di một phần trói buộc đến đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên. Cuối cùng, lại dựa theo A Bạch thiên đạo tốt nghiệp con đường, lại tốt nghiệp một lần. Kể từ đó, trên lý luận liền không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần lại điều chỉnh dưới thứ ba giai đoạn là đủ. Bạch tiền bối gật đầu nói. Như vậy, lần thứ nhất thực nghiệm trước kết thúc, thiên đế tử nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh trận pháp cùng Thư Hàng trạng thái. Tống Thư Hàng cùng đệ tứ thiên đạo thể xác, từ thực nghiệm trạng thái bên trong dần dần thoát ly. Mấy tức sau, còn tại dần dần thoát ly thực nghiệm trạng thái Tống Thư Hàng, duy trì thực nghiệm trận pháp Bạch tiền bối, đồng thời quay đầu. Hai tôn thiên đạo ánh mắt, xuyên thấu qua thiên đạo thứ nguyên, đầu nhập chư thiên vạn giới chỗ sâu. Tại chư thiên vạn giới chỗ sâu vị trí, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hiện. Một màn này, khiến Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng, không khỏi nhớ tới Vân Tước Tử miêu tả Hắc Long thế giới hủy diệt lúc, cuối cùng hư hư thực thực xuất hiện qua thần bí thân ảnh. Đệ nhất thiên đạo. Chúng ta vừa rồi thực nghiệm, kích hoạt lên đệ cửu thiên đạo bỏ học điều kiện tiên quyết. Tống Thư Hàng sững sờ. Hẳn không có, ngươi vẫn còn tại nhiệm trạng thái. Bạch tiền bối hồi phục. Đang khi nói chuyện, cái kia mơ hồ hiển hiện thân ảnh, tựa hồ lại bắt đầu dần dần thối lui. Không thể để cho hắn rút đi. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối trong lòng, đồng thời phun lên một cái ý niệm như vậy. Tới, còn muốn đi. Dạng này chẳng phải là để người coi là, ta bá Tống cùng A Bạch, không đủ nhiệt tình đãi khách. Không thể để cho cái này thân ảnh rút đi. Loại trực giác này, không chỉ có là thiên đạo trực giác, càng là bắt nguồn từ Bạch tiền bối thân thể phản ứng đầu tiên. Loại phản ứng này lại thông qua Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa trực tiếp liên hệ, phản hồi đến Tống Thư Hàng đại não. Nếu để cho cái này mơ hồ lóe lên thân ảnh rút đi, có thể sẽ ảnh hưởng đến mình và Bạch tiền bối hai người thiên đạo tốt nghiệp kế hoạch. Đây là thiên đạo trực giác cùng Bạch tiền bối may mắn bản năng song trọng cảnh cáo. Sở dĩ, mặc kệ gia hỏa này là ai, có phải hay không là đệ nhất thiên đạo, Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối không chút do dự, đồng thời xuất thủ. Bạch tiền bối suy nghĩ khẽ động, đạo thân ảnh kia quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo chư thiên vạn giới đều tại thiên đạo dưới ánh mắt, cự ly đối với thiên đạo mà nói, căn bản không phải hạn chế. Một cái ý niệm trong đầu, chư thiên vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ thành thiên đạo đả kích đối tượng. Trong chớp mắt, tại bạch tiền bối thủ đoạn bên trong, phía kia thế giới hư không bị lặng yên thay thế, hóa thành đầy trời cát vàng tạo thành sa mạc thế giới. Bên cạnh Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, từng cây từ thiên đạo quyền hạn không ngừng cường hóa qua thiên đạo trụ ầm vang đập xuống, đính tại đạo này thân ảnh bốn phía, đem đối phương phong tỏa ở bên trong. Lịch đại thiên đạo đạo cùng ý chí biến thành thiên đạo trụ cộng Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối thủ đoạn, có thể nói là tập hợp đủ 29 giới tất cả thiên đạo uy năng. Xảy ra chuyện gì? Luân hồi nhận tiên tử mượn nhờ Tô Thị A Thập Lục, chính đem Tống Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo mọi cử động tiếp sóng về ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ quần bên trong. Thế là Tống Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo đột nhiên xuất thủ một màn này, cũng bị tất cả quần thành viên nhìn thấy. Luân hồi nhận tiên tử tiếp sóng góc độ chuyển di, xuyên thấu qua Tống Thư Hàng xuất thủ quỹ tích, hướng về chư thiên vạn giới chỗ sâu quét tới. Sau một khắc, một cái bị sa mạc thế giới, thiên đạo trụ mơ hồ tỏa định thân ảnh, xuất hiện tại trong màn ảnh. Vân Tước Tử tiên tử nhìn thấy cái này màn ảnh lúc, tinh thần chấn động, tại quần bên trong phát bên trên một chuỗi dấu chấm than. Trước kia nàng còn tại cùng A Bạch thiên đạo, Thư Hàng nhắc qua khả năng xuất hiện thân ảnh tồn tại, hôm nay Tống Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo liền thật sự gặp được đạo thân ảnh này. Đây là ai? Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt thiên đạo ý thức nghi ngờ nói. Thân là đã từng thiên đạo, đạo tử từ đạo thân ảnh này bên trên cảm thấy quen thuộc phối phương hương vị. Là bất hủ hương vị. Kỳ quái, chỉ muốn thị giác thoáng từ trên người hắn chuyển di.
đại não liền sẽ trước tiên quên sự tồn tại của đối phương. Thậm chí, dù cho ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cũng hầu như sẽ không cầm ý bỏ qua đối phương. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhíu mày nói, hắn thậm chí đã mở ra thứ ba thần nhãn. Nhưng đối phương trên người loại kia quỷ dị trong suốt cảm giác vẫn như cũ ảnh hưởng hắn. Nếu như không phải Tống Thư Hàng dùng 9 cái thiên đạo trụ khóa chặt đối phương, đem đối phương nhốt chặt, nói không chừng bọn hắn căn bản là không có cách dùng ánh mắt khóa chặt đối phương, con mắt rất có thể sẽ vô ý thức bỏ qua cái này tồn tại. Vân Tước Tử tiên tử biết nội tình sao? Đại Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Ta không rõ ràng cái này thân ảnh cùng đã từng chúng ta Hắc Long thế giới xuất hiện thân ảnh, có thể hay không giống nhau. Ta chỉ là có một cái suy đoán, cái thân ảnh này, rất có thể sẽ cùng đệ nhất thần cũng chính là đệ nhất thiên đạo có quan hệ. Tóc đen bản Vân Tước Tử trả lời, bất quá, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không làm đúng. Coi như không phải đệ nhất thiên đạo, nhưng 89/10 cũng có thể là cùng đệ nhất thiên đạo có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói, loại này phảng phất căn bản không tồn tại cảm giác, rõ ràng cùng đệ nhất thiên đạo loại kia đem tự thân tồn tại, hoàn toàn xóa đi có quan hệ. Hắc hắc, cũng có thể là cùng đệ nhị thiên đạo có quan hệ. Cậu đàn cha vui a nói, luyến mắt đam mê, ngươi đừng quên. Của ngươi thiên đạo cách chức trước cũng đã làm cùng đệ nhất thiên đạo có liên quan sự tình. Hắn cũng đem tự thân tồn tại xóa đi hơn phân nửa, chỉ để lại một chút ấn ký. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nghiêm túc suy tư một lát sau, trả lời, hoàn toàn chính xác. Cũng có thể là cùng ta đối ứng thiên đạo có quan hệ. Hắn không có phản bác cậu đàn cha, bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân thiên đạo không đáng tin cậy chỗ. Mặc kệ là đệ nhất vẫn là đệ nhị thiên đạo, ta càng để ý chính là, hắn vì cái gì xuất hiện, mục đích là cái gì. Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt thiên đạo ý thức lên tiếng hỏi. Có lẽ, là vì cho cái thế giới này mang đến trung yên. Vừa rồi chúng ta thí nghiệm, rất có thể đã xúc động để cửu thiên đạo rời trước điều kiện. Vân Tước Tử trả lời, đây là ta đã từng thế giới kinh lịch. Đại Bạch tiền bối, để cửu thiên đạo là một cái bước ngoặt, cùng việc này có quan hệ sao? Mấy nhiệm thiên đạo hoặc là thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể. Trong lúc mơ hồ đều thôi diễn ra đệ cửu thiên đạo là bước ngoặt tin tức. Nhưng cụ thể bên trên cái này bước ngoặt là thế nào cái chuyển hướng pháp, vẫn chưa biết được. Có thể khẳng định là, tại đệ cửu thiên đạo trong lúc đó, nhất định sẽ phát sinh một số cùng lịch đại thiên đạo khác biệt biến hóa to lớn. Hoặc là phúc, hoặc là tai nạn. Nếu thật như thế, đệ tứ thiên đạo hắn cả đời này, đến cùng đang chơi đùa thứ gì nha, chơi đùa lung tung. Luân hồi nhận tiên tử vui a nói. Nếu như đệ tứ đen kịt thiên đạo không hề làm gì, dần dần chờ cơ hội, cầu thả đến đệ cửu thiên đạo rời trước lại ra tay, chính là cái thuận phong cục a. Nhưng chính là như thế một cái cơ hồ tất thắng thuận phong cục, ngạnh sinh sinh bị chính nó giày vò thành tử vong cục. Cầu thả lấy không tốt sao? Tại sao phải tác đâu? Nếu thật là đệ nhất thiên đạo bị xúc động, muốn trung yên thế giới này. Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo, có thể lưu lại hắn sao? Long Lạc nữ sĩ chậm rãi nói. Hai cái tại nhiệm thiên đạo, hai đánh một tình huống, hẳn là có nắm chắc. Đệ tứ thiên đạo chẳng phải như thế bị tẩy trắng nha. Tam nhãn thiếu niên tiền bối suy tư nói, mà lại, còn có luân hồi nhận tiên tử bản thể, đệ ngũ thiên đạo tiên tử, cũng có thể làm viện thủ. Chính đang khi nói chuyện, trong màn ảnh hình ảnh phát sinh biến hóa. Tôn này bị vây thân ảnh đột nhiên nằm dạp người úp sấp mặt đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Bắt đầu xuất hiện đen kịt một màu bóng tối. Bóng tối phảng phất câu thông lấy một cái thế giới khác. Ở nơi đó, có một loại Tống Thư Hàng bọn người quen thuộc đặc thù tồn tại bắt đầu hiển hiện. Thiên đạo di thuế. Mà lại, không chỉ là một tôn thiên đạo di thuế. Từ đệ nhị thiên đạo bắt đầu mãi cho đến đệ bát thiên đạo, tất cả thiên đạo di thuế cũng bắt đầu hiển hiện, tại bóng ma này bên trong chìm nổi. Mỗi một vị thiên đạo đều có hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ không đều thiên đạo di thuế. Những thứ này di thuế, theo lý thuyết tại tân thiên đạo lên chức về sau, đều sẽ hòa tan. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng cũng không có tiêu tán, mà là được thu vào đến một cái khác thế giới đặc thù bên trong. Đại lượng thiên đạo di thuế hiển hóa, dung nhập vào trong bóng tối. Bóng tối diện tích bắt đầu vô hạn khuếch trương. Phàm là tại bóng ma này bên trong hết thảy, cũng bắt đầu mục nát, tử vong. Liên Bạch tiền bối biến thành đi ra sa mạc thế giới cũng không ngoại lệ. Ra khỏi vỏ,
Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Tám cái thiên đạo căn, phát ra tranh vang, từ thân trụ bên trong có từng chuôi thiên đạo đao ra khỏi vỏ, chém hết vạn vật đao mang nổ hiện. Đồng thời, lại có một cây đại biểu cho Long Lạc nữ sĩ tinh long trụ nện xuống, đồng dạng ra khỏi vỏ, liên hợp phía dưới tám cái thiên đạo trụ, kiếm đủ 9 trụ số lượng. Mỗi một cây thiên đạo trụ bên trên, đều có bất hủ số liệu cùng thiên đạo ấn ký, cho dù là Trung Yên tử vong lực lượng, cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn chúng. Thiên đạo đao mang, càng là không có gì không chạm. Nguyên bản đang tại mở rộng bóng tối diện tích tại đao mang áp chế xuống, đình chỉ khuếch trương. Không nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ thôi diễn đi ra hoàn mỹ bá thần trụ cứ nhiên có bực này uy lực. Loại quải nghiên cứu tiểu tổ thành viên cảm khái nói. Hà chỉ ma đế ma thần trụ bí pháp, đích thật là cái tiềm lực vô tận bí pháp. Thôi diễn đến cực hạn, lại phối hợp đủ cường đại nguyên vật liệu, liền có thể ngưng tụ ra thiên đạo trụ loại này không thèm nói đạo lý đổ vật đến. Đáng tiếc, chân chính bất hủ không có cách nào bị chuyển hóa làm bá thần trụ. Nếu không nếu là lấy chân chính thiên đạo thân thể ngưng tụ ra bá thần trụ, đây mới thực sự là vô địch chi trụ. Bá Tống tại đao pháp bên trên thiên phú, cũng là hắn có thể đem bá thần trụ bí pháp phát huy đến loại trình độ này nguyên nhân. Đạo tử tiền bối viên kia cuối cùng ý thức nói bổ sung. Tạ ơn đạo tử sư huynh khích lệ, Tống U ngại ngùng nói. Không thể không nói, Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú là thật sự cường hoành. Tám chuôi thiên đạo đao cộng Long Lạc đao đều xuất hiện, đao ý, đao mang phảng phất hóa thành chỉnh thể, một mực đem bóng tối áp chế. Nhìn tình huống, nói không chừng bá Tống cùng A Bạch thiên đạo, còn có cơ hội đem nghi là đệ nhất thiên đạo thân ảnh bắt sống. A Bạch thiên đạo, có thể phối hợp Thư Hàng đem đối phương cầm xuống, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút ra hỏa này. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói. A Bạch nói, các loại, Tiểu Bạch phát ra tiếng nói. Bạch tiền bối liền hồi phục loại chuyện này, đều cần Tiểu Bạch trợ giúp. Nói cách khác, lúc này Bạch tiền bối, dành không được thời gian đến. Nhưng là, khả năng này là đệ nhất thiên đạo thân ảnh, không phải là bị Tống Thư Hàng áp chế sao? Luân hồi nhận tiên tử hơi suy nghĩ một chút, ý thức mượn nhờ Tô Thị A thập lục vì trung chuyển, lần nữa mở ra cái thứ hai màn ảnh, tiến vào hai màn ảnh đồng thời quay chụp trạng thái. Cái thứ hai màn ảnh, khóa chặt Bạch tiền bối vị trí. Sau đó, nàng liền nhìn thấy lúc này Bạch tiền bối, mặt ngó về phía chư thiên vạn giới một hướng khác, chính duỗi tay đè bên dưới. Lấy Bạch tiền bối lực lượng dấu vết vì tiêu ký, đem màn ảnh một đường theo tới sau. Luân hồi nhận tiên tử liền nhìn thấy, tại chư thiên vạn giới một vị trí khác, đồng dạng xuất hiện một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Thân ảnh kia trên thân đồng dạng bổ sung lấy lĩnh vực bình thường bóng tối, có thời cổ thiên đạo di thuế, ở trong bóng tối chìm nổi. Dạng này thân ảnh, không chỉ một đạo. Lại hoặc là, những thứ này thân ảnh đều là một thể, nhưng hắn có thể từ chư thiên vạn giới thật nhiều cái vị trí, cùng một chỗ hành động. Lúc này, Bạch tiền bối duỗi tay đè sau đó, đồng dạng là một mảnh sa mạc đem đạo thứ hai thân ảnh trói buộc. Nhưng lần này sa mạc, cùng lần đầu tiên có chút khác biệt. Lần này sa mạc, mỗi một hạt cát sỏi đều giống như một ngôi sao. Cái này sa mạc, càng giống là một đầu tinh hà. Mà cái này tinh hà, mang theo bất hủ hương vị. Đây mới là Bạch tiền bối sa mạc chân chính tư thái. To lớn tinh hà thế giới, đem đạo thứ hai thân ảnh triệt để vây khốn. Cái này đạo thứ hai thân ảnh so bóng người thứ nhất càng biệt khuất, hành động phạm vi càng nhỏ hơn. Nhưng là, xem trực tiếp ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ thành viên, lại toàn bộ nhíu mày. Có hai, rất có thể liền có ba. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Cái này chư thiên vạn giới những vị trí khác, sẽ xuất hiện hay không đạo thứ ba thân ảnh tới. Chính suy tư thời khắc, A Bạch thiên đạo sau lưng, đột nhiên có sán lạn người người công đức chi quang hiển hóa. Một bộ thiên đạo thân thể bước ra. Là đệ lục thiên đạo, công đức đạo nhân thân thể. Lúc này công đức đạo nhân, trên người nghiệp hỏa diệt hết, một lần nữa hóa thành sán lạn vô cùng công đức chi quang. Mặt mũi của hắn đều tại công đức chi quang bao phủ phía dưới. Lộ ra hư ảo. Trướng mắt, quá chói mắt, nhanh hoán đổi màn ảnh. Cậu đàn cha kêu lên. Thuốc nhỏ mắt, tam nhãn thiếu niên tiền bối trong ngực lục lọi. Tốt tại, công đức đạo nhân thân thể chỉ là một cái thoáng mà qua. Từ A Bạch thiên đạo sau lưng bước ra về sau, hắn liền một bước bước ra thiên đạo thứ nguyên,
tiến về chư thiên vạn giới một cái nào đó vị trí hiển nhiên, ở nơi đó có đạo thứ ba thân ảnh hiển hóa. Cần công đức đạo nhân bất hủ thân thể đi áp chế. Luân hồi nhận tiên tử, ngươi có thể câu thông bản thể của ngươi sao? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất để đệ ngũ thiên đạo tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Ta có loại dự cảm không tốt, đại bạch tiền bối phát ra tiếng nói. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đạo thứ ba thân ảnh đã xuất hiện. Cái kia đạo thứ tư thân ảnh, thậm chí là thứ năm, thứ sáu đạo thân ảnh, có thể hay không tiếp lấy hiện thân. Hiện tại, ngoại viện nghiên cứu trong tiểu tổ, có thể ở cái này đẳng cấp chiến đấu bên trong phát huy tác dụng, chỉ có đệ ngũ thiên đạo tiên tử cùng Long Lạc nữ sĩ. Nhưng Long Lạc nữ sĩ một khi rời đi Hắc Long thế giới tiến vào hiện thế, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, không biết có thể tạo được mấy phần tác dụng. Ta minh bạch, ta đã thuật lại cho bản thể. Nhưng là, nếu như không tất yếu, bản thể của ta tốt nhất đừng động đậy. Tốt nhất, là đem địch nhân dẫn vào đến luân hồi ấn vị trí. Luân hồi nhận tiên tử đáp. Luân hồi ấn một khi khởi hành, thật vất vả xây dựng mới luân hồi đại thể hệ, đều sẽ chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Tốt nhất là đem địch nhân dẫn vào đến luân hồi ấn phạm vi, trực tiếp từ đệ ngũ thiên đạo tiên tử trấn áp. Xuất hiện, đạo thứ tư thân ảnh. Tống U U trầm giọng nói. Hắn lên tiếng chính là Tống Thư Hàng tại phát ra tiếng. Có thể dẫn tới luân hồi ấn bên cạnh sao? Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói. Chờ một lát, bá Tống đang tại nếm thử có thể hay không điều động đệ tứ thiên đạo thể xác, tiến hành trấn áp. Tống U U trả lời. Lúc này, không cần kinh hoàng, thiên đế tử đột nhiên thượng tuyến. Cậu đản cha, đát đát đản, người cùng trình cậu đản ở giữa kết thúc. Thiên đế tử. Lúc này, quải trên người Tống Thư Hàng cửu tu phượng hoàng đao khẽ chấn động. Hắn thân mật tại Tống Thư Hàng trên mặt gián thiếp, sau đó cửu tu phượng hoàng đao đột phá thiên đạo thứ nguyên, độn hướng chư thiên vạn giới mỗi một vị đưa. Ở nơi đó, Trình Lâm tiên tử, thiên đế tử song song mà đứng. Cửu tu phượng hoàng đao rơi vào hai vị tiên tử thân ở giữa. Trình Lâm cùng thiên đế tử, lần thứ nhất dứt bỏ lẫn nhau thành kiến. Hai người đồng thời duỗi tay, nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao. Nho ra kim liên thế giới, cửu u tà liên thế giới cùng cửu tu phượng hoàng đao chấn động. Tại hai thế giới, cửu tu phượng hoàng đao, thiên đế tử, Trình Lâm thôi thúc dưới, có một cái lối đi phảng phất bị mở ra. Cẩu đản cha. Bởi vì hắn phát giác được, hắn tự thân thành cái này thông đạo tọa độ. Mà lấy cửu u chúa tể vì đạo tiêu tồn tại, chỉ có một cái khả năng. Một đầu vô cùng to lớn, thân hình so ngôi sao còn muốn to lớn ban văn long, từ thông đạo bên trong hiển hiện. Một chân, linh hoạt sâu rồng, nhảy đi nhảy vọt tiến lên phương thức. Một cái khác cẩu đản cha. Cái này to lớn ban văn long hiện thân trước tiên, thân hình thu nhỏ, cùng sử dụng râu rồng quấn lấy cửu tu phượng hoàng đao, một trưởng đạp về đạo thứ tư thân ảnh. Thiên đạo trở về. Thiên đạo cẩu đản cha, là chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất. Trở về thiên đạo. Ban văn long thiên đạo trở về sát na, cẩu đản cha liền biến táo bạo lên. Từng có lúc, cẩu đản cha tính cách cùng thiên đạo ban văn long là hoàn toàn tương phản. Thời điểm đó hắn lãnh khốc, lạnh lùng, không sở trường ngôn ngữ, không có cảm ngộ, là 10 phần hợp cách cửu u chúa tể. Thẳng đến một năm kia, thiên đạo ban văn long nói cho cẩu đản cha, hắn muốn từ thiên đạo chi vị bên trên lui cách. Cẩu đản cha vẫn cho rằng thiên đạo ban văn long từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi về sau, hắn cái này cửu u chúa tể liền sẽ biến mất, hóa qua quá khứ, hoàn toàn biến mất. Nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, hắn lại phát hiện mình còn sống, bị cẩn thận bảo hộ tại hiện thế thần bí không gian bên trong mà thiên đạo ban văn long đi biến mất không thấy. Một khắc này, nguyên bản lãnh khốc cẩu đản cha biến mất không thấy gì nữa. Về sau, thời gian dần trôi qua. Cẩu đản cha sống thành thiên đạo ban văn long bộ dáng. Có lẽ tại nội tâm của nó ở trong chỗ sâu, một mực cảm giác thiên đạo ban văn long đã chết. Trong truyền thuyết thiên đạo trở về một màn, nghe đều khiến người cảm giác là như vậy xa không thể chạm. Nhưng bây giờ, trong tưởng tượng xa không thể chạm một màn, lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Thiên đạo ban văn long cứ như vậy nhảy nhảy, dùng khả ái nhảy tư thế xuất hiện tại cẩu đản cha trước mặt. Cũng không cho người nội tâm một điểm giảm sóc thời gian chuẩn bị. Cẩu đản cha chẳng biết tại sao, đột nhiên không cách nào khống chế tâm tình của mình, nổi trận lôi đình. Hắn muốn đối bạo thiên đạo ban văn long,
đem bản thân lâu như vậy cảm xúc đều phát tiết đến trên người đối phương. Cẩu đàn cha hiển hóa ra chân thân, long chảo trên mặt đất huy động, hận không thể lập tức mở ra cánh cửa không gian, xuất hiện tại thiên đạo ban văn long bên cạnh thân, cho hắn một dao. Cẩu đàn cha nàng, nhanh tỉnh táo lại, khống chế tốt cảm xúc, đừng hoảng hốt, đã của ngươi thiên đạo đã trở về, cái kia một hồi lại đổi hắn cũng không muộn. Hiện tại, trước hết để cho hắn hoàn thành thiên đạo sứ mệnh, trấn áp một tôn thân ảnh. Sau đó, ngươi làm sao đổi nó đều đi. Hiện tại, ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giả mù sa mưa mà tiến lên, cùng sử dụng đem hết toàn lực ngăn chặn táo bạo cẩu đàn cha. Loại này đứng ở đại nghĩa vị trí, áp chế một cách cưỡng ép cẩu đàn cha, nhìn lấy hắn tiếp tục táo bạo, đơn giản làm tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ đến không được. Cẩu đàn cha càng táo bạo, loại này táo bạo càng không cách nào được đến phát tiết, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền càng khoái nhạc. Có đôi khi, cửu u chúa tể khoái hoạt, chính là như thế đơn giản lại ngây thơ. Tam nhãn thiếu niên chúa tể giả mù sa mưa hành vi quá tận lực, bên cạnh đại bạch tiền bối đều nhìn có chút không đi xuống. Nhưng tam nhãn thiếu niên chúa tể hành vi, không có tâm bệnh. Mặc dù hắn điểm xuất phát là lệch ra, nhưng hành vi lại là chính xác. Dùng tà ác nội tâm đang làm chính nghĩa sự tình. Hư không bên trong, thiên đạo ban văn long một cước đem thứ tư thân ảnh đạp ở dưới chân, đồng thời hắn râu rồng vung vẩy, vòng quanh cửu tu phượng hoàng đao, chém ra một đao. Chân đạp đại địch, ngang nhiên vung đao. Thiên đạo ban văn long ra sân tư thái bá vô song. Mà hắn một đao kia, đồng dạng khí thế bàng bạc. Một đao bên trong liền phảng phất ẩn chứa chín loại khác biệt ý cảnh, phảng phất là thiên đạo ban văn long tại kinh lịch chín nơi bất đồng nhân sinh. Những ý cảnh này, một tầng chồng một tầng, không có khe hở đụng vào nhau. Mà tầng cuối cùng ý cảnh bên trong, thì ẩn ẩn mang theo Tống Thư Hàng khí tức, cùng thiên đạo ban văn long lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tuyệt thế một trảm. Dưới chân thứ tư thân ảnh bị không ngừng thiết cát, mất đi lực phản kích, mệt mỏi phản kháng. Bị thiên đạo ban văn long một mực áp chế ở dưới chân, tại nó chân to bên dưới đau khổ dãy giụa. Đem chủ đệ tứ thiên đạo thân ảnh áp chế về sau, thiên đạo ban văn long nhìn về phía Trình Lâm tiên tử cùng thiên đế tử, hình tượng hướng chúng sinh hiện ra long nhan cực kỳ vui mừng cái tử ngữ này. Tiếp đó, hắn lại ngẩng đầu, đối hư không, trương dùng miệng ba, tựa hồ tại không âm thanh nói gì đó. Thiên đạo cẩu đản cha nàng đang nói cái gì? Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt nhỏ ý thức hưởng chống lấy hỏi, thế giới giờ đây lại lâm vào to lớn nguy cơ, đạo tử tiền bối cái này sợ ý thức không chịu nhắm mắt, hắn muốn tận mắt chứng kiến cái thế giới này bình an vô sự về sau, mới có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn đang nói, thời gian có hạn, cẩu đàn cha thân rồng yên lặng bị tam nhãn thiếu niên tiền bối áp chế ở trên mặt đất, không thể động đậy, hắn là mượn nhờ cửu tu phượng hoàng đao lực lượng, bằng vào ta vì đạo tiêu, tạm thời trở về. Tại không có biện pháp giải quyết thoát thân sau hạn chế trước, hắn có thể lưu tại hiện thế thời gian có hạn, cần không ngừng trả giá đắt. Cái này cùng đen kịt thiên đạo tương tự. Đen kịt thiên đạo ngày thường lúc tại hiện thế gây sự, đều là mượn nhờ bản thân một bộ phận bất hủ thể xác cộng bản thân cửu u chúa tể biến thành đen kịt mặt trời hóa thân hành động. Chân chính đen kịt đệ tứ thiên đạo bản thể, mỗi lần giáng lâm hiện thế, đều có thời gian hạn chế. Hơi lâu một chút về sau, nhất định phải trở về. Lâm vào vô tận ngủ say. Nếu như muốn hành xử thiên đạo quyền hạn, thì phải thiêu đốt bản thân bất hủ trong thể xác ý thức làm đại giá. Mà thiên đạo ban văn long sở bỏ ra đại giới, là cửu tu phượng hoàng đao bên trên đạo văn. Thật vất vả hóa thân cửu chuyển cửu tu phượng hoàng đao, lúc này cấm chế trên người đạo văn, đang dần dần thoái hóa. Nói cách khác, thiên đạo cẩu đản cha, đang thúc giục lấy Thư Hàng. Hoặc là A Bạch thiên đạo. Hy vọng bọn họ nhanh lên làm ra đối sách. Long lạc nữ sĩ suy đoán nói. Thiên đạo ban văn long lời nói, khẳng định là đối lấy Tống Thư Hàng hoặc Bạch thiên đạo nói. Luân hồi nhận tiên tử cau mày, Thư Hàng cùng A Bạch đạo hữu có thể có phương án sao? Một đạo lại một đạo hiển hóa thân ảnh, mỗi một đạo đều cần có một cái bất hủ cấp tồn tại đi áp chế. Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo vừa mới chứng đạo bất hủ, có thể xuất ra phương án giải quyết tới sao? Nếu quả thật muốn nói phương án, chỉ có một cái, đại bạch tiền bối nói khẽ. Kỳ thật ta lo lắng hơn chính là, những thứ này thân ảnh sẽ không chỉ bốn đạo. Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt nhỏ ý thức, khổ sở nói. Trên thực tế, chính như hắn lo lắng,
Tại chư thiên vạn giới một chỗ khác, đạo thứ năm thân ảnh vẫn là xuất hiện. Dù cho tất cả mọi người không chào đón nó đến, dù cho tất cả mọi người cự tuyệt sự xuất hiện của nó, nhưng nó chính là coi trời bằng vung, tại mọi người chán ghét bên trong đăng tràng. Lúc này, Tống U U lên tiếng nói, luân hồi nhận tiên tử, xin chuyển cáo một chút để ngũ thiên đạo tiên tử, làm tốt chân áp chuẩn bị. Bản thể của ta, đã chuẩn bị sẵn sàng. Luân hồi nhận tiên tử trả lời. Tống U U lại nói thật nhanh, Long Lạc nữ sĩ, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Gọi ta béo cầu nữ sĩ, muốn ta làm cái gì? Long Lạc nữ sĩ trả lời. Mời hiệp trợ ta khống chế đệ tứ thiên đạo thân thể tu lưu trường sinh đạo 999%, mở. Tống U U bước ra một bước cửu U, tiếp nhận bản thể bá tống tu lưu hệ thống lực lượng, cũng một hơi đem hắn thôi phát đến trước mắt cực hạn. Cửu U chúa tể cả đời, có một lần tiến vào hiện thế cơ hội, có một lần hành xử thiên đạo quyền hạn cơ hội. Tống U U không chút do dự, một hơi sử dụng hai cái này cơ hội. Hư không bên trong, đệ tứ thiên đạo cái kia tinh khiết thân thể từ thiên đạo thứ nguyên bên trong hạ xuống, hiện lên ở Tống U U trước mặt. Tống U U một trường vỗ tại đệ tứ thiên đạo tinh khiết thân thể bên trên, hắn thông qua tu lưu hệ thống thủ đoạn, kích hoạt lên một cái vừa hoàn thành không lâu chức năng mới viễn trình giao diện thao tác. Đệ tứ thiên đạo, trước kia từng lặng lẽ tại tu lưu hệ thống bên trong đăng ký qua một cái tài khoản mặc dù hắn rất nhanh liền tiêu số, nhưng kỳ thật tài khoản căn còn lưu tại Tống Thư Hàng tu lưu hệ thống bên trong. Hiện tại, Tống U U đem đệ tứ thiên đạo tài khoản một lần nữa kích hoạt, cũng đem hắn cùng Long Lạc nữ sĩ liên tiếp đến cùng một chỗ. Để Long Lạc nữ sĩ có thể dựa vào viễn trình giao diện thao tác công năng, đến khống chế từ xa đệ tứ thiên đạo tinh khiết thể xác. Chức năng này, là Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thế nào khống chế đệ tứ thiên đạo thể xác quá trình bên trong, mượn hiện thế phần mềm chát sáng ý khai phát đi ra. Không nghĩ tới lúc này, có thể phát huy được tác dụng. Long Lạc nữ sĩ đối tu lưu hệ thống đồng dạng không thể quen thuộc hơn được, rất nhanh hơn tay, khống chế lại đệ tứ thiên đạo thể xác. Ta tới áp chế cái này đạo thứ năm thân ảnh sao? Long Lạc nữ sĩ trả lời. Không, béo cầu nữ sĩ. Chúng ta trước dắt tay, đem hắn chuyển rời đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử nơi đó đi. Ngươi còn có mục tiêu khác muốn đối phó. Tống U U bắt đầu thi triển thiên đạo quyền hạn, lấy thiên đạo quyền hạn cưỡng ép tiến hành không gian hoán đổi. Minh bạch, Long Lạc nữ sĩ gật đầu nói. Đầy trời thiên đạo cát sỏi cuốn lên, cuốn lấy đệ ngũ đạo thân ảnh, phối hợp Tống U U không gian hoán đổi năng lực. Thiên địa đổi thành. Đệ ngũ thân ảnh bị Tống U U cùng Long Lạc nữ sĩ liên thủ, chuyển rời đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử luân hồi ấn bên cạnh. Đệ ngũ đối đệ ngũ. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đệ ngũ thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị đại ấn đè xuống. Luân hồi lực lượng điên cuồng xoát bên dưới, đem hắn kéo vào đến vô hạn luân hồi tuần hoàn bên trong. Long Lạc nữ sĩ khống chế đệ tứ thiên đạo thể xác kịp thời từ đệ ngũ thân ảnh bên trên thoát ly. Ta muốn đối phó mục tiêu đâu? Long Lạc nữ sĩ hỏi. Đi, Tống U U duỗi tay nhấn một cái, đệ tứ thiên đạo thể xác chuyển di. Ở nơi đó, thứ sáu thân ảnh đang tại điệu thấp nổi lên cùng phía trước năm đạo thân ảnh khác biệt, thứ sáu thân ảnh đang lặng lẽ hành động. Nhưng nó vừa mới toát ra cái đầu, Long Lạc nữ sĩ viễn trình điều khiển đệ tứ thiên đạo thể xác đã phát thiên cái điện nện xuống. Mỗi một hạt cát sỏi cũng giống như ngôi sao rơi xuống. Mà lại, càng là công kích, những ngôi sao này số lượng liền sẽ càng nhiều. Chém ra một ngôi sao, liền hóa biến thành hai ngôi sao. Thứ sáu thân ảnh áp chế. Mà tới được một bước này lúc, Tống Thư Hàng xem như thủ đoạn đều xuất hiện. Mà những cái kia thân ảnh lại phảng phất còn chưa tới đầu. Thứ bảy đạo thân ảnh, cũng có ngưng tụ ra đầu dấu vết. Tam nhãn, ngươi có thể đem bản thân thiên đạo gọi trở về sao? Cẩu đản cha hỏi. Ta làm sao biết, ta cùng hắn quan hệ lại không tốt, ta chỉ là cái nhận hết tra tấn vật thí nghiệm. Mà lại, gia hỏa kia coi như xuất hiện, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn sẽ đứng ở phương nào. Nói không chừng, hắn sẽ đứng ở chúng ta mặt đối lập cũng không nhất định. Tam nhãn thiếu niên chúa tể trầm giọng nói. Đại bạch chúa tể, của ngươi thiên đạo đâu? Đạo tử cuối cùng ý thức hỏi. Bạch tiền bối khe khẽ lắc đầu, hắn khả năng không cách nào trở về, thậm chí, nói không chừng không cách nào lại xuất hiện. Không phải mỗi một cái thiên đạo, cũng còn có thể trở về. Tỷ như, béo cầu. Đệ bát thiên đạo béo cầu thiên đạo,
liền không khả năng lại xuất hiện. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Bạch tiền bối, chúng ta không thể còn như vậy mang xuống, thiên đạo cầu đản tra trở về thời gian có hạn chế. Long lạc nữ sĩ là khống chế từ xa lấy đệ tứ thiên đạo thân thể, trong thời gian ngắn không có vấn đề, một lúc sau, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử còn phụ trách lấy luân hồi hệ thống, cũng không có khả năng một mực vô hạn áp chế đối phương. Tống Thư Hàng nói, lúc này hắn, đặt quyết tâm. Mặc dù rất muốn đợi thêm một chút, hoàn thiện bất hủ người thay thế phương án, sau đó cùng bạch tiền bối hai cái cá thể đồng thời siêu thoát, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian không đợi người. Hắn bá tống vô luận tấn cấp có bao nhanh, thời gian lại luôn đang thúc giục lấy hắn không ngừng tiến lên, không cho hắn có dừng bước lại thời gian nghỉ ngơi. Sở dĩ, Tống Thư Hàng chuẩn bị để bạch tiền bối trước một bước siêu thoát, trở thành thiên đạo tốt nghiệp. Giờ đây xem ra, chỉ có siêu thoát, siêu việt thiên đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt thiên đạo quyền hạn, mới có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Không sai, chúng ta xác thực không thể kéo dài nữa. Bạch tiền bối nói khẽ. Sở dĩ. Ngươi tự do, Thư Hàng. Câu nói này, bạch tiền bối cũng không nói ra miệng. Chỉ là ở trong lòng nói khẽ. Hắn có lẽ đối siêu thoát thiên đạo, từ thiên đạo tốt nghiệp có chấp niệm. Nhưng đối với siêu thoát sau muốn làm một ít chuyện, hắn lại không như vậy lớn chấp ý. Bất kể là quá khứ còn sót lại chấp niệm, vẫn là tương lai hy vọng, kỳ thật đều dây dưa tại Tống Thư Hàng trên thân. Thuộc về Tống Thư Hàng sự, từ chính hắn đi xử lý, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Mà lại, hắn lưu lại so Tống Thư Hàng lưu lại, quan trọng hơn. Chí ít hắn có thể trấn áp cái này chư thiên vạn giới khí vận. Theo bạch tiền bối ý chí và quyết định. Thiên đạo thứ nguyên thời gian, phảng phất ngừng lại. Có hai đạo thiên đạo ý chí bị kích hoạt, từ Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trên thân hiển hóa ra ngoài. Đây không phải Tống Thư Hàng trước đó phân hóa đến hiện thế cái chủng loại kia từng sợi thiên đạo ý chí, mà là hoàn chỉnh, không thiếu sót, bất hủ thiên đạo ý chí bản thể. Hai tôn thiên đạo ý chí kích phát, từ thiên đạo thứ nguyên một mực chiếu đến chư thiên vạn giới, hư ảnh bị chư thiên vạn giới tu luyện giả mơ hồ quan sát được. Điều này đại biểu lấy, đón lấy đến thiên đạo muốn làm một kiện đại sự. Một kiện đủ để dung chuyển chư thiên vạn giới đại sự, mới có dạng này hình chiếu. Rốt cục quyết định sao? Bạch tiền bối nói khẽ. Đây chính là giải quyết trước mắt khốn cục lựa chọn tốt nhất phương án. Vạn giới hư không bên trong. Thuộc về Tống Thư Hàng cái kia thiên đạo ý chí hình chiếu, thân thể bộ phận dần dần biến rõ ràng. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy tại trên người hắn. Quấn quanh lấy một số pháp tắc, quy tắc. Những quy tắc này cùng pháp tắc, vừa là quyền lực, cũng là trói buộc. Có được quyền lực đồng thời liền có được nghĩa vụ cùng chức trách. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí còn có chút sững sờ. Đối diện, bạch tiền bối thiên đạo ý chí có chút khom người, duỗi tay chộp vào Tống Thư Hàng thân thể bên trên những cái kia quy tắc, pháp tắc phía trên, dùng sức kéo kéo. Những cái kia quy tắc trói buộc. Tại bạch tiền bối trong tay bị kéo xuống cực hạn, phát ra không chịu nổi tiếng vang, như muốn đứt gãy. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong có hai đạo thân ảnh đồng thời ngưng tụ thành hình. Là thứ bảy cùng thứ tám đạo thân ảnh. Cái này hai bóng người, xuất hiện trong hư không, cách không đối cái kia hình chiếu công tới. Sự công kích của bọn họ, phảng phất muốn xuyên thấu qua hình chiếu, trực tiếp công kích Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bản thể. Cẩn thận! Đạo tử tiền bối cuối cùng ý thức, không cam lòng kêu lên. Hắn hận không thể bản thân còn có thể triệu hồi ra bản thân thiên đạo chi thể, ngăn trở cái này hai đạo công kích. Nhưng là, hắn chỉ là thứ tám, năm mặc cho thiên đạo, cùng chân chính thiên đạo khác biệt, hắn không có thiên đạo trở về công năng. Đúng lúc này, có một đầu mặt mũi tràn đầy mộng ép trong mắt, xuất hiện tại thứ bảy cùng thứ tám đạo thân ảnh phía trước. Oanh oanh, hai bóng người công kích. Trực tiếp đem tròng mắt thân thể đánh nổ. A ta chết đi mộng ép tròng mắt phát ra một tiếng thon dài tiếng kêu. Tam nhãn thiếu niên chúa tể nhìn thấy một màn này, nhịn không được tại quần bên trong đánh ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Cái này, không phải quản gia của ngươi sao? Cậu đàn cha hỏi. Đột nhiên xuất hiện mộng bức tròng mắt, chính là tam nhãn thiếu niên tiền bối cái kia lão nghĩ đến đi ăn máng khác lão quản gia tròng mắt. Quản gia, quản gia. Ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Tam nhãn thiếu niên tiền bối đè ép cậu đàn cha,
nhưng trong lòng có loại dự cảm không ổn. Trong mắt quản gia xuất hiện quá đột ngột. Ở đây ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ thành viên, không phải đỉnh tiêm trường sinh giả, chính là cửu u chúa tể. Nhưng là, không có người phát hiện trong mắt quản gia là thế nào xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng A Bạch Thiên Đạo phía trước. Hắn tựa như là một mực canh giữ ở Tống Thư Hàng cùng A Bạch phía trước, chờ lấy công kích giáng lâm. Bị đánh phát nổ, không quan hệ sao? Cậu đàn cha lên tiếng hỏi. Nhưng may mắn mà có trong mắt quản gia cản thương, Tống Thư Hàng cùng A Bạch Thiên Đạo nghi thức, đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Không có việc gì, chỉ là bị đánh phát nổ, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói khẽ. Nhưng hắn trong giọng nói, có một loại không nói ra được phức tạp hương vị. Dưới tình huống bình thường, trong mắt quản gia bị hắn đánh nổ cũng không phải một hai lần. Trong mắt quản gia trong năm qua tử vong lịch sử, chỉ sợ không kém gì Tống Thư Hàng. Nhưng lần này có chút khác biệt. Hình ảnh bên trong, thứ bảy thứ tám hai bóng người, tại đánh bạo trong mắt quản gia về sau, tiếp tục đạp về phía trước, muốn tiếp tục đối Tống Thư Hàng cùng A Bạch xuất thủ. Uy các ngươi đang nhìn hướng chỗ nào a? Một cái tử tính thiếu niên thanh âm, tại thứ bảy, thứ tám hai bóng người bên tai vang lên. Sau lưng, nguyên bản bị đánh nổ trong mắt quản gia huyết nhục, tạo thành một cái trong mắt đồ án trận pháp. Tại trận pháp trung tâm, một vị diện mục thanh tú thiếu niên tóc đen, từ đồ án bên trong hiển hiện. Hắn thân mang màu lam, vẽ đầy trong mắt đồ án áo choàng, trên mặt ung dung không vội thiếu dung, từ trận pháp bên trong bước ra, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng linh hoạt khoác lên thứ bảy, thứ tám hai bóng người trên bờ vai, ôm lấy cổ của bọn nó. Mặc dù một hơi áp chế các ngươi hai cái, sẽ thoáng có chút tốn sức, nhưng tốt tại đệ cửu thiên đạo biến hóa cũng đã kết thúc. Thiếu niên tóc đen lợi dụng khóa cổ tư thế, đem thứ bảy, thứ tám hai bóng người kéo hướng mình, cũng đưa chúng nó kéo vào đến trận pháp bên trong. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trừng to mắt. Nếu như một việc có biến hỏng khả năng, cái kia mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, hắn kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Hắn nhất không muốn gặp được người, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Cái kia xem xét tự khiến người chán ghét thiếu dung, loại kia cùng người xa lạ kề vai sát cánh, không biết liêm sỉ gảy nhẹ động tác, là hắn đối ứng thiên đạo, đệ nhị thiên đạo bản thể. Cậu đàn cha nàng, đánh ngất xỉu ta, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Nếu như không đánh ngất xỉu hắn, hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được tiến lên, giận dỗi bản thân bản thể. Bao trên người ta, cậu đàn cha trên mặt lộ ra vui sướng thiếu dung phong thủy luân chuyển, hẳn là muốn tới, cuối cùng sẽ đến. Muốn đánh choáng một cái cửu u chúa tể, phi thường khó khăn. Nhưng đánh Tam Nhãn thiếu niên loại chuyện này, dù là rất vất vả, hắn cũng sẽ không thu lấy mảy may phí tổn. Cùng lúc đó, theo Bạch Tiền bối thiên đạo ý chí duỗi tay kéo một cái, Tống Thư Hàng trên người quy tắc, trách nhiệm các loại trói buộc, toàn bộ bị giải khai. Bị giải khai thiên đạo trách nhiệm, quy tắc trói buộc cũng không có một lần nữa quấn đến Tống Thư Hàng trên người, mà là ngược lại cuốn tới Bạch Tiền bối hai tay vị trí. Đến tận đây, Bạch Tiền bối một cá nhân gánh chịu hai cái thiên đạo trói buộc. Bạch Tiền bối, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, không phải đã nói, trước hết để cho ngươi siêu thoát sao? Bạch Tiền bối đối từ thiên đạo tốt nghiệp có chấp niệm. Sở dĩ, trước đó hắn đều đã minh xác biểu đạt qua ý kiến của mình, muốn để Bạch Tiền bối trước siêu thoát tốt nghiệp. Bởi vì thiên đạo quyền hạn trước mắt còn có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, ta cảm giác ta chỉ ít còn có thể lại chơi cái chừng một tháng. Bạch Tiền bối cười nói. Cái này xác thực cũng là Bạch Tiền bối muốn tiếp tục lưu lại thiên đạo chi vị bên trên nguyên nhân một trong, nhưng đại khái chỉ chiếm một phần mười nguyên nhân. Không cần lo lắng cho ta, thiên đạo quyền hạn trói buộc không được ta. Nếu như ta muốn siêu thoát, rất nhanh liền có thể siêu thoát, sở dĩ hiện tại, đi giải quyết tất cả vấn đề đi. Quá khứ, hiện tại cùng chuyện tương lai, giải quyết xong về sau, trở lại. Bạch Tiền bối lại nói. Nhưng là Bạch Tiền bối, ta không biết muốn làm sao bước ra siêu thoát một bước cuối cùng a. Tống Thư Hàng vội la lên. Lịch đại thiên đạo bên trong, chỉ có thứ bảy thiên đạo Bạch đã từng nửa bước siêu thoát qua. Bạch Tiền bối là đặc thù cá thể, có lẽ hắn biết muốn làm sao bước ra cuối cùng siêu thoát một bước kia. Nhưng Tống Thư Hàng là chân chính manh tân thiên đạo. Coi như trên người thiên đạo quy tắc, trói buộc bị giải khai, hắn cũng không biết bước kế tiếp muốn làm thế nào. Yên tâm đi, có người sẽ nói cho ngươi biết muốn làm thế nào. Bạch Tiền bối duỗi tay, nhẹ nhàng trên người Tống Thư Hàng đẩy.
Tống Thư Hàng thân hình từ thiên đạo thứ nguyên bên trong thoát ly, bị đẩy vào đến hiện thế bên trong. Ở nơi đó, có một thất anh tuấn bạch mã, lấy hai vó câu hành tẩu hình thức, vênh vàng đắc ý từ trước mặt hắn đi ngang qua. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng kêu, bạch mã tiền bối. Bạch mã có chút ngừng lại vó, quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng, ra hiệu hắn đuổi theo. Tống Thư Hàng thân hình khẽ động, theo sát tại bạch mã sau lưng. Một người một ngựa, trong hư không bắt đầu chạy. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, bạch mã mỗi một vó rơi xuống, cũng sẽ ở hư không bên trong lưu lại một ấn ký. Tống Thư Hàng dẫm lên những thứ này giấu móng, mỗi một bước bước ra lúc, liền sẽ cảm giác mình thân thể, phảng phất muốn phi thăng, muốn triệt để cùng cái thế giới này thoát ly. Cũng không biết chạy bao lâu. Chạy trước, Tống Thư Hàng liền dần dần tiến vào đã từng thiên đạo bạch loại kia nửa bước siêu thoát trạng thái. Bạch mã không phải thiên đạo bạch, mà là thiên đạo bạch lưu cho A Bạch sau cùng lễ vật cùng hướng dẫn. Nhưng phần này sau cùng lễ vật, bây giờ bị bạch tiền bối chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Phanh! Cuối cùng một bước kia, hí tinh mã bốn vó rơi xuống đất, trong hư không dùng sức nhảy lên, lưu lại bốn cái dấu móng. Tống Thư Hàng theo sát lấy bạch mã ân ký, thả người dùng sức nhảy lên. Nhưng hắn cái này cuối cùng nhảy lên lực đạo, tựa hồ kém một số. Luôn cảm giác, hoàn thiếu một điểm đồ vật. Còn thiếu chút gì, Tống Thư Hàng nói khẽ. Trong lúc đang suy tư, tại hắn phía dưới, có thứ 9 đạo thân ảnh hiển hiện. Hết thảy 9 tôn thân ảnh, trong mơ hồ cùng thiên đạo giới số đối ứng. Nhưng lần này, đã không có người có thể hiệp trợ Tống Thư Hàng, áp chế cái này thứ 9 đạo thân ảnh. Thứ 7 thiên đạo bạch, chỉ còn sót lại hí tinh mã dẫn đường. Mà đệ bát thiên đạo béo cầu, đã không có trở về khả năng. Hiện tại, duy nhất có thể lấy đỡ một chút cái này thứ 9 thân ảnh chỉ có bạch tiền bối đối ứng đản sinh cửu u tiểu bạch tiền bối. Tống Thư Hàng suy nghĩ lóe lên thời khắc, dưới đáy, tôn này thứ 9 thân ảnh hoãn hoãn vươn tay ra, nâng chân của hắn, dùng sức đi lên một đưa. Hắn cái này một đưa, cho Tống Thư Hàng cuối cùng một phân trợ lực. Tống Thư Hàng thân thể như ngư dược long môn, nhảy lên thật cao, đuổi kịp bạch mã tung tích. Tống Thư Hàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía dưới cái kia thứ 9 thân ảnh. Đối phương vậy mà lại vì hắn đưa bên trên sau cùng trợ lực. Phía dưới, cái kia thứ 9 thân ảnh đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười thân thiện. Hình dạng của hắn, nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng lúc này Tống Thư Hàng, đã tới không kịp nghĩ như vậy nhiều. Thân hình của hắn đột phá sau cùng trói buộc. Sốt cục triệt để tiến vào siêu thoát trạng thái. Mà lại, cùng lúc trước thiên đạo bạch khác biệt, trên người hắn đã không có thiên đạo quyền hạn trói buộc. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bá Tống tại thời khắc này, thành trên thế giới tự do nhất tùng thử. Cùng chứng đạo bất hủ loại kia to lớn tràng diện khác biệt, từ thiên đạo tốt nghiệp Tống Thư Hàng, ngược lại không có gây nên chư thiên vạn giới biến hóa chút nào. Bởi vì sau khi tốt nghiệp hắn, đã áp đảo cái này chư thiên vạn giới phía trên. Không lại đơn thuần thuộc về dưới thân chư thiên vạn giới. Sở dĩ, chư thiên vạn giới cũng rất hiện thực ngươi cũng không phải người của ta, vậy ta vì sao phải cho ngươi ăn mừng? Cho ngươi làm cảnh tượng hoành tráng. Cảnh tượng hoành tráng không cần tiền a. Khả năng này cũng là chư thiên vạn giới đối bá Tống thật. Sau cùng quật cường. Phía dưới, cái kia mới đản sinh thứ 9 đạo thân ảnh, hai tay cắm tay áo, tựa như là cái cán bộ kỳ cựu một dạng đứng đấy. Mặt mũi của hắn, rõ ràng rất tuấn mỹ soái khí, nhưng cùng cái khác thân ảnh một dạng, mọi người nháy mắt, liền sẽ đem hắn cùng hắn tồn tại quên. Thực lực không đủ người, thậm chí coi như chính diện theo dõi hắn, còn người tiêu cự cũng vô pháp tập trung ở trên người hắn. Mà cái này thứ 9 thân ảnh khuôn mặt, cùng cửu châu nhất hào quần túy minh tinh đạo hữu, có hai phần tương tự. Những thứ này lần lượt xuất hiện 9 đạo thân ảnh, hoàn toàn chính xác đều cùng đệ nhất thiên đạo có quan hệ. Nhưng bọn hắn cũng không phải đệ nhất thiên đạo bản thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như Vân Tước Tử trong trí nhớ Hắc Long thế giới chương cuối một dạng, tại đệ cửu thiên đạo luân hồi sau khi kết thúc, những thứ này cùng đệ nhất thần có liên quan thân ảnh sẽ xuất hiện, kết thúc thế giới. Nhưng cùng lúc, đạo thân ảnh kia lại nâng Hắc Long thế giới, đem hắn đưa ra, lưu lại hy vọng. Mà đạo này thứ 9 thân ảnh, chính là đưa ra hy vọng. Đồng thời, cũng coi là hắn một điểm tư tâm. Tập quá khứ, hiện tại, tương lai,
tương lai tất cả hy vọng ở một thân bá tống a, bay múa đi. Hắn nói khẽ, đưa mắt nhìn bá tống thân ảnh đi xa. Chư thiên vạn giới phía trên. Tống Thư Hàng lúc này đang đứng ở siêu thoát trạng thái. Hí Tinh Mã tiền bối dẫn đường đến nơi đây về sau, liền ngừng lại. Lúc trước thứ bảy thiên đạo đại bạch, cũng chỉ là nửa bước siêu thoát trạng thái, dừng bước tại này. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể mang theo Tống Thư Hàng đi tới nơi này một bước. Còn lại, liền từ Tống Thư Hàng bản thân một mình tiến lên. Tạ ơn bạch mã tiền bối. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng phủ thuận bạch mã tiền bối lông bờm. Nơi này, là đã từng thiên đạo bạch vị trí. Tống Thư Hàng ánh mắt, đã áp đảo thời gian trường hà phía trên, thậm chí. Lúc này hắn, đã có thể trực tiếp đem ý thức hình chiếu đến tương lai, đi tiếp xúc tương lai người cùng vật. Tỷ như, tương lai tử cho nên cái kia tương lai thế giới. Nhưng Tống Thư Hàng cũng không có lập tức như thế hành động. Hắn hít sâu, vượt qua bạch mã tiền bối vị trí. Tại nguyên bản thiên đạo bạch dấu chân có, lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng bước ra sau. Tống Thư Hàng cảm giác mình biến vô cùng lớn. Mà chư thiên vạn giới, trong mắt hắn thì biến vô cùng bé. Thời gian, không gian, quy tắc, hết thảy tất cả, đều không thể lại trói buộc bá tống. Thiên đạo là nắm giữ quy tắc tồn tại, vạn quả chi nhân, có thể sử dụng tất cả quy tắc. Mà siêu thoát Tống Thư Hàng, tất cả quy tắc ở trên người hắn đều không thể đưa đến tác dụng. Hắn có thể phá vỡ quy tắc, vỡ vụn quy tắc, thậm chí có thể tùy tâm sở dục chế định quy tắc, chi phối hết thảy. Quả nhiên, vẫn là cảm giác hẳn là muốn đem tốt nghiệp cơ hội, cho bạch tiền bối mới đúng. Loại trạng thái này, đối bạch tiền bối mà nói, hẳn là sẽ phi thường tốt chơi a. Bất quá, nói không chừng ta trước tốt nghiệp cũng là chuyện tốt. Có ta ở đây lời nói, chí ít không cần lo lắng bạch tiền bối sẽ đem thế giới chơi hỏng. Tống Thư Hàng nói khẽ. Chờ chờ. Nói đến đây lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn quay đầu ngó nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện siêu thoát bạch tồn tại. Nếu nói, chư thiên vạn giới bên trong, tương lai bạch tiền bối cũng sẽ đi theo siêu thoát. Cái kia lúc này, đã không bị thời gian hạn chế bản thân, hẳn là có thể nhìn thấy một cái đồng dạng không nhận thời gian hạn chế siêu thoát bạch mới đúng chứ. Trừ phi, tương lai bạch tiền bối, cũng không có siêu thoát. Chân chính từ thiên đạo tốt nghiệp danh ngạch, chỉ có một cái. Bạch tiền bối sẽ không đã phát giác được điểm này a. Hoàn toàn không cần dạng này a, bạch tiền bối. Ta đối siêu thoát loại chuyện này, thật không có bất luận cái gì chấp niệm. Lúc này, rõ ràng chính ngươi siêu thoát mới đúng a. Tống Thư Hàng ánh mắt, rơi vào thời gian trường hà bản thân siêu thoát một khắc này tiết điểm có. Tốt yếu ớt. Chư thiên vạn giới vào lúc này Tống Thư Hàng trong mắt, trở nên phi thường yếu ớt, nếu như không khống chế sức mạnh lời nói, rất có thể vừa chạm vào tức nát. Hắn có thể tùy tâm sở dục chế định quy tắc. Nhưng cũng phải cẩn thận yếu ớt chư thiên vạn giới tiếp nhận cực hạn. Tốt nhất tại không ảnh hưởng chư thiên vạn giới tình huống, dùng xảo diệu nhất phương pháp, đem tất cả vấn đề giải quyết. Bất quá, có lẽ vẫn là có cơ hội. Siêu thoát loại chuyện này, khả năng nhất định phải hoàn thành một cái nghi thức, mới có thể tiến nhập trạng thái. Sở dĩ, còn có khả năng tồn tại. Tống Thư Hàng duỗi tay, nhẹ nhàng tiếp xúc thời gian dài tiết điểm. Đã có thể tùy tâm sở dục. Nói cách khác dù cho siêu thoát về sau, cũng không phải không cách nào trở về. Chỉ là, muốn trở về thể nghiệm lời nói, đến sáng tạo một cái tiểu hào. Miễn cho chư thiên vạn giới không chịu đựng nổi, bị sụp đổ. Theo Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ đụng một cái. Hiện thế hiện tại tiết điểm này. Tất cả thân ảnh toàn bộ đình chỉ hành động. Tại bá tống thành công tốt nghiệp một khắc kia trở đi, đệ cửu thiên đạo, liền không còn là luân hồi kết thúc. Thế giới đem tiếp tục kéo dài tiếp. Đã như vậy, sứ mạng của bọn hắn liền kết thúc. Tất cả thân ảnh hoãn hoãn lui ra phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thứ 9 thân ảnh, đối hư không mỉm cười, thân hình đồng dạng tiêu tán. Kết thúc, cậu đàn cha phản kỵ trên người tam nhãn thiếu niên, bạo lực nện lấy đầu hắn. Nhưng cửu u chúa tể thân thể quá mức cường đại, dù cho cậu đàn cha dùng hết toàn lực tại trùy, tam nhãn thiếu niên vẫn không có hôn mê. Xem ra, là kết thúc, đạo tử tiền bối cuối cùng cái kia sợ ý thức, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhưng không đợi hắn tiêu tán,
một đạo ôn nhu lực lượng nhẹ nhàng đem hắn bao dung, đem hắn bảo tồn lại cũng đem hắn lưu cho đang tại đi phục sinh lưu trình đạo tử bản thể. Hư không bên trong, thiên đạo Ban Văn Long cùng thiên đạo Tam Nhãn thiếu niên tại mất đi địch nhân về sau, bắt đầu giằng co. Nhìn lên đi, tùy thời muốn đánh một khung. Thiên đạo Cẩu Đản Cha, thiên đạo Tam Nhãn tiền bối. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi cơ hội tốt, trong tương lai, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Ban Văn Long trời một mặt mộng bức, thiên đạo Cẩu Đản Cha. Đây là đang gọi ta. Cẩu Đản Cha là cái quỷ gì? Cẩu Đản Cha nàng ngươi tốt, Cẩu Đản Cha nàng, gặp lại. Đối diện, gảy nhẹ thiên đạo Tam Nhãn thiếu niên hoãn hoãn lui ra phía sau. Hư không bên trong to lớn trong mắt đồ án tiêu tán. Trước đó bị đánh nổ trong mắt quản gia, một lần nữa một mặt mộng bức xuất hiện tại nguyên chỗ. Thiên đạo trong không gian thứ nguyên. Sau khi tốt nghiệp còn có thể trở về, bạch tiền bối nhìn về phía sau lưng. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp cảm giác, ta nghĩ bạch tiền bối ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tống Thư Hàng thân ảnh hiển hiện. Đồng thời, còn có một bóng người, xuất hiện tại sở các chủ bên người. Đạo thân ảnh này, là linh quỷ tống đầu gỗ bộ dáng. Ta tới, sở Quỳnh Quỳnh, hắn xoay người, đối sở các chủ vươn tay ra, lần này, ta đến trả ngươi một cái chân thực bích thủy các. Sở dĩ, không cần lại duy trì hư ảo bích thủy các. Hoạt tuyền ao bên trong. Sở Quỳnh Quỳnh nhẹ nhàng phun cái bong bóng. Sau đó, liếc mắt. Thư Hàng, sở các chủ thổi phá bong bóng, nói, ta ngốc mau tại ngươi sọ não bên trên cắm rễ bao lâu. Bao nhiêu cái ngày đêm, nàng ngốc mau một mực sinh trưởng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, thậm chí Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ một cao, nàng đều có thể mơ hồ cảm ứng ra Tống Thư Hàng đang suy nghĩ gì. Đã quen đến nhất định cấp độ, dù là lúc này Tống Thư Hàng lấy tống đầu gỗ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra đối phương bản chất đến. Rõ ràng ban sơ gặp mặt lúc, Tống Thư Hàng không phải tống đầu gỗ bộ dáng, nhưng nàng lại kém chút đem Tống Thư Hàng nhận thành tống đầu gỗ. Mà giờ đây, Tống Thư Hàng hóa thành tống đầu gỗ bộ dáng, nàng vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra. Đây chính là biến hóa. Ha ha ha, Tống Thư Hàng phát ra hàm hàm tiếng cười. Sau đó, hắn ngồi vào hoạt tuyền bên bờ nói, kỳ thật cũng không có quá lâu thời gian, đối với trường sinh giả tới nói, thời gian mấy tháng, cũng chính là trong chớp mắt ha. Lúc này hắn cảm giác mình quả nhiên vẫn là không đủ tam lãng, không thể muốn ra thích hợp tao thoại, làm dịu trước mắt xấu hổ. Sở các chủ tiếp tục phun cái bong bóng. Mấy tháng này thời gian, ta thế nhưng là kinh lịch dĩ vãng mấy ngàn năm, đều không thể kinh lịch sự tình. Ta nhìn ngươi từ một đầu tu chân tiểu thái điểu, biến thành trường sinh giả, lại chứng đạo bất hủ, thậm chí đến giờ đây từ thiên đạo tốt nghiệp trình độ. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, nói khẽ, tóm lại, theo ước định, để ta giải quyết sở các chủ ngươi chấp niệm. Không, đây không phải là ta chấp niệm. Sở các chủ thân hình nổi lên, mở rộng cánh tay, tới gần bên bờ nói, đó là sở chấp niệm. Tại lúc trước phân liệt thời điểm, thuộc về bích thủy các chấp niệm, đã toàn bộ giao cho sở, nàng chỉ là cái không có thân thể, cá ướp muối trong hoạt tuyển thổ phao phao đầu người. Tống Thư Hàng gãi đầu một cái, sọ não đau nhức hắn có thể cảm giác được, trước mắt sở các chủ không còn là lấy vật trang sức sở ngốc mau thân phận cùng hắn giao lưu, mà là lấy bích thủy các sở Quỳnh Quỳnh thân phận tại đối mặt hắn. Bá Tống mặc dù đã thành từ xưa đến nay cái thứ nhất siêu thoát thiên đạo đại nhân vật, chư thiên vạn giới lớn nhất đại lão, nhưng ở đối mặt loại tình huống này lúc, hắn vẫn như cũ không kinh nghiệm. Hắn có thể giới liêu Tô Thị A Thập Lục, đó là bởi vì hai người tình cảm đến một mức độ. Giới liêu là gia tăng tình cảm một loại phương thức. Nhưng loại phương thức này, hiển nhiên không thích hợp dùng trên người sở các chủ. Sở dĩ, liền ngả bài đi. Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng đối hư không kêu. Nhưng hư không bên trong, không có hưởng ứng. Trình Lâm tiên tử cũng không có xuất hiện dấu vết. Cái này tựa hồ là nàng tại biểu đạt bất mãn của mình. Dù sao, nàng chuyển thế kế hoạch đều bị đánh loạn, hiện tại tâm tình không quá tốt. Trình Cẩu Đản tiên tử, Tống Thư Hàng đổi cái xưng hào, lần nữa kêu lên. Ngươi gọi sai, ngươi mới là Trình Cẩu Đản. Trình Lâm tiên tử thân ảnh hiển hiện. Ở sau lưng nàng, còn đi theo thiên đế tử. Hai cái oan ra lại kết bạn mà đi, như hình với bóng. Không, ta là Tống Cẩu Đản. Tống Thư Hàng vui a nói hắn năng lực tiếp nhận siêu cường,
phát triển trái ngược Trình Lâm sớm hơn tiếp nhận cẩu đản xưng hào. Đồng thời, trên người hắn công đức xà mỹ nhân hiện thân, thon dài đuôi rắn quấn ở Trình Lâm trên thân, bá đạo đưa nàng kéo đến Tống Thư Hàng trước mặt. Trình Lâm liều mạng chống cự, nhưng bây giờ nàng, lại thế nào chống cự thiên đạo tốt nghiệp công đức hóa thân tiên tử? Dừng lại, người trước dừng lại. Trình Lâm tiên tử một bên kêu không muốn, một bên bị kéo đi. Tống tiền bối, chúc mừng ngươi đát. Thiên đế tử vẫn như cũ là vũ nhu tử bộ dáng, nàng một tay chống nạnh, xuất sắc đôi chân dài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hỏi, thiên đế tử, đón lấy đến ngươi có ý nghĩ gì sao? Muốn trùng kiến cái thiên đình chơi đùa không? Thiên đình sự, giao cho kim quái. Ta tiếp đó, hẳn là sẽ đi tìm vũ nhu tử tiên tử a. Thiên đế tử nhìn qua Tống Thư Hàng cái bóng. Ở nơi đó, còn ẩn giấu đi da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử tại Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ thời điểm, liền bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Nhưng ở Tống Thư Hàng siêu thoát về sau, lại bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong đây là vì sau đó không lâu, tiếp xúc tương lai tử thế giới, làm nền. Ta sẽ đem vũ nhu tử bồi dưỡng thành cao thủ hàng đầu, trong mắt ta, nàng phi thường đặc thù. Mà lại, ta cùng nàng ở giữa, còn có linh quỷ khế ước tồn tại. Thiên đế tử cười nói tự nhiên. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn điểm ấy đầu, cũng chính là chấp nhận vũ nhu tử phi thường đặc thù sự thật. Bên cạnh, Trình Lâm tiên tử thật vất vả đem đầu từ công đức xà mỹ nhân đang dây dưa tránh thoát, dò hỏi, ngươi gọi ta chuyện gì? Là như vậy, ta nghĩ tiếp về tống đầu gỗ cái kia một bộ phận, có thể sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Trình Lâm tiên tử hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được? Đúng vậy. Đã có thể làm được loại chuyện này, Tống Thư Hàng nói. Hoạt Tuyền bên trong sở các chủ, đùa nước động tác có chút cứng đờ. Vậy ngươi đem tống đầu gỗ tiếp về đi. Bất quá, hắn có thể sẽ sinh ra một số biến hóa, ngươi đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trình Lâm trả lời. Ta biết, Tống Thư Hàng nói. Hắn duỗi nhẹ tay nhẹ khoác lên Trình Lâm tiên tử trên người, nhẹ nhàng một dựng thời khắc, rời nhà ngàn ngàn vạn vạn năm tống đầu gỗ, liền thành công về nhà. Cùng bản thể ở giữa cái kia còn sót lại linh quỷ khế ước, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như lúc này Tống Thư Hàng vẫn là thiên đạo trạng thái lời nói, tại hắn thu hồi linh quỷ chớp mắt bên trong, linh quỷ sẽ trực tiếp bị bất hủ thuộc tính đồng hóa, trở thành bản thể một bộ phận. Nhưng bây giờ, đã từ thiên đạo chi vị tốt nghiệp Tống Thư Hàng, cũng không cần lo lắng phương diện này hạn chế. Đệ nhất linh quỷ quy vị về sau, Tống Thư Hàng có chút ngừng lại. Sau đó duỗi tay lấy ra một hạt nhỏ bé hồn đến đây là bị tống đầu gỗ cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ tại sâu trong linh hồn hồn, nguồn gốc từ tại nho ra 13 kiếp tiên, lưu ly thư sinh. Tống đầu gỗ thực chất bên trong tính cách, kỳ thật cùng Thư Hàng không khác, ở sâu trong nội tâm tổng có mang rất đơn giản lương thiện chi ý. Tại bản thân đủ khả năng tình huống, chỉ muốn không vượt qua bản thân phạm vi năng lực, hắn lựa chọn bảo trụ cái này một hạt nhỏ bé hồn. Tạo hóa tiên tử. Người thay ta về một chuyến nho ra. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở cái này một hạt hồn bên trên mơn trớn, trong bàn tay mơ hồ hiện lên cùng loại dưỡng đao thuật hào quang, tẩm bổ cái này một hạt hồn thể. Mượn từ hắn xuất thủ tẩm bổ về sau, lại mượn trợ nho ra phục sinh trận pháp, liền có thể để lưu ly thư sinh từ trong lịch sử trở về. Tạo hóa tiên tử từ thánh nhãn kim đan bên trong hiển hiện, hai tay nhẹ nhàng khép lại, đem này nho nhỏ hồn thể thu nạp, tống ngốc ngốc ê a. Không cần khách khí, ta sẽ chờ ngươi, ngươi đưa Lưu Ly sư huynh sau khi trở về, liền trở lại. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử bưng lấy Lưu Ly thư sinh hồn thể, bước ra hạch tâm thế giới, độn hướng nho ra kim liên thế giới. Lại là một cọc quá khứ nhân quả hóa giải. Sau đó, sở tiền bối, Tống Thư Hàng ngồi quỳ chân tại Hoạt Tuyền bên cạnh, đối sở các chủ nói, đi. Thiên đạo có thể làm được sự tình. Chúng ta muốn làm đến. Thiên đạo không thể làm được sự tình, chúng ta cũng muốn làm đến. Đã từng tống đầu gỗ chậm một bước. Tại nàng cần có nhất lúc, nhưng không có đuổi tới. Cái gì đều không có thể thay đổi biến, thuộc về quá khứ hết thảy, không có thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn muốn sớm một bước. Tại nàng cần nhất thời điểm, đuổi tới bên người nàng. Quá khứ hết thảy, chính là muốn cải biến. Nếu như có không thể cải biến quá khứ quy tắc tồn tại, vậy liền để quy tắc biến thành không tồn tại. Trước đó không lâu,
Tống Thư Hàng liền từng hướng Tương Lai Tử đề cập qua một vấn đề bên trong thân, hoặc là thực thể vật phẩm, xuyên qua quá khứ độ khó lớn bao nhiêu. Tương Lai Tử ngay lúc đó trả lời là, dưới tình huống bình thường, muốn thực thể xuyên qua thời không, là cơ hồ không cách nào làm được chuyện tình. Muốn ảnh hưởng đến quá khứ, Tống Thư Hàng nhập mộng phương thức, hoặc Tương Lai Tử lợi dụng thời gian pháp tắc, quấy nhiễu được quá khứ bản thân, mới là dưới tình huống bình thường, có thể thực hiện thủ đoạn. Chỉ là, Tương Lai Tử hành động đang quấy rầy đến quá khứ về sau, mặc dù cải biến Tống Thư Hàng sở tại quá khứ, nhưng Tương Lai Tử vị trí tương lai, nhưng như cũ sẽ không biến hóa. Liền như là Tống Thư Hàng tại thời gian Trường Hà bên trong nhìn thấy hình ảnh một dạng. Có thể ảnh hưởng đến, là thế giới song song quá khứ. Giờ đây, Tống Thư Hàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại thời gian Trường Hà bên trong tùy ý hoán đổi. Thời gian Trường Hà đối Tống Thư Hàng tới nói, tựa như là một cái khắp nơi tràn đầy đọc án điểm trò chơi. Bản thể của hắn, trực tiếp có thể xuất hiện tại xa xôi quá khứ tỉ như xuất hiện tại sở các chủ nhất tuyệt vọng một khắc này, bích thủy các đứng trước hủy diệt thời gian, hoặc là xuất hiện tại càng xa xôi quá khứ thời gian. Bị Tống Thư Hàng cùng nhau mang tới, còn có sở các chủ ý thức, cùng cửu u trong khe hẹp sở ý niệm. Hai cái khác biệt sở quỳnh quỳnh ý thức, vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, đến xa xôi quá khứ. Thời gian Trường Hà tiết điểm hoán đổi. Đây mới thực là thời gian xuyên qua. Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp xuất hiện tại bích thủy các hủy diệt tiết điểm. Mà là xuất hiện ở càng xa xôi quá khứ. Thời gian này điểm bên trên, sở Quỳnh Quỳnh vừa kế thừa các chủ chi vị, trở thành bích thủy các chủ. Thế giới lịch sử thời gian, thì không sai biệt lắm là Nho Gia Thánh Nhân cùng Béo Cầu tranh đoạt thiên đạo chi vị về sau, qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Nho Gia ở cái này thời gian điểm, nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên Đế Tử cũng đã bị đưa vào đến hiện thế, sắp mở ra tương lai nàng vô địch một đời. Lúc này, tại Tống Thư Hàng trong ánh mắt, có một đầu vô chủ linh quỷ, đang tại trên thế giới chẳng có mục đích phiêu đãng. Tung bay, cuối cùng, hắn du đãng đến bích thủy các bên ngoài trên một mảnh cỏ. Phiến khu vực này chim hót hoa nở, cổ mộc che trời, như là tiên cảnh. Bích thủy các phòng ngự trận pháp bảo hộ lấy cái này hết thảy. Nơi này là quá khứ sao? Là chân chính quá khứ sao? Sở có chút bất an nói. Trùng kiến bích thủy các là nàng chấp niệm. Giờ đây, nhìn thấy nơi xa cái kia trong trí nhớ bích thủy các, nàng có chút không cách nào khống chế bản thân. Sở các chủ đừng nóng vội. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt ve sở cái kia đoàn ý thức, để cho nàng bình tĩnh trở lại. Mà sở Quỳnh Quỳnh ánh mắt, thì hoãn hoãn từ đằng xa bích thủy các rời đến. Cuối cùng rơi vào cái kia du đãng vô chủ linh quỷ trên người. Tống đầu gỗ, nàng cau mày, lại không cách nào xác định. Trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiếp xúc tống đầu gỗ địa phương. Nhưng là, cái này bay xuống vô chủ linh quỷ, cùng tống đầu gỗ cũng không phải chỗ tương tự. Chờ một lát, Tống Thư Hàng nói khẽ. Vô chủ linh quỷ tiếp tục hoãn hoãn tung bay, trong lúc bất chi bất giác kích hoạt lên bích thủy các trận pháp bảo vệ. Một vị tóc dài đến chân tiên tử bị kinh động, đứng dậy hướng phiến khu vực này lướt đến. Là lúc tuổi còn trẻ sở các chủ. Vô chủ linh quỷ nhẹ nhàng một lát, đột nhiên xoay người nhặt lên một vật. Đó là một hạt nhỏ đến sắp ma diệt hồn là Nho Gia 13 kiếp tiên lưu ly thư sinh hồn hạt. Nho Gia chịu đến đại kiếp, lưu ly thư sinh viên này hồn chẳng biết tại sao, thất lạc ở phiến khu vực này, gần như tiêu tán. Vô chủ linh quỷ nhặt lên cái này hồn hạt về sau. Bản năng đem hắn bảo vệ cái này hồn hạt, chính là Tống Thư Hàng dùng dưỡng đao thuật ôn dưỡng về sau, để tạo hóa tiên tử đưa về Nho Gia hồn hạt. Mà lại, đây cũng là hậu kỳ, Tống đầu gỗ trợ Lưu Ly Thư Sinh một chút sức lực, đem Lưu Ly Thư Sinh phong ấn tại bích thủy các bên trong, tại Tống Thư Hàng thời đại mới khiến cho Lưu Ly Thư Sinh phá phong mà ra, chấm dứt tâm nguyện nhân quả khởi duyên. Cùng lúc đó, tuổi trẻ sở các chủ không ngừng tới gần. Lúc này, tại cái này vô chủ linh quỷ đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một trận không gian ba động. Tựa hồ có cái gì, từ không gian xa xuất ra, cuối cùng cùng cái này linh quỷ dung hợp. Là xuyên qua tới tống đầu gỗ sao? Sở các chủ con ngươi hơi trầm xuống, nàng đã biết tống đầu gỗ chân thực thân phận, thấy cảnh này lúc, tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy. Nói đúng ra, đây là tương lai tống đầu gỗ ký ức, cá thể tin tức, cùng một bộ phận lực lượng của ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, chân chính xuyên qua thời gian,
không phải tống đầu gỗ linh quỷ chi thân. Mà là trí nhớ của nó một số cá thể tin tức, cùng bị Tống Thư Hàng nhập mộng lực lượng, truyền tới không phá nát linh quỷ khế ước. Nhập mộng thời cơ, thì là tương lai lưu ly thư sinh cùng viên này lưu ly thư sinh hồn hạt, đã đạt thành nhập mộng năng lực phát động điều kiện. Dung hợp tiến triển cực nhanh. Hai cái hô hấp ở giữa, vô chủ lang thang linh quỷ, tại tiếp thu cái này hết thảy về sau, cuối cùng hóa thành sợ các chủ nhận biết cái kia tống đầu gỗ bộ dáng. Tống đầu gỗ xuyên qua, có thể xưng là hồn xuyên. Lúc này tống đầu gỗ, cũng không có ý thức được thân thể của mình đã thay đổi. Trong cơ thể nó cái kia qua thời không không hoàn chỉnh linh quỷ khế ước vẫn còn ở đó. Ký ức cũng không thành vấn đề. Mà thân thể, linh quỷ thân thể, lại nào có cái gì quá lớn khác nhau. Vốn là đều là quỷ thần trình lâm mảnh vỡ. Thế là, đón lấy đến chính là sở Quỳnh Quỳnh trong trí nhớ một màn kia. Tuổi trẻ nàng, gặp được cái này rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, lại nhận biết mình, tên là bá đao Tống Nhất. Bỏ đi bá đao linh quỷ. Bởi vì tò mò nguyên nhân, sở Quỳnh Quỳnh cuối cùng lựa chọn đem vị này Tống Nhất đạo hữu mang về Bích Thủy Các. Kế thừa tương lai tống đầu gỗ ký ức manh tân linh quỷ, tại viễn cổ thời đại, mở ra hắn vì bản thể bá tống tìm kiếm đạo lữ, đồng phát thể kết thúc bản thể bá tống đồng tử chi thân nhân sinh. Đáng tiếc, manh tân linh quỷ Tống Nhất nguyện vọng, đến cuối cùng đều không thể thực hiện. Sở dĩ, cái này muốn làm sao tính? Tống Nhất cùng ngươi quan hệ trong đó, muốn làm sao tính? Sở các chủ ý thức, tiếp cận Tống Thư Hàng. Mà lại... Nàng rõ ràng nhìn thấy Tống Thư Hàng đem thuộc về tống đầu gỗ cái kia bộ phận linh quỷ thân thể, từ trên thân trình cầu đàn tách rời, cuối cùng thu hồi thân thể. Về sau, tống đầu gỗ, hắn cũng đã đoán được bản thân hồn xuyên khả năng. Sở dĩ, hắn hiệp trợ Lưu Ly Thư Sinh, để Lưu Ly Thư Sinh tại ta thời đại giải phong xuất thế. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại bộ ngực mình. Lại về sau, Lưu Ly Thư Sinh mang theo ta số một linh quỷ tiến về cửu U. Nhưng xảy ra bất chắc, hắn không thể theo ước định trả lại ta linh quỷ. Số một linh quỷ, tại trận kia ngoài ý muốn bên trong vỡ vụn. Đoán chừng, tại thời điểm này, ta số một linh quỷ mảnh vỡ, hẳn là liền bị tống đầu gỗ. Phải nói là Trình Lâm cộng tống đầu gỗ, âm thầm hấp thu trở về. Từ một khắc kia trở đi, tống đầu gỗ cùng số một linh quỷ, chân chính khôi phục làm một cái cá thể. Đây là chính nó lựa chọn cuối cùng. Muốn lấy linh quỷ thân phận, khải hoàn trở về đến bản thể Tống Thư Hàng thể nội. Chỉ là, thời điểm đó tống đầu gỗ quá mạnh. Mà Tống Thư Hàng, quá yếu. Hắn không thể lập tức trở về bản thể. Nếu không, Tống Thư Hàng căn bản không chịu nổi. Một cái khác nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì lúc ấy tống đầu gỗ là Trình Lâm cộng tống đầu gỗ hình thức, hấp thu trở về số một linh quỷ mảnh vỡ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng là Trình Lâm cuối cùng nói cho Tống Thư Hàng. Tống đầu gỗ có thể sẽ phát sinh một số biến hóa, để Tống Thư Hàng chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên nhân. Nhân quả đã giải, Tống Thư Hàng mỉm cười, mang theo hai cái sở các chủ ý thức, chuyển rời đến kế tiếp thời gian tiết điểm. Đó là tống đầu gỗ trong lòng thống khổ nhất, không cam lòng nhất thời gian tiết điểm Bích Thủy Các hủy diệt thời điểm. Cái thứ hai thời gian tiết điểm. Lúc này, tại Bích Thủy Các cách đó không xa hư không bên trong. Ma Tông, Đạo Môn. Phật giáo, yêu tộc còn có một số cường đại tán tu, đang tiến hành hỗn chiến. So sánh hư không bên trong chiến đấu cường đại tu luyện giả, Bích Thủy Các liền lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Mà cuộc hỗn chiến này, cũng là Bích Thủy Các bị cuốn vào, bị hủy diệt nguyên nhân. Sở ý thức vừa đến được thời gian này tiết điểm về sau, trạng thái liền không còn cách nào ổn định đây là nàng lớn nhất chấp niệm, là tâm ma của nàng cùng ác mộng. Sở Quỳnh Quỳnh đồng dạng cảm giác ngực khó chịu Bích Thủy Các chấp niệm, trên lý luận đã toàn bộ về cho sở. Nhưng là, người không phải máy móc, người là có cảm tình sinh vật. Chấp niệm loại vật này cũng không có khả năng thật giống là tồn trữ số liệu như thế, trực tiếp chia cắt cho một cái khác cá thể. Người muốn làm thế nào? Sở Quỳnh Quỳnh nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nói thật, lúc này Tống Thư Hàng cái này tồn tại đối Sở Quỳnh Quỳnh mà nói, thực sự có chút phức tạp. Tống đầu gỗ trở về bản thể. Cái kia trên lý luận, hết thảy nhân quả có phải hay không hẳn là về đến Tống Thư Hàng cái này bản thể trên đầu. Sở dĩ. Tương lai, nàng chẳng lẽ muốn tiếp tục lấy vật trang sức phương thức, cắm rễ tại bá tống sọ não bên trên. Các ngươi muốn thế nào? Không bằng, đại náo một trận thế nào?
Tống Thư Hàng chỉ hỗn chiến bên trong những cái kia cường đại các hệ tu luyện giả. Những thứ này lúc trước chỉ muốn đem Bích Thủy Các cuốn vào chiến đấu, liền sẽ làm Bích Thủy Các hủy diệt tu luyện giả, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, đối giờ đây chúng ta mà nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này. Coi như đứng đấy bất động, để bọn hắn công kích, bọn hắn cũng vô pháp xúc phạm tới mắt của ta Giác Mạc. Sở dĩ, nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta có thể trực tiếp xuất hiện, đem tất cả hỗn chiến tu luyện giả, toàn bộ treo lên đánh một trận, cũng đưa bọn hắn một trận nói đi là đi lữ hành, dùng bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm chở bọn hắn tại vũ trụ bên trong phi hành ngàn năm. Về sau xuất hiện đám kia bắt yêu nhân, hủy diệt Bích Thủy Các thủ phạm, ta cũng có thể từng cái đem bọn hắn nhổ. Sau đó, ta có thể đem cái này thời gian Bích Thủy Các, từ trong dòng chảy lịch sử đào đi ra, đưa chúng nó bình an đưa vào đến tương lai, đưa vào đến năm 2020 thời gian. Loại chuyện này, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với ta tới nói cũng không có bất luận cái gì độ khó. Đối với cái này lúc đã tốt nghiệp thiên đạo Tống Thư Hàng tới nói, không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế hắn. Hắn có thể bạo lực đem trước mắt sắp diệt vong Bích Thủy Các từ thời gian Trường Hà bên trong đào đi. Hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng quá khứ. Chờ hắn đào đi Bích Thủy Các về sau, trong lịch sử Bích Thủy Các vẫn như cũ bị hủy diệt, vẫn như cũ sẽ bị bình thường ghi chép. Nhưng tương lai năm 2020, nhưng có thể lăng không thêm ra một cái năm đó Bích Thủy Các tới. Ngoại trừ loại này bạo lực thủ đoạn bên ngoài, ta còn có một cái nhu hòa điểm phương pháp. Chính là trở lại năm 2020 về sau, bằng vào ta lực lượng, thu thập Bích Thủy Các thành viên hồn, để Bích Thủy Các thành viên từng cái phục sinh, hoặc là thông qua luân hồi chuyển thế phương thức trở về. Bất kể là bạo lực thủ đoạn, hoặc là nhu hòa thủ đoạn, đối với hiện tại ta mà nói, đều không có khác nhau. Sở dĩ, chỉ muốn sở các chủ chính các ngươi ưa thích loại kia phương thức, ta liền có thể áp dụng loại kia thủ đoạn. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn khả năng hiện giờ, đã vượt qua người tưởng tượng cùng lý giải. Thậm chí, hắn có thể thay đổi tất cả, vô số quá khứ. Sau đó, để Bích Thủy Các tại viễn cổ thời đại liền tồn lưu lại, để mang cho Bích Thủy Các tai nạn tất cả nhân vật, hồi phi yên diệt. Sau đó, dùng cái này diễn hóa tương lai chỉ là, kể từ đó lời nói, sẽ ảnh hưởng cho tới bây giờ sở các chủ cùng sở trạng thái. Nhân sinh kinh lịch, ký ức cũng là một cá nhân tạo thành bộ phận trọng yếu. Quá khứ bị cải biến, ký ức bị sửa đổi, như vậy đến lúc đó sở các chủ sẽ còn là trước mắt sở các chủ sao? Sở dĩ cái này thứ ba cái phương án, Tống Thư Hàng không có nói ra. Sở, người tới chọn, sở các chủ nói khẽ. Sở các chủ hơi kinh ngạc nhìn qua mắt sở các chủ. Một lát sau, nàng dò hỏi, nếu như bạo lực đem nơi này Bích Thủy Các mang đi, vậy trong này sở Quỳnh Quỳnh đâu? Chờ chúng ta rời đi về sau, sở Quỳnh Quỳnh vẫn là sở Quỳnh Quỳnh, duy nhất biến hóa. Chính là trong tương lai, nhiều hơn một cái Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng nói, liền không thể để quá khứ sở Quỳnh Quỳnh, cải biến một chút không? Sở ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, không muốn thống khổ kinh lịch, Tống đầu gỗ kịp thời đuổi tới, tất cả địch nhân hôi phi yên diệt. Bích Thủy Các hảo hảo bảo tồn lại, mọi chuyện đều tốt tốt sống xuống tới. Tống Thư Hàng không nghĩ tới, sở vậy mà lại xem phim ra hắn bản ý muốn giấu giếm loại thứ ba lựa chọn. Trầm tư một lát sau, Tống Thư Hàng mở mắt ra nói, ta có thể cải biến quá khứ diễn hóa một cái thế giới song song, tựa như là tương lai tự ảnh hưởng thế giới của chúng ta một dạng. Ở nơi đó, hết thảy có thể như ngươi mong muốn, được chứ? Tốt, sở lại trông đợi nói, sau đó, trong tương lai, tại năm 2020, vốn có Bích Thủy Các thành viên, có thể từng cái sống lại sao? Ta không muốn chuyển thế, ta muốn phục sinh bọn hắn. Đương nhiên, không có vấn đề, Tống Thư Hàng cười nói. Chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Dứt lời, hắn mang theo hai vị sở Quỳnh Quỳnh ý thức, thân thể như là thiên thạch, từ không trung giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng cái kia một đám hỗn chiến bên trong cường đại tu sĩ. Phía dưới, viễn cổ thời đại Bích Thủy Các bên trong. Cái kia một thân quần trang sở các chủ, chính nắm chặt nắm đấm, đứng đấy thẳng tắp. Trên người nàng khí chất, so với về sau sở các chủ, muốn non nớt rất nhiều. Nàng lúc này, đã để môn nhân đem chọn cái Bích Thủy Các cường hóa phòng ngự đến cực hạn. Nhưng trên bầu trời hỗn chiến dư ba, vẫn là không ngừng chấn động Bích Thủy Các. Bích Thủy Các phòng ngự kết giới bên trên, không ngừng nổ lên hỏa hoa.
Mỗi một đạo chém xuống đao mang, kiếm mang đều sẽ khiên động Bích Thủy các thành viên nội tâm. Sở Quỳnh Quỳnh rất khẩn trương, nhưng nàng không thể đem bản thân khẩn trương biểu hiện ra ngoài. Nàng tỉnh táo hướng bên cạnh Bích Thủy các thành viên hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Chỉ có tại Bích Thủy các thành viên không nhìn thấy mặt nàng bằng thời điểm, nàng mới có thể thoáng lộ ra mê mang thần giác, khóe mắt nhìn về phía chân trời. Ngươi sẽ tới sao? Sở Quỳnh Quỳnh nói khẽ. Lúc này, nàng suy nghĩ nhiều cái thân ảnh kia có thể từ trên trời giáng xuống, như cùng nàng trong tưởng tượng như vậy, bình định hết thảy. Tốt nhất là có thể đem trên trời bọn này hỗn chiến ra hỏa, toàn bộ đánh nổ. Nhưng, loại chuyện này, không thể nào. Tống đầu gỗ cảnh giới, so với nàng còn thấp hơn đâu. Các chủ, đó là cái gì? Bên người, một vị che dù đạo nhân, đột nhiên lên tiếng kêu. Tán đạo nhân duỗi ngón tay hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, có một khỏa thiên thạch vật thể, đang tại nhanh chóng vẫn lạc. Viên này thiên thạch đè xuống lúc, khí thế lại phảng phất là một khỏa vô cùng to lớn ngôi sao tại giáng lâm. Không ai cản nổi hắn phong. Phàm tại trước mặt nó vạn vật, đều đem bị nghiền nát. Mà thiên thạch đập xuống địa điểm chính là hỗn chiến bên trong đám kia yêu, ma, đạo, Phật, tán tu. Đó là cái gì? Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng cố gắng mở ra thiên lý nhãn hệ liệt pháp thuật. Sau một khắc, nàng nhìn thấy một vị rất quen thuộc thân ảnh. Mặc dù bộ dáng tựa hồ có chút cải biến, nhưng hương vị sẽ không thay đổi. Tống nhất, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh lớn tiếng kêu lên. Oanh! Mang theo lấy khí thế không thể địch nổi, bá tống giáng lâm tại quá khứ, giáng lâm ở nơi này. Người ngã ngựa đổ. Trên bầu trời hỗn chiến nhiều mặt thế lực, như sủi cảo, từ không trung rơi xuống. Kêu thảm, các loại thất kinh kêu thảm, trong hư không nở hoa, nổ vang. Những thứ này kêu thảm, có nhân loại bản năng kéo dài kêu thảm. Có ma tông loại kia âm trầm kêu thảm. Có Phật môn loại kia từ bi kiểu dáng. Càng có yêu tộc các loại đủ loại động vật kiểu dáng tiếng kêu chuột kêu, ngựa khiếu, lừa hí, gà gáy, dê gọi các loại. Những thứ này gào thảm duy nhất điểm giống nhau, chính là khí tức kéo dài. Có thể bay ở không trung đại chiến tu luyện giả, chí ít đều là ngũ phẩm cất bước, cái khí tức kéo dài vô cùng. Người bình thường tiếng kêu thảm thiết tại a một hồi về sau, liền được lấy hơi. Nhưng bọn này ngũ phẩm phía trên tu luyện giả, mỗi một cái đều có thể từ đầu a đến đuôi, không mang theo lấy hơi. Tiếng kêu thảm thiết, một đường từ xa xôi hư không, truyền vào đến Bích Thủy các bên trong. Thật là ngươi sao, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh giờ khắc này, rốt cục không cần lại duy trì bản thân tỉnh táo các chủ bộ dáng, nàng liền như là phổ thông thiếu nữ, thỏa thích biểu lộ mình lúc này vui sướng.